Tao đó nhớ không? Hay là bắt không nôn tốt không lỡ. Chưa thấy ai nhưng cái trời Bảo Duyên lẹ tay quá nha Bảo Duyên nha. Chào chị Trang Đặng nha. Em chào mọi người nha. Hôm nay em bán váy len, nha mọi người. Váy len đồng giá thôi, váy len đồng giá rất là rẻ luôn, bao rẻ luôn, bao rẻ toàn thuốc luôn. Chia sẻ like giúp cho em đi, em bán cho mọi người chia sẻ like nha, chia sẻ giúp em ba lần trong trang cá nhân đi, hai lần trên hội nhóm được rồi. Chào mấy chế đang xem nha, chào chị Vĩnh Khác, chào chị Mai Thi Ninh nha. Đầu like tặng cái gì giờ? Đầu like tặng cái gì bây giờ? Chào chị Hòa. Ủa chị Hòa nay có tăng ca không? Ủa sao bị gián đoạn? Không biết. Chào chị Hòa nha, mọi người chia sẻ like đặng bắt đầu em bán đầm len váy len nha mọi người. Rồi bây giờ ai chia sẻ em sẽ tặng cái áo này dành cho người chia sẻ nhiều nhất ha, ai chia sẻ nhiều nhất mới tặng được nha mọi người. Tặng cái áo len này đi ha, tặng cái áo len hoa hồng này nha. Rồi ai chia sẻ nhiều nhất lại tặng cái áo len hoa hồng này nha mọi người nha. Áo này bình thường, áo này hôm bữa bán 79k, bây giờ tặng luôn nha, ai chia sẻ nhiều nhất thì tặng luôn nha. Mờ quá ta. Mờ lắm hả chị? Mạng bị cái gì á? Đứng hoài vậy hả? Ừ. Vậy ta. Không, lúc này em đang lấy đồ mà nó mờ nữa ha. Ừ. Mọi không. Người quay ra chia sẻ cho em đi nha. Ai chia sẻ trong live cho những bạn cáo lên nha. Hoa hồng, hoa hồng. Tặng, hàng tặng không bán. Chào Thúy An Nguyễn nha. Hàng tặng không bán, cái này tặng nha mấy chế. Tặng cho ai chia sẻ nhiều nhất trong live ngày hôm nay nha. Ai chia sẻ nhiều nhất sẽ tặng cáo này đây. Ai đang xem cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Xin một chấm đi. Thị Linh cũng nói mờ quá hả? Ừ. Quá, thoát ca vô lại giùm chị đi mấy em. Thị Linh ơi, thoát ca vô lại giùm chị đi. Không biết sao nó bị mờ vậy nữa. Ai đang xem cho xin một chấm đi mấy chú ơi. Chị nhớ chia sẻ like cho em nha. Ai chia sẻ nhiều nhất 50, 70, 60 hội nhóm vậy nên tặng cáo len này nha. Cáo len đang bán giá 79k. Tặng luôn nha. Áo len cụ vuông dễ thương lắm nha mấy chế. Ôi chào bạn Xuân, chào Xuân mùa xuân nha cưng. Mà bạn kia cái nick biết đọc. rồi chia sẻ giùm em đi. Giờ em cái mắt like của em nó bị đứng rồi, em giờ không có thấy ai đang xem cho mấy chị đang xem chấm chấm giùm em nha. Hôm nay có đầm len nhiều lắm, đầm len đầm thơm phom xuông như em đang mặc nè, phom này là phom xòe chứ body có hết luôn nha. Đầm len đồng giá thôi, đầm len tí nữa em bán đồng giá lên 50 view đi, em bán đồng giá 89k đầm len hết nha, tất cả đầm len rất là đẹp nè, giá 89k luôn, bao rẻ cho mấy chị toàn thuốc luôn. Chỗ khác ít nhất phải bán giá 120.000 một cái đầm, rẻ là 101 chứ không có giá mấy chục ngàn như vậy đâu nha. Lên chia sẻ chị học bao nhiêu view rồi chị, em đi đứng view luôn không có lên được luôn á. 38 view trời ơi, em bên em có 9 view rồi mấy chị. Bên em có 9 view thôi, thành ra mấy chị đang xem chấm giùm em đi. Hiện giờ em thấy được có 9 người đang xem thôi á, lên được 40 ba cái đầm em mặc hả? Rồi đầm em mặc hiện bây giờ đầm lên mỗi mẫu á khoảng chỉ có khoảng 2-3 cái thôi, nên tí nữa em đọc mã thì mọi người nhanh tay bấm nha. Cái váy canh bao nhiêu? Cái đằng sau tất cả đồng giá 89.000 nha chị Trang Đặng nha chị Bùi Hà. Cái ngoài sau em là ngắn tay sắt, cái ngoài sau em là cọc tay nha chị. Đúng rồi, sẽ lên đầm liền, lên đủ 50 view em lên đầm liền nha. Hôm nay bệnh. Đúng rồi, hôm nay nói chuyện hết nổi rồi, Tâm ơi. Rồi ai đang xem cho em xin chấm đi. Hiện bây giờ mắt của em nó hiện có 9 người đang xem mà. Rồi
Dạ. Bên em hiện có 9 người luôn. Mấy chị em không biết bao nhiêu người luôn á. Đầm len đồng giá 89k. Chị cho em ghim cái áo len đồng giá 55 trước đi. Em bán mấy cái áo len 55k trước nha, cỡ khoảng 20 áo thôi rồi em sẽ lên đầm đồng giá 89k. Mấy chị chia sẻ mạnh tay nha ha. 46 vậy đó hả chị? Sao em có 9 à? Áo len 89, chị ghi là đầm 55, áo len 89. Em bán đồng giá hết nha mấy chị, đừng có lo, em bán đồng giá hết nha. Dạ, chào chị Trang Đặng, chào chị Thị Linh nha. Em không có thấy bao nhiêu người, hiện có 9 người à, không biết hiện bị cái like bị cái gì luôn. Rồi chào chị Chanh nha. Rồi bắt đầu em bán ha. Cái này là tặng nha. Trong like ai chia sẻ nhiều nhất thì cuối like sẽ tặng cái áo len này nha. Áo len bên đây là thêu đính hoa hồng nha. Áo này là áo tặng không bán nha. Rồi bắt đầu em bán luôn. Rồi em ghim cái bình luận chị Ngọc đó. Rồi ha, bắt đầu em bán nha. Chào chị Bùi Hà. Ai muốn mua chắc chắn mua trong like này, giá rất là rẻ, cho em thông tin trước đi. Rồi em bán nhanh cấp kỳ. Chị Bùi Hà nói cho mình ấy cái máy đằng sau, chỉ cho số luôn rồi kìa. Chị Bùi Hà, cho em xin địa chỉ luôn. Với trả lại mấy chị ơi, mua giùm em một cặp đi, hai cái đi, tại vì bên em mua trên hai sản phẩm, bên em mới đi hàng nha. Rồi bây giờ em bán áo vậy đó hả? Ừ chị, ừ mấy em ơi, bên chị hiện có 9 người à, giờ không biết không thấy ai đang xem luôn á. Rồi bây giờ bán áo, bán áo đồng giá 55.000 nha ha, nhanh tay nha. Có bao, có mấy áo đồng giá 55.000 thôi, áo len, tất cả là áo len đồng giá 55.000. Rồi nha, cái áo này ai lấy thì comment giùm em là xanh, xanh nha, xanh nha, nó ở ngoài sau giặt dài nha. Cái này cỡ khoảng 50-52 kg trở xuống mặt đẹp nha. Xanh 52 kg trở xuống mặt đẹp, ai lấy cái này comment giùm em là xanh nè. 55k, đồng giá 55k hết luôn nha mấy chị. Chị Bùi Hà cho em địa chỉ đi chị ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xanh nha. Xanh 55k. Thấy địa chỉ của chị Trang, Trang Tử này, Trang Tử mua cái gì hả chị? Anh em hả? Phương Trần, em ship đồ hết rồi mọi người ơi. Đơn hàng em ship hết rồi, ai có đơn là em ship hết rồi nha. Rồi, màu xanh nó 55k. Cái áo có cái choker, cái nào phải choker. Cái này là cái dây phía trước cổ nha, cổ này là cổ tim. Cổ này là cổ tim nha. Hàng rất là xịn mấy chị ơi. Tay mát của nó rất là xịn luôn. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đỏ nha, 55k. Đỏ 55k. Cái form này là cỡ khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp nha, 52kg. Thấy là chị có chịu nha. Áo khoác làm, áo khoác một cái là 120k nha, 120k áo khoác đồng giá có dù hai lớp nha. Áo khoác dù hai lớp nha bạn, không còn niềm tin. 55k, trời ơi, áo len 55k là cực kỳ rẻ rồi mấy chị. Cô cá này dễ thương quá nè. Cô em thấy bạn Trang cần lấy gì cho số này. Không biết bạn Trang cần lấy gì nữa. Chị kéo. Bé Tâm lấy đỏ nè, chốt cho bé Tâm cái đỏ đi chị. 55.000. Rồi tím nha, cái này là tím luôn, 55k luôn nha. Tím này rất là đẹp, mấy chị mặc chung với cái chân váy ôm gì nha ha. Mấy chị mặc chung với cái chân váy ôm nó sẽ đẹp hơn này nha. Bạn Nguyễn Vy ơi, Nguyễn Vy lấy gì? Nguyễn Vy ơi. Đỏ, đỏ không có giày em. Đỏ không có giày nha. Đỏ không có giày. Rồi tím này, ai lấy tím thì comment giùm em là tím này 55k. Ở phía trên nó là bèo nha mấy chị. Ở phía trên là bèo nha. Like nhiêu người coi rồi chứ. Mấy chị chia sẻ giùm cho em nha ha. Lên 100 người em sẽ bán giá giảm hơn nữa nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là tím là 55k. Đồng giá 55k luôn. Đồng giá 55k, nhớ mua giùm em trên hai sản phẩm đem đi đơn nha. Các bạn gì em không thấy. Áo kaki hả? Áo kaki không có, nhưng mà chị có áo khung với áo sơ mi. Nếu mà lên xem đông đông rồi em lai nhanh kịp áo sơ mi thì em lai áo sơ mi cho mấy chế luôn, giá cực kỳ rẻ ha. Rồi hồi nãy cái màu xanh, rồi cái này màu xanh biển nha. Chào chị Điệp Nguyễn nha, xanh biển nè, xanh biển 55k nha, 55k. Ai lấy cái này comment giùm em là xanh biển nha, rất là đẹp. Trời ơi, cái này chừa lên mặt luôn Ngọc ơi, mặt khác ở ngoài. Xanh biển nha, 55k. Mấy chị ơi, mấy chị cho địa chỉ mà em lấy đầm em đang mặc nha. Nguyễn Vy ơi, chị Nguyễn Vy đợi em tí xíu đi, em lên đầm cho để nó không có bị lộn nha. Bùi Hà đầm chị mặc đồng giá mẹ mua nó, đầm chị mặc là 89k một chút xíu, tất cả đầm trên canh mặc cũng 89k luôn.
Chị Bùi Hà có địa chỉ rồi Ngọc ơi. Có rồi. Rồi nha. Em like áo 55k trước rồi em lên đầm liền mấy chị. Đợi em chút xíu đi mấy chị. Chị Nguyễn Vy có chốt cái đầm em đi cũng. Chị Nguyễn Vy đợi em chút xíu nha, em chút xíu em lên đầm em đọc mã cho đừng có lộn. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hồng nha, cái này là len dày nè. Ai ở miền ngoài thì lấy nè, ha, len dày, ở mặt sau của nó là đăng dây nha. Mặt trước như thế này, len dày 55k. Mấy chị mua sỉ cũng không có giá 55.000 đâu. Cái này nè, cỡ khoảng form này là cỡ khoảng 58kg trở xuống mặt đẹp ha. Đẹp thế hồ. 55.000. Mấy chị mua sỉ cũng không có giá 55.000 cái đâu. Mà bữa nay em lay lẻ luôn á. Em lay lẻ cho nó đi hàng, hàng bên em nhiều quá, đi cho nó sạch kho nha. Bên em hiện có 9 người, hiện như trên live có 9 người rồi, giờ không biết bao nhiêu người coi luôn. Đầm sao không có tay nha chị Nguyễn Hồng Ánh. Đầm sao là cọc tay. Em có dạng giống vậy mà có tay luôn. Trời ơi cái áo này 55.000 không tin được. 55.000 cô cổ nó đẹp nè mấy chị ha. Ai lấy cái này comment giùm em là hồng nha. Áo sơ mi treo phía sau 70kg vừa không? 70kg và 70kg không vừa chứ ơi, không có 70kg không vừa. Mấy cái áo này là có khoảng 62-64kg trở xuống thôi nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hồng 55 nè. Chút xíu chị Say Nguyễn thôi, chút xíu em lên tất cả đầm, đầm canh mặt 89.000 nha. Chút xíu em lên. Rồi ai lấy cái này là hồng 55k nha. Cái hồng này có khoảng 45kg trở xuống mặt đẹp. Cái gì 48kg. Rồi áo hồng cho Nguyễn Vy nè. Vậy hả chị? Nguyễn Vy áo hồng. Em cái like em bị cái gì á, giờ chị Nguyễn Vy ơi, cho em liền à. Có rồi. Nguyễn Vy có thông tin rồi hả chị? Nguyễn Vy 55.000 cái hồng này rất là đẹp nha. Nguyễn Vy tính cái giờ em không biết bao nhiêu người đang coi luôn. Tự nhiên cái like bị tủng. Nguyễn Vy tính cái như thế nào. Trời ơi cái sọc này 55.000 luôn hả? Không tin nổi. Rồi ai đây? Ngọc chừa cái sọc này lên mặt. Dễ thôi đúng không? Khoác nữ, tất cả khoác nữ chị ơi, em có bán đồ nam. Đồ nữ không mà chị. Đồ nữ, cáo này dày nè, cáo khoác này dày 55.000 luôn nha. 41kg nhiều lắm nha chị Minh Minh Lê, 41kg rất là nhiều. Áo len nó rất là nhiều. Rồi ai lấy cái khoác 55.000 thì comment giùm em là khoác đỏ luôn nha. Chất này là chất dày. Cái khoác đỏ này là chất dày nha mấy chị. Chất này chất dày 55k, ai lấy thì comment giùm em là khoác 55 nha. Túi, túi đầm 89k. Đầm có bán hết nha Lăng Bạch. Nguyễn Vy 55k chốt cho Nguyễn Vy rồi. Dạ chào chị Niệm Lam, 68 người hả chị? Em hiện có 9 người thôi chị ơi, nó lên có 9 người à. Giờ không có biết ai đang xem. Chào Khang Duy, mấy chế mới vô á, cho em xin một chấm một chút. 3-4 cái chia sẻ đi nha ha. Thủy Nguyễn áo kẻ nào em? Rồi ai lấy khoác đỏ comment giùm em là khoác đỏ nha. Cái trước Nguyễn Vy, cái trước màu hồng. Nguyễn Vy ơi, Nguyễn Vy lấy cái này đúng không? Nguyễn Vy lấy cái này thì comment giùm em là hồng 1 nha, hồng 1 nha. Hồng 1. Áo chị đang mặc 89k, cái này là đầm nha mấy chị, đầm nha. Rồi cái này là chất len dày luôn á nè, khối cổ sơ mi nha. Ai lấy cái này thì comment giùm em là sơ mi đi. Chất này là chất len dày nè, mấy chị ở miền ngoài hãy lấy nha. Ồ bạn Hương Tân Lú comment 71 đây. 71 là 71 người đang xem á. Em không có thấy được nhiều người hết trơn á. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là sơ mi nha. 55.000. Hàng mới tất cả chứ không phải là hàng si đâu nha mấy chị. Em bán lỗ rằng em đi lô hàng này nha. Ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha. Mấy chị lấy sỉ đi, lấy sỉ. Cũng không có cái giá mà 55.000 này đâu. Chút xíu sẽ lên đầm luôn, đầm 89.000 đồng giá. Hôm nay đầm len. Đầm len nhiều lắm. Rồi rồi. Thôi cái này cái chị có gì đứng. Ủa Nguyễn Vy lấy cái hồng nào ta? Cái hồng này đúng không? Cái hồng này một. Rồi hồng 1 là Nguyễn Vy lấy cái này á, xả cái kia ra đi chị. Size 65kg có nha. Nè chị, liền bọc này giùm em luôn. Rồi nè, ai lấy cái này comment giùm em làm hồng 2 đi. Hồng 2 nha mọi người. Hồng 2 nha. Form này có khoảng 48kg trở xuống mặt đẹp không body nha. Hồng 2, hồng 2 tay dài nha. Ai lấy thì comment giùm em là hồng 2 đi. Dạ, chút xíu em lên đầm liền. Chút xíu em lên đầm liền. Chút xíu lên đầm liền mấy chị ơi. Đầm có 89.000 à. Đầm đồng giá 89.000 luôn nha. Mọi người chia sẻ để được tặng cái áo này. Ai có đơn thì tặng cái áo này đi kèm áo len nha. Cổ vuông. Rồi, cái này là len mỏng nè. Chắc này chắc len mỏng nè. Form này có khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp. Ai lấy thì comment giùm em là đen nút nha. Cái tay có đính nút nè. Tay xẻ đính nút rất là đẹp. 55.000 luôn nha. Chị bán ngày hôm nay 55 thôi nha.
Thiên Phúc ơi, chút xíu à. Ship Bình Dương, ship thì tùy nha. Bình Dương thường thường là 30-35 ngàn á, Lan Bạch. Nha ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen nút nha. Chất này là chất len mông tư ghi mỏng nè. Thích mông tư ghi thì lấy cái này về ha. Nguyễn Thiên Phúc ơi, đợi em chút xíu anh. Đợi em chút xíu em lên đầm của em mặc, bắt đầu em đọc mã cho mấy chị dễ mua nha. Lên 700 view cho chị. 70. Mới có 70 à hả? 73 của chị, 76 luôn. Dạ đầm trên canh chút xíu nha Nguyễn Huệ. Rồi Hồng Hai chốt cho bạn Lan Dương nè. Lan Dương cho liền thông tin số điện thoại, nhớ mua giùm em hai sản phẩm để em đi đơn nha. Cái này là một cái áo form cánh rơi, áo này là 65 kg bận được nha mấy chị, 65 kg bận được nha, ai muốn đẹp thì 62 kg thôi. Phối màu nha, nó phối màu xanh riêu, ai lấy thì comment giùm em là xanh riêu nha. Xanh riêu 55k tay cánh rơi nha, xanh riêu 55k tay cánh rơi luôn. Còn có mấy áo thôi, em đợi cho đủ 100 người. Lan Dương hỏi ship Hà Nội, ship Hà Nội bao nhiêu hả chị Lan Dương? Em cũng không biết bưu điện nó tính á chị ơi. Bưu điện nó tính không biết ship bao nhiêu nữa. Trời, cái sọc này rất là đẹp luôn á. Sọc này 55 ngàn, ai lấy thì comment giùm em là sọc nha. Cái này là form có khoảng 53 kg trở xuống mặt đẹp nè. Sọc nha, 55 ngàn. Tất cả là hàng mới luôn nha mấy chị, không phải hàng cũ đâu nha. Em xả kho nha ha. Áo cánh dơi dạ không còn màu chị, chỉ còn một cái nên em xả. Mọi người nhanh tay lấy đi ha, mọi người nhanh tay lấy đi nha chị Duyên Duyên. Sọc 55k, lấy thì comment giùm em là sọc. Rồi em lên liền đó chị ơi. Em ơi, nói dạ. Chị Lan Dương cho số điện thoại. Chị Lan Dương ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha chị. Không có là cuối lai em xả. Cái áo đỏ này là mỏng nè, áo đỏ này mong tôi ghi nè, form body nha, 52 kg trở xuống mặt đẹp nè. Ai lấy thì comment giùm em là đỏ nha, rất là đẹp luôn. Bên lai nó nổi ghê luôn. Rồi em lấy cho bé Tâm sọc đi chị. Đầm canh mặt 89k chị Nguyễn Hồng Ánh ơi. Nguyễn Hồng Ánh đầm canh mặt 89k, đầm em mặc 89k, đỏ này 55 nè. Đồng giá 55 nè. Đỏ này đồng giá 55k. Lên được nhiêu view rồi chị? 81. Lên 100 view em bán nhanh luôn ha. Rồi. Sọc. Cái này là áo không? Ai lấy thì comment giùm em áo hồng đi, hồng nút nha, hồng nút 55k, hồng nút 55k. Cái này là form to to bạn được nè, 58 kg đi, 58 kg bạn đẹp cái hồng nút này nha. Có gì màu đen không có? Áo len đi chị, đúng rồi, đang lai áo len nè Hải Băng ơi. Có đồ gì màu đen không? Trời ơi, một lát đầm len toàn là màu đen. Đầm len toàn là màu đen. Trời ơi, cái này bình thường bán nhiêu, bữa nay bán luôn 55 ngàn luôn nha. Ai lấy thì comment giùm bi nha. Bi 55k, bi nha. Đỏ cho Hạnh Cherry nè. Hạnh Cherry ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha Hạnh Cherry. Hạnh Cherry nè. Màu đen rất là nhiều nha bạn nhỏ lùn. Hạnh Cherry cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Không cho tí nữa cuối like mình xả ra liền nha mọi người. Tại đồ sale rồi, đồ sale cho sạch kho rồi ha. Áo len nhưng không dáng dài. Không nhớ đâu mình bóc đồ like, đồ sale bóc có cái nào là like cái đó nha ha. Bóc có cái nào là like cái đó. Rồi. Đỏ này sale cho mọi người 35k, ai lấy thì comment giùm em là đỏ 35 nha, đẹp vai. Hồng nút, Thanh Duy hồng nút nè. Thanh Duy có đơn cho chị chưa? Thanh Duy ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Thiên Phúc lấy đầm em đang mặc, đợi chút xíu nha Thiên Phúc, chút xíu em lên liền nha, chút xíu em lên liền. Được nhiêu view rồi chị? 96. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đầm, ý trời ơi, đỏ 35k nha. Áo này là áo cái vai của nó hở gì nè. Đỏ 35. Đây là form không rộng nè, đỏ 35 không rộng nha. Dễ mà bọc cho hết trơn trời kìa. Chút xíu em lên đầm liền nha. Rồi đỏ 35 cho chị Kim Hằng nè. Chị Kim Hằng ơi, cho em liền địa chỉ đi chị ơi. 35 Kim Hằng. Lên được nhiêu view rồi mấy chị, nhắc em cái mấy chị. Giờ không có thấy được cái gì hết trơn á. 8 8 9 3 6 8. Đỏ 35 mua giùm em đơn trên 100 ngàn đặng em đi nha ha.
em mới đi đơn nha. Đây chấm bi 55.000, hôm bữa bán chấm bi này 89k, bây giờ bán lỗ 55.000 luôn. Chấm bi này là form rất tốt nha ha. Áo khoác len có rất là nhiều như chị, 55.000 chấm bi, ai lấy comment giùm em là bi 55k. Khang Duy với lại đầm canh Nguyễn Huệ, chị Nguyễn Huệ đợi em tí em lên đầm rồi hãy cho địa chỉ nha mấy chị, tại vì em chưa lên đầm cho địa chỉ sẽ bị lộn nha. Thấy số điện thoại của bạn Khang Duy nè, 100 rồi hả Lăng Bạch, rồi còn mấy áo lên liền đầm nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là kim sa đi, cổ kim sa đi, cổ kim sa 55.000 luôn nha, cổ kim sa 55.000 rẻ quá trời. Rồi bắt đầu nghe 100 chấm bi cho bạn cháu Hải nè, cháu Hải cho liền số điện thoại, lộn, cháu Hải có số điện thoại rồi, cháu Hải ơi cho liền địa chỉ đi, chị ghi giùm em số điện thoại của cháu Hải nha chị, em đi giá rồi. Rồi nha, bắt đầu em lên đầm ha, như đã hứa lên đầm nha, đầm em đang mặc rồi, đầm rồi, ai đang xem chấm một chấm đi coi là được bao nhiêu rồi em lên đầm mấy chị, đầm em đang mặc đây ha. Rồi đầm em đang mặc là muốn đẹp là cỡ khoảng 48kg đi, 48 thì là 50kg, 50kg mặc ôm, chế nào thích ôm thì mặc 50kg nha. Còn không á, đây nó form nó như thế này ha, đầm em đang mặc 89k nha. Kim sa cho bạn Thiên Phúc nè. Nè chị Thiên Phúc nè chị. Tiền Việt Nam. Rồi kim sa hết rồi, kim sa em chốt cho bạn Thiên Phúc và Hạnh Cherry chọn giùm em mẫu khác nha. Rồi ai lấy đầm em đang mặc comment giùm em là sọc nha, đầm Thiên sọc Phúc nha. Có số điện thoại chưa? Thiên Phúc ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ, còn không em chốt cho chị Hạnh Cherry nha. Rồi ai lấy cái đầm em đang mặc comment giùm em là đầm sọc nha. Em chỉ có 2 cái thôi, nhanh tay thì còn nha, chỉ có 2 cái thôi. Đầm sọc. Cái này là đầm áo chị 55.000. Này là của Thiên Phúc. Rồi. Mấy cháu ơi, chấm nhiều nhiều đi, tại vì view giờ em thấy có 9 người. Lên nhiêu rồi chị Ngọc? 80 mấy nha. Tụt rồi hả? Rồi đầm 89 chốt cho bạn Hân Quỳnh một cái sọc nè. Em còn một cái nữa nha Tam chị. Chị 45kg, Hân Quỳnh. Thiên Phúc nãy. Hân Quỳnh 0121298 9689. Có số điện thoại có Thiên Phúc nha. Rồi Thiên Phúc một cái đầm sọc nữa. Cái đầm em đang mặc cho Thiên Phúc nè. Thiên Phúc có số điện thoại rồi gọi cho anh chị không? Đầm em đang mặc, đầm đồng giá, chào bạn Tuyết Nguyễn Anh Tuyết nha. Đầm em đang rồi, đầm em hết nha. Bắt đầu em lên tới đầm canh đi mấy chị. Mấy chị bấm đầm canh mặc đi, thích đầm canh thì bấm đầm canh nè. Sọc hết rồi bạn ơi. Sọc hết rồi bạn Khánh Bạn Nguyễn ơi ha. Rồi bắt đầu đầm canh mặc nè. Đầm canh mặc là cỡ khoảng 52kg, 53kg trở xuống là mặc đẹp nha. Còn nhất nhất tí nữa là 54kg. Đầm canh mặc là không có cái sợi dây ngọc trai nha, đầm trơn nha. Nịch ngọc trai em bán, hôm nay em bán 50k luôn. Ai lấy thì em lấy nịch ngọc trai cho, còn không là em lấy đầm thôi nha. Đầm 89k. Ai lấy đầm canh mặc thì comment giùm em là đầm 2 nha, đầm 2. Đầm này là màu xanh nha chị. Em có là màu đen với màu xanh nha. Mấy chị comment rõ giùm em là đen 2 hoặc là xanh 2 để em biết nha, kèm theo số điện thoại nha mấy chị. 89k đồng giá nha. 89k đồng giá rất là đẹp. Đây là cái đầm màu đen nè, màu đen nó cũng đẹp luôn. Tại vì màu đen á, lên cái bóng đèn nó dạ ra thì em treo màu xanh nha. Đây là đầm màu đen nè mấy chị. Ở dưới là đuôi cá nó xè như thế này nè, đuôi cá xè nha. Cái lằn này không phải gì đâu, nó là ship trong bọc mới tinh luôn, chứ không phải là hàng si hàng gì hết trơn nha mấy chị ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em. Đầm 55kg là mặc ôm nha, 55kg là mặc hơi ôm á. 55kg tí em có phom suông, 55kg em rất là nhiều ha, 55kg em rất là nhiều. Ai lấy đầm canh này thì comment giùm em là đầm canh ha, đầm canh mã số 2. Ủa sao ta sao không thấy ai bình luận trên trời, hồi nãy Khang Đặng Nguyễn em lấy cái sọc nha chị, cái sọc là hết rồi. Sọc hết rồi bạn ơi, lấy cho mình mẫu khác nha ha. Nhiêu view rồi chị? 81. Em bị tụt view. Nguyễn Vi thì nói là lấy đầm 56 là cũng muốn hết.
Mọi người ơi, đang xem cho em xin một chấm nha. Đang xem cho xin một chấm, em bị chết mắt rồi, em không thấy được ai đang xem hết trơn á. Rồi, đầm canh mặt nha mấy chị, không không lấy đầm canh hồi nãy, ai nói đầm canh mặt thì giờ không lấy, khổ. Rồi, Nguyễn Ngọc Hoa một cái đầm canh nè, còn rất là nhiều nha, còn rất là nhiều nha. Rồi, ai lấy cái đầm canh mặt comment giùm em là đầm canh nha, nó có màu xanh với màu đen. Đầm xanh với màu xanh với màu đen, rất là nhiều áo len nha, em chiên áo len nha mấy chị. Trời, cái đầm này em phải mặc lên cho mấy chị nó xem được nha ha. Rất là đẹp đây. Ở gần của nó là len như thế này nè. Rồi, ai lấy cái đầm em mặc hết rồi phải chị Ngọc. Rồi, cái đầm em mặc là chốt cho Thiên Phúc với lại bạn rồi. Hân Quỳnh rồi. Rồi mấy chị, đợi em chút xíu nữa em mặc cái đầm này cho mấy chị xem thử nha. Cái đầm đen này cho mấy chị xem thử nha. Sao kỳ quá ta, không có thấy lại ai comment một đống bây giờ không thấy được. Hỏi giờ không thấy. Hay là bị dân ra ngoài quay gì đó. Bị tụt phi quá trời. Coi chị bỏ vô cái gì vậy em. Rồi cái đầm em đang mặc này. Cái này mấy chị mặc với cái áo khoác vô là cực kỳ đẹp luôn nha. Ai lấy thì comment giùm em là đầm ren đen đi, ren đen nha, chỉ có hai cái thôi. Ô được ba cái nè. Cái này là ren kiểu khác rồi. Ren đen nha, 89k đồng giá nha, 89k đồng giá. Rất là đẹp nha mấy chị, sang cực kỳ luôn ha. Đầm này đừng có nói lớn tuổi nhỏ tuổi nhưng chị bằng được hết. Cái đầm này muốn đẹp là có khoảng đầm này có giả lắm luôn Ngọc, cỡ 55kg mặc được nha ha. Đen đen tốt cho bạn Kim Hằng nè. Không 0907889368. Rồi đen đen ha, đen đen tốt cho Thiên Phúc nè. Bạn Hằng ơi, cho liền địa chỉ cho bạn Hằng nha. Là chị Thiên Phúc nè chị. Rồi em còn một cái đầm đen của em đang mặc nha ha. Tiếp tục em lên cái thông chung này 60-mấy kg nha ha. Đầm tất cả đồng giá, đầm đồng giá 89k. Cho em cái viên đồng giá 89.000 chị. Bỏ cái em ha. Bỏ ở đây mình. Đầm 89k nha mấy chế. Chia sẻ giùm em đi, đặng lát em tặng cáo len đen. Hồi nãy em nói tặng cáo len đen á. Đầm sau Hoàng Cần ơi, tất cả đầm đồng giá 89k. Để em ghim cái bình luận liền nha. 57kg chút xíu, 57kg chút xíu mấy chị mặc cái đầm này ha. Rồi để em ghim cái này cái. Rồi đầm đồng giá 89k nha. Đây nè mấy chị, nó co giãn lắm luôn, cực kỳ co giãn luôn nha ha. Chất len ha, rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là ren nha. Em còn một cái ren. Còn một cái ren này thôi. Còn một cái ren. Để em mặc một cái đầm, em mặc cái đầm canh cho mấy chị rất là đẹp. Rồi còn cái ren cuối cùng, ai lấy ren comment giùm em là ren nha. 57kg mặc ok. 57kg mặc ôm đó, thích body thì mặc ôm nha. Rồi đầm đang mặc đây mình nè mấy chị ơi. Đó, thấy chưa? Rồi bắt đầu em thay ra nha. Em mặc cái đầm khác đây mấy chị. Bắt đầu em mặc cái đầm phun xuông. Ủa cái này khỏi mặc cũng đẹp nữa. Nhát cho mấy chị xem nè. Cái này là chào chị Mỹ Thu nha. Em không có đồ bộ nha chị Bảo Thanh. Rồi, ai lấy cái đầm sọc này comment giùm em là sọc đi. Nó là phun xuông nè. Cái đầm này là 62kg, 65, 64kg trở xuống mặc được hết luôn nha mấy chị. Cái này không theo, không phải theo đâu, nó là đính trực tiếp, nó là đang trực tiếp vô cái áo len luôn. Em bao hàng mấy chị cái đầm này vô shop mà không có giá 200 mấy em mới sợ. Đầm sọc chốt cho bạn Thiên Phúc nè. Thiên Phúc một cái đầm sọc nè. Thiên Phúc mua mấy cái thì chị nhiều quá, cái cọc cà có qua đứa sau xả hàng là chết luôn. Thiên Phúc cho cái địa chỉ đi. Thiên Phúc ơi, cho em liền địa chỉ đi Thiên Phúc ơi. Sọc cho Bùi Hà nè, rồi hết nha. Ủa ta không có cái bọc nào chứ anh chị. Bùi Hà có thông tin cho chị. Bùi Hà cho em liền thông tin địa chỉ với số điện thoại nha Bùi Hà. Em mới chốt được đơn nha mấy chế. Chưa có gì hả?
chưa có hả? Nguyễn Vi hết sọc rồi Nguyễn Vi ơi. Đây tiếp tục một cái đầm phong xuân nè, rất là đẹp luôn. Trời ơi lực sự thế ghê luôn. Đầm phong xuân này muốn đẹp là cỡ khoảng 58kg, 60kg trở xuống mặt đẹp, nhất một tí là 62kg mặc được nha. Ai lấy thì comment giùm em là xanh đi. Xanh đi, em có mấy cái thôi xanh nha. Xanh, đó là phong xuân nè mấy chị. Trời ơi body đơn giản em đang mặc nè chị ơi. Body đơn giản, cổ cao tí nữa em lên nữa, có hết nha chị Bình Võ. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xanh đi, nó là phong xuân rộng nha. Mặc đi coi phim, đi cà phê là bao cho mấy chị đẹp luôn. Đẹp ha, đang vô mùa len rồi, lạnh lạnh rồi. Để Tết bận đi chơi, đi dạo cà phê đều được ha. Ai lấy thì comment giùm em là xanh nha. Cái xanh này quá đẹp. Này, em muốn nghe em mặc. Có bị đứng lên luôn, mấy chị ơi cho em xin chấm đi, thật sự em không thấy ai đang comment luôn á, khổ ghê luôn. Chị xin phút nữa em bóp địa chỉ rồi. Em bóp hả? Xét bộ hả? Hôm nay chắc em lên không nổi xét bộ quá chị. Hôm nay em lên đầm len á chị Mỹ Hương ơi. Bình Bùi Hòa ơi cho em liền địa chỉ với số điện thoại nha. Đầm canh bao nhiêu ký mặc vừa? Đây đầm canh chị mặc liền đây nè, đầm canh đẹp chắc cỡ khoảng 54kg trở xuống mặc đẹp cái đầm canh này á, để em mặc liền cho mấy chị xem nha ha. Chị Bùi Hà cho em liền số điện thoại với địa chỉ để em còn cái đầm ren em đang mặc là duy nhất là hết rồi nha mấy chị. Bùi Hà cho số điện thoại cho Nguyễn Vy đi, Nguyễn Vy đi em. Ô cái đầm này nhỏ ký à, đầm này có khoảng 52kg mặc đẹp thôi. Đây là cái đầm canh mặt nè mấy chị. Đây là cái đầm canh mặt nha. Mấy chị muốn đẹp thì mấy chị khoàn thêm cái này vô làm điểm nhấn đi. Tại vì cái đầm canh mặt rất là đơn giản ha. Rồi, ai không muốn lấy cái này thì cũng được nha. Bùi Hà lấy cái đầm tay bằng cầm là hai ta. Có bán cái nịch tranh cảnh. Dạ cái nịch em bán hết luôn. Em gửi hàng rồi nha chị Kim Loan. Bùi Hà nó có địa chỉ rồi chị. Bùi Hà ơi có địa chỉ rồi hả? Em không thấy địa chỉ gì ơi, số điện thoại có cho chị Ngọc. Nhiều khi nó trôi ở trên em ơi, nãy giờ đâu có chốt. Vĩnh Khác hả? Đầm màu đen 60kg không vừa chị. Đây đầm màu đen canh mặt cỡ muốn đẹp là cỡ khoảng 50kg, 48kg trở xuống bằng đẹp cái đầm này thôi nha ha. Hoa Dại ơi. Áo khoác 120k đầm giá ha. Bùi Hà, tôi lấy cái bạn đang mặc hả? Rồi chốt cái này cho chị Bùi Hà nè. Dạ em có bán nịch đồng giá 50k ha. Nịch đồng giá 50k chị Mỹ Thu ơi. Bùi Hà 55. Ý là trời ơi, lộn giá 89.000. Chết rồi, nãy giờ em ghi giá mấy cái đầm lộn rồi. Để lấy em coi lại. Áo khoác gió 120k 56kg mặc vừa đầm đen. 56kg cao bao nhiêu Nguyễn Vy? 56kg mà nếu mà cao 1m65 là mặc rất là đẹp luôn nha ha. Còn cỡ em 1m57 nè thì mấy chị cỡ khoảng 48-49kg trở xuống mặc đẹp nha ha. Nịch em bán đồng giá 55k. Cái đầm xanh phong xuân này mấy chị muốn lấy à? Cái đầm xanh phong xuân đẹp quá nãy mới lấy nè. Tiếp tục một cái sạch đỏ phân to nữa nè. Thân Huỳnh đầm ren đen nha chị. Rồi Thân Huỳnh lấy cái đầm ren đen nữa là em hết nha. Cái đầm ren đen chị luyện vô đây đúng không Ngọc? Nè à. Rồi Thân Huỳnh áo len hả chị? Đợi xíu em đang lay đầm rồi chị, chút xíu nha Băng Hải nha. Thân Huỳnh có thông tin chưa chị Ngọc? Có số điện thoại nè. Mấy chị ơi có số điện thoại vui lòng inbox địa chỉ liền cho em đi nha ha. Đầm 89.000 là cực kỳ rẻ, có ai mua một cái đầm mà 89k bao giờ? Ai mua cái đầm mà 89k bao giờ ha? 1m65 là mặc đẹp rồi chị Nguyễn Vy ơi. 1m65 mặc cái đầm này á, 50 mấy ký là đẹp rồi nha ha. Ôi cái đầm đỏ này rất là lạ luôn. Đầm đỏ này là phong xuân nha. Cái dây này là mấy chị mặc sau lưng nha mấy chị. Cái dây này làm sau lưng nha. Cái dây nằm sau lưng nó là phong xuân nè. Nó là đầm phong xuân, không thôi là mặc thành áo giấu quần cũng được luôn ha. Bên đây có xẻ nên mình mặc dấu quần luôn cũng được. Ai lấy cái này comment giùm em là sọc đi nha. Sọc đi, sọc.
sọc 89k. Cái phông suông này có khoảng trời ơi, phông suông mà nói chi số ký nữa giờ 58 ký 60 ký bằng phô tư ha. Lấy em cái chị mặc hoàng cầm. Rồi hoàng cầm lấy một cái của chị đang mặc, chốt cho hoàng cầm một cái nè. Hoàng cầm cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Rồi thấy địa chỉ của chị Bùi Hà nè. Hoàng cầm 89k. Hoàng cầm ơi cho liền địa chỉ với số điện thoại mới giữ hàng nha, không cúi đơn xả nha em. Rồi ai lấy cái đầm sọc này, sọc đỏ comment giùm em là sọc đỏ nha. Nó là phông suông mà chị đẹp luôn. Phông suông này mấy chị mà mấy chị to to con 60 kg ngoài là mặc vô nó sẽ vừa lắm, đẹp lắm. Còn ốm ốm thì bạn cũng không hết dơ luôn. Em có một lô hình này mà em chưa có đăng kịp, em đăng lên là mấy chị hốt liền, tại vì vô hình nó sẽ đẹp hơn ở ngoài ha. Chị lấy một cái đen Nguyễn Vy. Nguyễn Vy có chứ chị. Em ghi chưa? Chưa hả? Vậy chị ghi đầm, chị ghi là đầm mà. Nguyễn Vy. Rồi nè, Nguyễn Vy 89 nè. Đấy, Nguyễn Vy có cái này đó. Rồi nha, Nguyễn Vy nha. Lấy đầm đen canh mặt. Dạ là đầm canh mặt. Canh mặt lấy cho ai đây? Trâm Yến nha. Hoàng cầm ơi cho em số điện thoại liền đi chị ơi. Tại vì mấy chị nó inbox địa chỉ á, em lát cái em không có thấy nữa. 0167228827. 89.000. Làm 89.000 rất là rẻ rồi mấy chị ơi. Cho chị cái đen em mặc với dây nịt nhé. Rồi ok chị Kim Hằng luôn. 0167. Chị dò lại em số điện thoại cho Trâm Yến đi. Rồi chị Kim Hằng, chị Kim Hằng em lấy cho chị một lịch luôn đúng không? Bỏ một lịch cho chị Kim Hằng luôn. Lịch to giãn lắm. Rồi thấy số điện thoại của chị Hoàng Hằng nha. Đầm body có chị, đầm body rất là nhiều. Đầm body em cực kỳ nhiều mà. Mấy chị Kim Hằng nè. Kim Hằng cho em liền số điện thoại với địa chỉ đi chị ơi. 89 cộng lịch là 50 nè. Dây nịt 50k chị Bùi Hà ơi, dây nịt rất là rẻ luôn, dây nịt ngọc trai nha, mặt lẹm bao đẹp cho mấy chị, rất là nhiều loại mặt nhưng mà mặt nào cũng như nhau, nó tựa tựa nhau, nó rất là đẹp nha. Áo khoác len nhiều nha Xuyên Phạm. Chị Kim Hằng cho em liền số điện thoại với địa chỉ đi ha. Trâm Yến. Ủa chị Trâm Yến là chị ghi rồi đúng không Ngọc? Cho mình coi màu khác đi, rồi chút xíu em lên màu liền nha chị Linh. A Linh cứu con nha ha. Dồn cho chị đi. Ủa chị Kim Hằng có đơn chưa mà dồn? Chị Kim Hằng chị có đơn chưa chị? Em còn cái này nhưng mà màu xanh thôi nha, màu đen còn có một cái duy nhất nè, màu đen với màu xanh đi, chứ chị nhìn thấy cái nào cũng đẹp như nhau. Bùi Hà lấy một dây nịch ha. Rồi ok chị Bùi Hà, cho chị Bùi Hà dây nịch nè. Đây dây nịch mặt rất là đẹp luôn mấy chị, đừng có lo ha. Chị ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha. Chị Bùi Hà chị. Ủa, chị Bùi Hà có mấy canh mặt đúng không? Mấy đúng rồi, chị Bùi Hà có mấy canh mặt nha. Rồi nha, em còn cái này. Ơ, cái này còn có một cái à. Cái này là chị Kim Hằng nè. Chị Kim Hằng ơi, có nịch trong đây đi. Kim Hằng cho em liền số điện thoại nha chị. Em còn một cái mấy canh mặt. Còn ba cái chứ. Ồ, Kim Hằng này của em. Chị Kim Hằng, chị đặt hai cái rồi hả? Chị Kim Hằng đặt hai cái nào ta? Ủa chị Kim Hằng ơi, chị đặt hai cái nào ta? Sao em không thấy, hay là đơn cũ đơn trước? À có rồi hả chị? Rồi có thông tin của chị Kim Hằng rồi nha. Ai lấy lịch thì comment giùm em là lịch 50k thôi ha. 50k lịch thôi rất là đẹp. Hôm bữa lịch em bán 60.000, 65.000 đó. Rồi em còn đầm này có mấy cái nữa, chị lấy lên thốt luôn đi. Cái đầm sọc này đẹp quá à. Đây ha, đầm sọc rất là đẹp luôn. Đầm sọc này là phông suông, mặc thành áo dấu quần luôn nha mấy chị ha. Ok nha bà Thảo Nguyên. Rồi ai lấy cái đầm sọc này comment giùm em là sọc nha. Nó là phông suông 89.000. Phông suông, đầm sọc phông suông cỡ khoảng 6 là kèm đầm đen.
Ôi, em cái bạn gì nữa? Bùi Hà tôi lấy nịt nịt nhé kìa. Ừ, Bùi Hà em ơi, em có đưa chị chiếc sợi dây nịt rồi. Ừ. Hoàng Cầm nè, thấy địa chỉ với số điện thoại của bạn của chị Hoàng Cầm nha. Rồi, bắt đầu em tới mẫu nữa nha mấy chị. Lẹ tay nha ha. Phong này không biết phong xuôi hay phong bao đầy nữa. Thắt bỏ ra được cho Nguyễn Nga. Cái thắt này em bán rồi mà. Cái thắt này 50 ngàn em bỏ ra. Mấy chị không thích thì bỏ ra chị Nguyễn Nga. Thắt cho có điểm nhấn tại cái đầm của mình màu đen rồi ha. Đầm đen 55kg. Nếu mà 55kg là mấy chị phải cao trên 1m6 mới được nha. Rồi tiếp tục. Một cái phong xuôi màu đen. Bạn đi hỏi nha. Xuất sắc luôn. Ai mà to to thì bạn thành phong body nha ha. Ai mà to to hỏi gì chị Ngọc. Cái tầm 55kg bạn được không? Ừ, em đã trả lời rồi. Đây, cái này bạn là ai mà to to là ai mà 50 mấy ký ta? Cái này nếu mà 54kg trở lên á, 54kg là mặc thành form body nha. Cổ sơ mi nè. Rất là lịch sự. Ai lấy cái đầm len này thì comment giùm em là len túi đi, nó có cái túi nha. Nó có cái túi nha. Cái đầm len đen này 55kg mặc đẹp nè, 55kg mặc thành form body nè. Nó là túi, có cái túi điểm nhấn á. Mỹ Hoàng em cái nịt. Linh Trúc một cái túi nè, Mỹ Hoàng một cái nịt nha. Mỹ Hoàng ơi, Mỹ Hoàng có đơn chưa? Chưa có đơn thì cho liền cái điện thoại với địa chỉ nha, chốt cho Mỹ Hoàng. Có điện thoại trong công ty. Mỹ Hoàng ơi, cái mặt 89k nha bạn Chi Cốc. Đồng giá 89k, em có ghim giá rồi mấy chị. Mỹ Hoàng ở đây. Mỹ Hoàng không biết. Mỹ Hoàng ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha em. Mấy chị mua lòng mua trên 2 cái đi nha. Trên 100 ngàn mới đi đơn được. 100 ngàn không có đi đơn được mấy chị. Cái len túi đẹp quá à. Ê, cái này nó đẹp không? Cái tay. Cái tay đẹp không? Em bận không? Em bận được. Em bận được. Hay là em bận vô ha. Thôi để em bận vô cho mấy chị xem nha. Thử coi. Dây nịt em có bán nha. Ai thích thì mình mua dây nịt thì mua nha mấy chị. Dây nịt ờ miễn hàng công ty. Rồi miễn hàng công ty á thì mai lên lầu nhận. Mai lầu lấy nha ha. Rồi để em bận thử. Em mặc thử cái đầm đen túi này cho mấy chị xem. Nịt em nói gì rồi? Cái gì chị? Nịt. Nịt 50k, nịt 50k. Mấy chị .. cho em mấy chị tụt view quá trời luôn. Ổ vô. Cái đầm này là sợ mặt ôm. Ôm nhiều. Không chị, nó có cái ni bụng á chị. Còn mình, cái bụng của mình cũng có cái bụng ăn khó. Cái này nè. Tại vì cái này là 55kg, nếu mà mấy chị 50-55kg bạn sẽ đẹp nè. Thấy chưa? Tay của nó rất là đẹp nè. Rồi, cái tay đẹp ghê. Đây nè, đó. Em là chỉ có 47kg thôi ha. Mấy chị nào mà to to hơn á, bạn đẹp hơn nó còn co giãn nữa nha ha. Ai lấy cái đầm em mặc á thì ghi giùm em là túi đi, nó có cái túi điểm nhấn ở đây nè. Rồi, đầm này là đầm canh mặt nè. Canh mặt em còn màu đen nha. Màu đen với màu xanh. Lấy thì chốt giùm em là đầm canh mặt nha. 89k. Chia sẻ lại giúp cho em đi mấy chị. Chia sẻ lại giúp cho em đi. Đặng lên view cho nó bán cho nó nhanh chút xíu. Nó có bị chậm nha. Chia sẻ đi cuối live. Kiểm tra ai chia sẻ nhiều thì bắt đầu em tặng áo nha. Cái đầm em đang mặc đây. Dạng là dạng sơ mi rất là lịch sự nha. Ai lấy đầm em đang mặc thì comment giùm em là đầm túi nha. Chọc hả chị? Chọc hả? Lấy cái màu đi. Rồi Kim Hằng đầm đen túi cho chị Kim Hằng. Đây chị Kim Hằng đây. Đầm đen túi này rất là đẹp mấy chị ơi. Nhìn nó lịch sự nè. Cái túi với cái nè. Mấy chị thấy ở ngoài đó, nó dễ thương hơn nữa. Cao 1m57, 1m58 nha Mai Nguyễn ơi. Cao 1m58 thôi. Cái đầm này là cái đầm thông suông nha mấy chị ha. Đầm này là đầm thông suông. Ai lấy sọc hồng comment giùm em là sọc hồng thông suông nha. Trời ơi. Ôi ôi sọc hồng thông suông ở bên tay của nó có như thế này nè mấy chị. Mặc vô cái chỗ này nó sẽ hở chút xíu nha. Thông suông nha ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là sọc hồng đi. Sọc hồng này là cỡ khoảng
đẹp thì có khoảng 58 kg đi, 58 kg cái này đẹp nè, sọc hồng này 58 kg đẹp nè. Bên tay của nó có khoét, có khoét vai nha mấy chị. 89 ngàn thôi, đồng giá 89 ngàn, bao cho mấy chị luôn. Đi đâu mà mua cái đầm có tám, có 89 ngàn, 90 ngàn như gì. Mặc vô tư len mà, mấy chị mặc xong mấy chị giặt mấy chị cất lại tới mùa mấy chị mặc tiếp nha ha. Áo rất là nhiều nha bạn Nguyễn Yến. Tâm lấy cái sọc hồng kìa, Tâm lấy cái sọc hồng nè, chốt cái sọc hồng cho Tâm nè. Rồi em còn cái sọc hồng nha, mấy chị nhanh tay giùm em nha ha. Để em mặc cái đầm body này cho mấy chị xem nha. Để em mặc cái đầm body này cho mấy chị xem. Body nhưng mà cái ren của nó khác nữa. Hai đứa mình ngoài mặc mấy cái len này đi trời. Mặc cho nó cứng. Đây là một cái body ren nè. Ren này là khác ren lúc nãy, ren lúc nãy của mình con bướm nha. Còn ren này là cổ tròn như vậy nè, rất là đẹp luôn. Trời ơi, ở đâu mà đẹp dữ thần. Quá đẹp rồi. Ren rất là dễ thương luôn nha mấy chị, không có sợ hở đâu nha. Không có sợ hở đâu. Ai lấy cái ren, ai lấy cái ren này comment giùm em là đen ren nha. Đen ren 89k nha. Hàng đẹp. Không, em không có cho xem hàng trước chị ơi, shop em ship đi là ship luôn nha chị, chắc len là em bao với mấy chị luôn. Dạ Ma Nguyễn ơi, em cao có cao em 1m58 à chị. Đen nè, ai lấy đen ren comment giùm em là đen ren nha. Mấy chị đừng có sợ nó ngắn đâu, tại vì form ren này nè, nhìn vô gì nè nó sẽ đẹp ha. Bút là gì ta? Body này mấy chị mặc mặc nịch cũng được, mà không mặc nịch cũng được. Thích cái nào thì thích cái nào, điểm nhấn thì mặc vô cái đó ha. Đây. Body. Tiết Mai chị lấy. Chị Tiết Mai chị lấy hả? Dạ. Có sỉ nha, xuân nhiếm chiên sỉ luôn nha, chiên sỉ luôn nha bạn, chiên sỉ luôn nha ha. Em ở đầu Củ Chi bên Hóc Môn mà chị. Betty dáng boy, không có quần Betty. Tiết Mai chị lấy cái này hả chị? Rồi Tiết Mai lấy, mấy chị kèm nịch. Rồi ok chị Tiết Mai, chị Tiết Mai cho em xin số điện thoại với địa chỉ liền nha. Đen em rất là nhiều. Mà cái chất len đen á, nói cho mấy chị nghe, cái chất len đen mặc không bao giờ bị quê đâu. Không bao giờ bị quê ha. Màu nó còn quê mà đen là không bao giờ bị quê. Ủa, đâu có cái áo len nè. Trời đất ơi, ở đâu có cái áo len này nè. Trong cái lô đầm, áo len này thiêu luôn nha mấy chị. Trời đất ơi trời. Rồi sale cho mấy chị cái áo này luôn, 55k ha. Bao nhiêu cái tính giá sỉ hả? 10 cái. Đầm đen cho bạn Vĩnh Khác nè. Rồi chị Vĩnh Khác lấy cái đầm em đang mặc đúng không? Chị ghi ra tờ giấy ren lá đi chị, thằng em nhớ. Rồi ok, chốt cho chị Vĩnh Khác nha. Rồi ai lấy cái áo len này 55k comment giùm em là áo 55 đi. Áo 55. Em có hai cái tự nhiên nó bị lọt vô trong đây. Áo 55 bán lỗ luôn. Áo 55, áo này là áo này đẹp á, là cỡ khoảng 54-55kg trở xuống mặt đẹp nha. Vĩnh Khác là Vĩnh Khác công ty á. Lá. Rồi áo 55 cho bạn Băng Hải đây. Tuyết Nhi. À, cảm ơn nha bạn, cảm ơn nha Tuyết Nhi. Băng Hải có thông tin cho chị Ngọc chưa? Rồi Băng Hải cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Cho mới giữ đơn nha. Đồ 55 ngàn này là rất là rẻ rồi mấy chị ơi. Ở không có đâu mà rẻ bằng đâu ha. Tuyết Nhi đồ này không chị Tâm mà vậy? Băng Hải, ui vậy em béo quá hả? Kim Liên hả? Áo 55k rồi. Áo 55k chốt cho chị Kim Liên nè ha. Ủa Băng Hải có lấy cái đó không? Em xem cái khác đi. Rồi Băng Hải không có lấy hả? Băng Hải không có lấy, xả cái đó cho Kim Liên đi. Tống Tường Vi ơi, cho em liền địa chỉ với số điện thoại nha. Đầm bao nhiêu ký vừa, đầm em đang mặc hết rồi. Đầm canh đang mặc còn nha mấy chế. Ok chị Vĩnh Khác nha. 52kg. Ô 52kg mặc cái này đẹp nè Tống Tường Vi ơi. Xả cái đó đi chị Kim Liên ơi.
Còn cái này Tống Tương Vi nè, 52kg, mặc cái áo 55k này bao đẹp. Rồi bạn ơi, cái áo len 55. Kim Liên này hình như là có ấy không? Ok nào? Nha, Băng Hải xả à. Ra lấy cái khác đi Băng Hải ơi. Lần nào để không vừa mất công. Lần nào cho biết số điện thoại mình cũng thử thấy là có cái số không hoàn toàn. Kim Liên như là chết đó. Được hả? Rồi chốt cái này cho Tống Tương Vi, Tống Tương Vi cho em liền số điện thoại 52kg là bạc bao đẹp cái đó luôn. Chị có kiến được không chị? Ô cái đầm này thì chắc nó dày nha, ai ở miền ngoài hãy lấy cái đầm này nha, nó là cái cô đề nhưng mà siêu đẹp luôn nha. Em nhắc lại với mấy chị, trời trời để em mặc thử cái đầm này cho mấy chị xem nha. Chia sẻ, bây giờ chia sẻ giùm cho em nha. Cái đầm này em, cái đầm của em đang mặc là cho ai ta? À cho chị Vĩnh Khác đó ngọc. Mấy chị ơi chia sẻ với chấm một chấm giùm cho em nha. Cái đầm này sao nó đẹp kiểu thằng quen lắm á. Thôi chùa lên đến làm đi Đà Lạt. Chuyện nào đi? Sang năm có thời gian đi nhiều rồi đó. Mà quan trọng không có tiền đi. Trời đất ơi trời Ngọc. Khánh Hằng ơi mấy chị ơi, ở miền ngoài lấy cái đầm này cho em. Ai ở miền ngoài thì lấy cái đầm này cho em nha. Đây, em bận cái quần ở trong á nên nó bị lộ ra như vậy đó. Cái nịch đâu rồi? Nịch 50k nha ha, nịch 50k nha, nịch cũng siêu rẻ luôn đó. Còn co giãn lắm nha mấy chị, đây còn co giãn cực kỳ, nó là len nên nó rất là co giãn. Cái này có một cái duy nhất thôi, ai lấy thì comment giùm em là kem đi, nó là một kem nha, có một cái duy nhất thôi kem. Cái đó có chị Vĩnh Khác đúng không? Kem nha mấy chị. Rồi bắt đầu chia sẻ cho em lên tiếp nha ha. Kem, trời ơi trời, cái kem này có một màu duy nhất nha Quỳnh Nương ơi. Quỳnh Nương có một màu duy nhất, một cái duy nhất luôn, rất là co giãn luôn nè mấy chị ha. Em là 48kg, 47kg, canh theo em mà lấy ha. Đây rồi chốt kem cho Nương Huỳnh. Nương Huỳnh ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ đi Nương Huỳnh ơi. Không có cái nịch nha mấy chị, cái nịch này là em bán rời nịch nha ha. Rồi tiếp tục em bận cái đầm body này cho mấy chị xem nha ha. Thấy số điện thoại của Nương Huỳnh được chưa? Không có, em chụp. Từ ơi đừng có đứng bên đây, nó thấy chết luôn. Cô biết sao tôi nổi tiếng với mình nữ hoàng. Xách lại đi má. Mà nữ cô biết sao có bà nữ tâm. Chào xíu. Dạ. Chào xíu. Không đâu đâu, chơi có chút. Rồi mấy chị ơi chia sẻ lại cho em đi, đặng em kiểm tra em tặng áo len cho mấy chị nha. Trời ơi gắt luôn, nhưng mà cái này hơi ôm gắt nha, ai ở miền ngoài thì lấy nha. Ôi trời cái này mỏng mà. Rồi cái này mỏng nha mấy chị, không có dày đâu. Đầm len 89k. Đầm canh mặt có một size thôi ha. Cái nào một 60kg. Trời ơi 60kg 1m6. Nghĩa Mỹ, Mỹ Nghĩa ơi rất là nhiều nha. Vĩnh Khác ơi, nãy giờ chị đặt có một cái mà chị Vĩnh. Đâu có đặt hai cái đâu. Khang Di xả cái áo nút hồng ra đi mà cô. Khang Di có một cái một đúng không chị? Thấy bịch rồi. Rồi ok, em xả cái áo nút hồng của bạn Khang Di ra nha. Rồi cái áo nút hồng này hồi nãy là nhiêu, 55k hả? Ừ. Đây, áo nút hồng 55k nha. Đây, ai lấy thì comment giùm em là áo nút hồng nha mấy chị. Áo nút hồng 55k thôi. Áo này mặc ở ngoài như thế này đây, bận chung với mấy cái đầm của em cũng rất là đẹp luôn. Bận phong cách Hàn Quốc nha, bận như thế này, dịch lên như thế này nha. Ship thành phố hả? Ship Hồ Chí Minh trong vòng, trong Sài Gòn là 22k đồng giá nha. Đầm len đen em đang mặc là form body đẹp á, có khoảng 54-55kg trở xuống mặt đẹp nha. Còn Vĩnh nó lấy gì? Vĩnh lấy có một cái này, chị Vĩnh Khác mới lấy có một cái, một đâu có muốn hai cái đâu. Cao 1m58, em có 1m58 thôi mấy chị. Rồi ha. Ai lấy cái len đen này comment giùm em là len đen nha. Hỏi nó có lấy cái len con canh này. Len của con canh 55kg mà không có vừa. Len của con canh 55kg mà không vừa đâu. Vĩnh Khác lấy hai cái là cái nào ta? Cái ren á hả? Ren có một cái hả chị? Làm ren nó hết rồi. Ren đó em hết rồi. Ren hết rồi, chị Vĩnh Khác lấy cho em mẫu khác đi. Rồi ai lấy cái đầm len đen em đang mặc thì comment giùm em là đen đi ha.
đen body, đen body. Đen này có khoảng 54-55kg trở xuống mặt đẹp nè. 54-55kg trở xuống mặt đẹp. Trời ơi, 60kg em bao vừa cho mấy chị luôn. Lấy cho chị Mỹ Thu cái nịt nơ hả? Chị Mỹ Thu hồi nãy mình gì ta? Chị Mỹ Thu có đơn không? Chưa em. Chưa hả? Rồi để em lấy cho chị Mỹ Thu cái nịt nơ. Rồi nha, em chốt. Em chốt cái nịt nơ cho chị Mỹ Thu nè chị. Đầm ren hết rồi chị Vĩnh Khác ơi. Đầm ren em hết rồi chị Vĩnh Khác. Mấy chị nhìn tuổi mấy 7 cho em con mấy 58 thôi chị mới chứ. Thành mặc mấy cái này vô nó tôn dáng lắm nha. Mặc mấy cái đó vô tôn dáng lắm. Để em mặc cái đầm phông rộng rồi cho mấy chị nào mà 60-62kg á thì lấy mấy cái đầm phông rộng nha. Đầm đi tiệc hôm nay không có like Tống Tường Vi. Em có đầm công chúa. Đầm công chúa đi tiệc rất là nhiều. Nhưng mà bữa nay chưa tâm, có like tâm được. Kia nó cầm pen đầm thanh canh mà còn á. Ai còn? Ai chị? Tâm. Em không thấy được ta. Mới cầm pen đầm xanh canh mặt còn nha. Vậy lấy cho ông Tâm á. Trời ơi. Chị ghi đầm canh mặt luôn đi, trên con canh là đầm xanh luôn. Rồi em mặc cái đầm phông rộng này cho mấy chị nè. Trời ơi, cái đầm phông rộng này bận chi vứt rồi. Rất là lạ lùng. Thấy chưa? Bận cái này mấy chị đi coi phim, đi cà phê rồi. Bao đẹp cho mấy chị. Rất là thời trang luôn. Chị ơi, lên đầm hay áo 60kg đó. 60kg đây. 60kg đây Nghĩa My ơi, rất là đẹp luôn. Dùng đơn rồi mai mốt gửi cho chị. Dạ ok nha chị Mỹ Thu. Ôm body hả, từ từ nha Nương Huỳnh. Tại sao còn cái này body mấy chị không lấy. Đầm còn rất là nhiều. Mấy chị không chia sẻ. Chia sẻ like lên đi. Còn đó, có cái Nương Huỳnh lấy cái đèn đó. Đẹp mà Nương Huỳnh không chịu hả. Body rất hay là mẹ nó cao hơn. Không biết luôn. Nịt đi, mấy cái này cầm chung với nịt sẽ đẹp hơn nha. Cầm chung với nịt sẽ đẹp. Ok, body. Body mắc thử đó mấy chị ơi. Em thích dài qua gói. Dài qua gói ít lắm nha. Dạ mỗi dài qua gói ít lắm. Đây. Đây là một cái body nha, ở dưới đây là nó xẻ như thế này, mấy chị mặc chung với cái quần váy cho nó dễ, cho nó chắc chắn, cho nó đẹp nha ha. Cũng một cái body luôn, body cái chân là chân ren nha, phối với chân ren nha, rất là đẹp luôn. Được chị cái sọc hồng đó. Sọc hồng cho Nguyễn Vi. Hết rồi, sọc hồng, chị ghi em mặc đi. Rồi để em mặc cái này cho mấy chị nha. Đầm xòe, đây nè, đầm xòe nè, Phượng Hoàng ơi, đầm xòe nè, em còn có hai cái à, là hết luôn rồi, đầm xòe. Rồi ai lấy cái đầm đen body này comment giùm em là đen ren đi. Tại vì nó có ren ở đây nè ha. Nó có xẻ ren ở dưới đây nè. Mặc chung cái này, mặc chung với quần. Mặc chung với quần legging đi cho nó đẹp. Hai cái đó ra đi cô. Hai cái này hả chị? Ừ. Ê còn mẫu nào nữa không? Còn. À, em thay cái này. Rồi em lên tiếp cái đầm này nha mấy chị. Đúng rồi, thấy má. Lại rồi người ta. Bận áo nút hồng thử đi chị. Cái áo nút hồng đó bận với cái body đi em bận được. Bận cái body chồng cái áo nút hồng với thôi rồi chấm. Em lên tiếp cái form này là form rộng nha. Từ từ form rộng vài cái rồi form body vài cái. $89,000 giá mấy chị. Đây. Ủa sang. Cái ren đen nha mình, cái ren đen rồi đó. Nè chị, ren đen nè. Ren đen nha. Còn mẫu qua gói hả? Đợi chút xíu nha, chút xíu em mặc cho Kim Liên ơi. Cái áo xanh sau lưng bao nhiêu, Kim Liên ơi. Áo xanh nào em, áo xanh này đúng không? Áo xanh này đúng không, 99k. Theo áo này là áo khoác 99k. Còn đầm là 89 nha. Đầm xè Phượng Hoàng. Đầm xè là 60kg thân vừa nha chị. Đầm xè này có khoảng 50-52kg. Mặc đẹp thôi nha ha. Rồi đầm xanh của em là form 60-60. Trời ơi 60kg chị mặc bao đẹp luôn. Trời ơi mặc dễ thương được kìa ha. 60kg chất len toàn bộ nha mấy chị, không phải thun đâu nha ha. Còn đang xem thì chia sẻ bài đi, đằng tí nữa em tặng áo len cho mấy chị. Cái này là cái gì đây?
chia sẻ like cho em đi mấy chị ơi. Làm ren. Cái ren này rất là đẹp mà không mấy chị không thấy được. Cái ren này nó đẹp trời. Áo khoác len có nón, áo khoác em không có áo khoác len có nón chị ơi, em không có. Đây là một cái, đây là một cái khung rộng nữa nha, khung rộng luôn nữa nha. 60kg thì lấy mấy cái này bận nè. 60kg mấy chị mặc cái này em bao hàng cho mấy chị không bao giờ gỡ mót luôn. 60-65kg ha. Khung suông này, ố cái khung này là cái khung hai tà nha, khung trước, khung sau dài hơn khung trước nha. Cái đầm khung suông này theo cho mấy chị bao nhiêu luôn, 60k. Như rẻ hơn cái áo luôn. Nghĩa Mỹ ơi, cái đầm xòe, cái đầm xòe này hả chị, cái đầm xòe này là 52kg trở xuống mặt đẹp nha, 52kg trở xuống mặt đẹp. Đây cái đầm phông suông, cái đầm phông suông này bạn dễ bận dữ lắm mấy chị. Em chốt cái xanh canh mặt, bé Tâm chốt cái xanh canh mặt rồi phải không chị? Ok nha Tâm. Chị em chốt cái xanh canh mặt em bị văng ra. Ok ok ok. Rồi, cái đầm này sale 60k. Đầm này là phông to nha, 65kg mấy chị vô tọt lọt hết luôn nè. Bầu bí gì hốt mấy cái này về em dễ mặc từng chết. 60k nha. Nhưng mình chỉ sẽ 12 nhóm à. Dạ, mấy chị chia sẻ phụ em cảm ơn nha mấy chị. Cái này là cái gì đây? Đầm đen đó đi Nghĩa Mỹ hả? Đầm đen đó là đầm đen nào Nghĩa Mỹ ơi? Đầm đen canh hay là đầm đen chị cầm? Đầm đen chị cầm chỉ có 60k thôi nha ha. Ok, bằng cái đầm nút hộp. Đây cái đầm xè, trời ơi mấy chị mới hỏi cái đầm xè, có cái đầm xè cá đây nè. Lẹ tay nha, nút này là nút nằm sau lưng nha mấy chị, nút giả thôi. Đây nó như thế này, đây đầm xè. Trời ơi sao có cái đầm xè đẹp cái gì. Không cưng ơi, Nghĩa Mỹ ơi, cái màu đen, cái màu hồng cũng có đâu. Em lấy cái màu đen 60k đó đi, rất là đẹp. Tại vì chất len dễ mặc lắm mấy chị nè. Cái này là, trời ơi cái đen này nó đẹp rồi. Cái đen này cái tay phối lưới nha mấy chị. Ở dưới đây là len nha. Đẹp quá hả. Rồi ai lấy cái len đen đuôi cá này comment giùm em là, comment giùm em đen nút đi. Tại ngoài sau lưng á, sau lưng nó có đính nút giả ha, đen nút nha, đen nút comment gì cho rõ, đen nút nha. Ở dưới đây là dạ mấy chị ơi, ở dưới đây là dạ, ở dưới đây là chất dạ. Chị lấy đen rồi, chị Niệm Lam lấy đen nè. Ủa chị Niệm Lam lấy đen nào, đen nút này đúng không? Chị Niệm Lam lấy đen nút thì ok nha. 60kg lấy cái đen kia đi Nghĩa Mỹ ơi. 60kg lấy cái đen 60k này luôn đi em. 60kg bằng cái đen, bằng cái đen đen suông này nè. 60kg bằng cái đen suông này nè. Trời đất ơi, cái đen suông này chất len rất là đẹp. Ok, rồi chị Niệm Lam ok. Em còn nó nữa nè. Đầm xè Nguyễn Vy chốt cái đầm xè nè, 52kg vừa nha. Rồi Nguyễn Vy một cái đầm xè nè chị. Trời ơi mấy chị thấy cái đầm mà nó tắt mát của nó đây nè. Em nói là hàng xuất Hàn Quốc mà nè mấy chị. Đen rồi Nguyễn Vy một cái đen nút nè, hết đen nút nha. Rồi chị Niệm Lam một cái, Nguyễn Vy một cái hết nha. Ống Tùng Vy ơi em hết rồi. Cái này của Nguyễn Vy á. Ống Tùng Vy em hết rồi. Cái đen nút nó đẹp quá. 60kg lấy cái đen 60kg đi ok, thì chị để cho Nghĩa My, Nghĩa My, My Nghĩa ơi. Trời ơi lấp lắm. Đây là phô body nha. Ống Tường Vy hả, màu khác không em không biết nữa, trong cái chồng len. Tí nữa em like tới có màu khác thì em vô lên nha chị. Ống Tường Vy ha. Chốt cho bạn Nguyễn Vy cái đen nút rồi, đen nút rất là đẹp. Rồi ai lấy cái đen đá này comment giùm em là đen đá đi. Đem hai cái đầm này ra. Cái đầm xanh ở ngoài đẹp muốn chết luôn mà lấy. Cái đầm đó 60kg rồi. Đúng rồi, cái đầm này 60kg đẹp luôn nè. Trời đất ơi đầm không xuông. 60kg mấy chị đừng có bận body, bận body vô mình không có đẹp bằng thông xuông, thông xuông nó che được nhiều thứ. Cái đầm xăm này rồi 52kg vừa. Trời len này nó mịn, 52kg vừa. Cái sợi dây này là cái dây áo của em á nha mấy chị, né nó ra bên như thế này ha. 52kg bao vừa nha ha. Rồi ai lấy cái đen đá này,
đen đá này đẹp là cứ ôi cái đen đá này à. Ngọc ơi, cái đen đá này chắc 58kg mặc được luôn á. Ừ, form hơi rộng. Cái đen đá này là body nhưng mà 58kg mấy chị sẽ bận được nha. Còn không thì em bận thành cái đầm xuông tại vì em ốm quá. Mấy chị nào. Xuông nhím lấy cái đầm đá. Xuông nhím lấy cái đầm đá rồi có một cái duy nhất xuông nhím hốt luôn. Xuông nhím ơi. Hết rồi chị Phượng Hoàng ơi, chị hỏi là hết. Gumiho. Trời ơi, bằng xuông nhím có thông tin chưa chị? Xuông nhím cho em có địa chỉ luôn rồi phải không? Thôi để em bận cái đầm này cho mấy chị có xem. Họ cho em địa chỉ nha xuông nhím ơi. Xuông nhím chị không nhớ cái cho em. Xuông nhím nó có tên lạ không? Rồi chị. Mà cũng xuông nhím. Số 1 là xuông nhím, số 2 là Gumiho. Đi xuông nhím nha. Sắp tới mùa Noel rồi, bạn lấy cái này đi chơi Noel đó chị ơi. Cái xẻ này phải bận chung với cái quần rồi. Cái xẻ này nè mấy chị bận chung cái quần váy ở trong nha ha, cho nó kín nha. Còn không về đây, cái việc may nối vô như thế này. Thắt vô thế này cũng rất là đẹp luôn á, nó thắt vô thế này thành cái đầm xẻ ở dưới nha. Nếu mà cái này hai mấy chị may nối như thế này một đường nối á thì thành đầm cái xẻ ở dưới đây ha. Nối phía dưới này nó là xẻ. Địa chỉ tới inbox hả? Hết Kim Liên ơi, hết đen đá rồi. Đen đá đó em có một cái à. Cái đầm xè này mấy chị bật với cái quần sọc cái quần này là cái quần ấy nó sẽ đẹp hơn nha. Tại nó xẻ cao quá nè. Để em lấy cái đầm cái em thử tiếp cho mấy chị. Em thử cái đầm đỏ này đi. À, màu đen dễ mặc thì Tống Tường Vi ơi. Từ từ em thử màu. Tại vì len á, len thường thường nó màu đen nhiều cho dễ mặc. Cái gen này là màu sao đúng không chị? Em màu sao? Dây làm sao? Thường thường dây làm sao? Đúng rồi, dây làm trước luôn á. Em sao không? Em chỉ trắng mặt đẹp luôn. Nhìn Nhưng mấy ông ấy chân chị trắng mặt đẹp. Lại nhá. Nhưng mơ thật là nữ hoàng thứ hai. Nó chắc nó chết. Để em thử cái sọc vô chia sẻ lại đi mấy chị. Đăng nhiêu à? Trời ơi, sao còn có ba mấy người coi vậy? Kỳ cục. Đây, sọc nha, ở ngoài sau lưng nè. Ai lấy sọc này phong to nè, 60-62kg gì bạn cũng được luôn nha mấy chị. Đó, chị đang hỏi phong to, chị Phượng Hoàng gì đó. Chị không lấy đen nút, chị mặc không vừa. Ủa, chị Nguyễn Vi xả cái đen nút ra kìa. Ngọc Ngọc xả cái đen nút ra đi, cái đen nút có đẹp thấy mồ luôn. Cái đen nút đó cho ai ta? Em dơ lên lại đi, chị là thằng mấy thằng mấy như? Đen nút là đẹp nó chết luôn. Rồi còn cái đen nút của chị Tống Tường Vi xả ra nè. Ngoài sau lưng có nút cuốn giả nha. Chị Nguyệt Vi. Ê, Nguyệt Vi chứ nó lộn. Cái tay này là nó phối dưới phối lưới nha mấy chị. Phối lưới rất là đẹp luôn. Đây. Cái đen nút này thật sự nó đẹp tại vì nó xòe dưới đây nè. Nhiều ký. Trời 52kg vô tôi. 52kg. Trời cái này nó 54kg cũng được đó mấy chị ơi ha. Ai lấy cái này comment giùm em là đen nút đi nha. 54kg vô tư nha. 54kg chứ xuống mặt sẽ đẹp. Cái đen nút này đẹp quá. Vậy đó em body xẻ. Body xẻ của Yến Nhi là cái ve. Trời ơi. Để Yến Nhi đưa cái chân trắng ra. Tống Tường Vi em lấy rồi. Chốt cho Tống Tường Vi cái nút này nè. Cái nút này ở ngoài sau nó đẹp lắm đó Tống Tường Vi. Rồi Yến Nhi. Mấy chị chia sẻ bài lại giúp em đi nha. Trời ơi cái đen cái sọc này nè là cỡ khoảng 60kg mấy chị bận á. Nó cũng đẹp nữa. Em là về cái cây này đen không à. Màu em thích lắm. Ủa cái này nó gì chồng? À cái này là cái phông to nè ha. Cái phông to này 65kg bạn cũng được luôn. Ai lấy ai thích cái phông to này theo 60k nha.
Tôm to này em xe 60k luôn. Chai 65kg bằng vô tư. Mấy chị nào 65kg thì vô hết nha. 60k cái màu đen này. Bấm từng vi cái đen nút là 89k. Bộ thể thao 42kg Hoàng Huyền. Bộ thể thao hôm nay không có like nha Hoàng Huyền ơi. Đây là một cái trắng nha. Gói này dài qua gói luôn nè. Ai mới hỏi cái nào qua gói thì hốt ngay nha ha. Ai mới hỏi cái nào qua gói. Đầm đen nút 89k, đồng giá 89k mấy chị. Rồi. Thử cái này luôn. Cái gì? Đẹp lắm nha mấy chị. Cái này là dài qua gói luôn á nha. Body mà còn dài qua gói luôn á. Nó cái này nhiêu ký bằng vừa ngọc. Cái này có khoảng 54kg trở xuống bằng vừa nha. Tuyết Nhi hả? Đầm công chúa hôm nay không like đầm công chúa nổi em ơi. Hôm nay like đầm len thôi. Đầm công chúa hôm sau em like nha. Hôm sau là bữa nay thứ 6, hôm sau chủ nhật. Chủ nhật em like hàng xã nha. Hàng xã đầm công chúa kịp thì em like chủ nhật luôn nha Tuyết Nhi. Rồi, ai lấy cái đầm trắng này thì comment giùm em là trắng đi. Em có 2 cái thôi. 2 cái là hết. Dài mà xẻ nữa nha mấy chị. Xẻ tài nha. Hỏi sao đen không vậy, giờ có trắng nha. Phượng Hoàng lấy cái trắng, Nghĩa My lấy cái trắng. Rồi hết nha. Cho em thông tin đi mấy chị. Đủ không? Đầm đá chị còn kiểu khác nha Minh Gumiho. Tí nữa em la em coi nha Gumiho. Chị ghi của Nghĩa My, em ghi của Phượng Hoàng cho. Phượng Hoàng có thông tin cho chị. Phượng Hoàng như có một cái gì cả. Phượng Hoàng này chị ghi ai? 54kg. Chị vừa rồi. À 54kg vừa chị Phượng Hoàng ơi. Chị ghi của Nghĩa My đi. Nghĩa My cho em số điện thoại nha. Cái này của Phượng Hoàng nè. 54kg là vừa cái đầm đó rồi. Phượng Hoàng. Cái này cho chị ra. À. Chị xả của chị Phượng Hoàng ra đi. Nghĩa My. Ok, chị Quế Phạm đợi em tí nha. Nghĩa My, kêu chị Nghĩa My cho thông tin. Nghĩa My ơi, cho thông tin cho chị Nghĩa My ơi. Cho thông tin em mới chốt được nha. Còn không tí nữa em xả ra nha. Rồi, em để em dơ cái đầm 60kg cho. Nè Quế Phạm ơi, cái em đang mặc 60kg cũng vừa luôn á. Mặc của em. Của em thì 89k. Còn cái đen kia thì đây tiếp tục một cái form body nha. Ý lộ một cái form suông rộng nha. Mấy chị nào 60kg thì bận cái này thành form body nè. Phía trước của nó khoét nha. Khoét nhưng mà khoét rất là cao, thành ra đừng có lo. Kim Liên. Á à, trời ơi, đợi em chút xíu em quên nữa. Em phải mặc cái gì body em mới mặc được cái đó nha chị. 54kg, à 60kg lần hả chị. Đợi em chút xíu nha ha. Dạ em xả cái chị Phượng Hoàng. Rồi cái này 60kg mấy chị bận thành tới gói luôn. Tới gói luôn 60kg mấy chị bận. Ai 60kg thì bận cái này thành form body nha. 60kg bận cái này thành form body. Nghĩa My rất là đẹp. Rất là đẹp. Ai đang xem, mới xem thì chia sẻ giúp cho em nha mấy chị. Đầm đồng giá 89k nha. Đầm vải cô tông không có. Tấm Tường Vi ơi, đầm vải cô tông bữa khác em like nha. Cái này ai 60kg thì bận thành body nha. Comment giùm em là đen đi. Đen, nó có khoét cổ nha. Khoét rất là nhỏ, nhìn mấy chị nhìn thấy không? Khoét rất là nhỏ nha. 89k đồng giá đầm. Trời, cái đầm đen này rất là đẹp luôn. Cầm nặng chệt luôn, chất len cầm nặng chệt luôn chị. Chào Quanh nha. Chào Quanh nha. Hôm nay quên nói lại chị lấy đồ của Quanh đó Quanh ơi. Cứ xưng bằng chị không bằng tuổi với người ta chứ bằng chị. Nè em dơ cái đầm 60k cho mấy chị xem nè. Bán 60k là bán lỗ cho mấy chị đây. Đây là cái phân suông nha, khác với cái phân body hồi nãy nha. 65kg bằng vừa nha chị Loan Phùng ơi. 65kg bằng vừa. Đây, cái này đây 60kg, 65kg bằng vừa hết nha. Cái này em sale 60k nha ha. Ai lấy thì comment giùm em. Cái này là đen 60. Còn cái hồi nãy body, hồi nãy là tay dài đen, hồi nãy là tay dài đen, này là tay ngắn nha. Phân biệt giùm em nha. Đen này là 60k, tay ngắn. Ý, lộn, cái này 60-70k nè. 60k lộn. Cái này 60k cho mấy chị luôn nha. Ai lấy cái này comment giùm em rõ là đen 60 đi. Nó là tay ngắn, còn cái tay dài là 89k. Cái tay dài đã bận thành body luôn. 60kg, 65kg bận được hết nè.
hiếm lắm mới có mấy cái đầm cỡ big size. Nghĩa Mi cho liền số điện thoại nha Nghĩa Mi. Chị Long Phùng ơi, chị chốt cái đen nào chị, cái đen tay dài hay đen tay ngắn, comment giùm em rõ nha. Cái đen tay dài, đen tay dài thì 89k, đen tay ngắn thì 60. Rồi, có đầm màu hồng đây. Ủa màu hồng khác vai. Rồi chị Long Phùng cái đen tay dài nè. Tay cho dài là 89. 89k. Chị Long Phùng cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha chị. Số điện thoại với địa chỉ nha, mua giùm em hai cái mới chốt đơn. Đây tiếp tục là cái phong suông nữa, mấy cái này là 60kg, 65kg bằng vô tư luôn mấy chị. Phát vai nha, cái này thì nó có phát vai ở đây. Bạn nó trễ chút xíu, nó sẽ đẹp. Đây, nó ngoài nó màu tím tím hồng hồng á. Ai lấy thì comment giùm em là hồng đi nha. Hồng nha, 60-65kg bằng vô tư nha. Ốm ốm thì bận thành phong rộng. 60-65kg bằng cái này đẹp nè. Ok, lấy đen tay dài cho chị Long Phùng rồi à. Cái màu hồng này đẹp, màu hồng này giả len mịn nè. Màu hồng này cũng phơm lớn kìa. Màu hồng này cũng phơm ta luôn. Để em mặc thử cái này cho mấy chị xem. Em mặc thử cái trắng body này, cái trắng dài này nha. Mấy chị chia sẻ like lại với cho em đi, tụt view hoài. Sáng ghê. Cái đầm phương rộng này mình bận vô làm như không có thấy được cái vẻ đẹp của nó. Ủa giờ này công ty tăng ca hết chưa chị? Nửa tiếng nữa mới về. 8 giờ. Lưng lùm lộn. Lưng lùm lộn, mới về là của tôi đâu à. Đó. Lung lên lồng lộn. Co giãn lắm nha mấy chị. Co giãn cực kỳ luôn, còn giãn lắm. Cái đầm trắng này nhiêu em canh ký lại nha. 54kg trở xuống mặt đẹp nha. 54kg trở xuống mặt đẹp ha. Dài qua gối luôn nha mấy chị. Xẻ như thế này đây. 54kg trở xuống mặt đẹp cái đầm này. Để nó bận đi. Bận chung với già đẹp lắm. Chào dân dịch nha cưng. Nhưng giờ tôi đồ của em chị xả ra mấy cái nào nhỏ chị xả ra nha ha. 60kg không vừa như chị Phượng Hoàng. Đầm xanh đen bao nhiêu? Đầm xanh đen là đầm này đúng không? 89k đồng giá nha chị Bích Loan. Đầm em đồng giá 89.000 hết mấy chị ơi. Loan Phùng hỏi vải gì để em? Vải len, đầm len. Phượng Hoàng 54kg. Nếu 54kg chị không lấy nha em. Dạ Phượng Hoàng, em xả của chị ra rồi chị ơi, đầm này 54kg vừa thôi chứ cao hơn nữa mà không vừa. Đầm đá em còn nha ha. Rồi Quế Phạm chốt cái phom ngắn 60.000. Cái này có 60.000 thôi nha chị Quế Phạm. Cảm ơn em nha Gumiho. Chị Cano hỏi gửi đồ. Gửi đồ cho chị rồi chị Cano ơi. Chị Quế Phạm nè. Quế okay. Phạm cái đầm này tay ngắn là 60k thôi. Cái đầm 60kg tay ngắn 60k. Xả mấy cái size nhỏ nghe dân dịch. Tại vì nó nhỏ hơn eo cưng. Long Phùng, Long Phùng là ai chị? Chưa có thông tin. Chị Long Phùng ơi cho em lại thông tin đi của chị nha. Cái tay dài, cái tay dài này rất là đẹp nè. Phơm 65kg ha. Rồi em còn một cái này. Em còn một cái này dành cho mấy chị nào size to, người to. Quế Phạm thông tin. Quế Phạm cho em luôn thông tin và địa chỉ số điện thoại luôn nè. Đây nè, cái này 60kg, 65kg tay ngắn nè, có 60k nè. Mặc mấy to đẹp cho mấy chị luôn. Mấy chị nào to to 65kg tận ba đẹp. Một mét bốn lại trời. Em mấy cái này 65kg mặc cái này rộng lắm luôn á. Cái màu đen này chị lấy thì chị lấy cái tay ngắn nè. Cái tay ngắn cũng rất là. Cái tay dài nó. Cái tay dài nó to hơn phải không? Tay dài với tay ngắn này nó cũng to như nhau á mấy chị ơi. Chị lấy thì em để hàng, còn chị không lấy. Chị Loan Phùng lấy thì em để hàng nha. Nguyễn Thí Linh có lấy đầm cho chị không em? Nguyễn Thí Linh lấy cái gì ta? Nguyễn Thí Linh chị lấy cái gì chị Thí Linh ơi? Không
Em đâu có thấy comment của chị đâu, có khi nào bị ẩn không? Đây là một cái body nha, body. Body này mấy chị, body này dành cho mấy người 58kg nha. 56 đến 58kg bận thành gai dáng body, còn có mớm thì bận thành dáng xu. Ai lấy cái này thì comment giùm em là đen đen body đi. Cỡ khoảng 56 58kg sẽ bận thành body nha. Đen này chứ. Tại vì á cái đầm này dành cho mấy chị mà to to thành ra nó làm màu đen. Cái body này nó có cái đính nút nha. Cái này mấy chị xọt cái nút vô gì riêng vô nha. Cái đầm đen body nó có cái đính nút ở đây. Đính trai nha, ngọc trai ha. Cái đầm body này có đính với ngọc trai. Lấy thì comment giùm em là body nha, đầm body. Tại vì mấy chị to to nên nó phải làm màu đen á, đặng cho mấy chị bận vô không có thấy ni bụng. Làm màu là mấy chị thấy ni bụng liền. Gì mẹ? Ủa canu vô. Á, lộn, chết rồi. Ủa chị canu chưa gửi hàng. Quên quên, chị canu chưa gửi, em chưa có gửi tại vì còn đợi đồ. Quên mất mẹ. Quên mất tiêu luôn tận. Chị canu chưa có gửi nha chị canu. Chị Nguyễn Thúy Linh ơi, chị lấy cái đầm nào chị comment luôn cho em đi chứ giờ coi lại lâu lắm, coi lại phải đợi tắt like mới coi được chị. Cái đầm nâu nha. Ai lấy cái đầm nâu? Ai lấy cái đầm nâu xòe này ở phía dưới là xòe nha. Thì comment giùm em là nâu nha. Cái đầm này, đầm nâu này 56 kg bằng vô tư nha, 55 56 kg bằng đẹp nha ha. Rồi ai lấy cái đầm nâu comment giùm em là nâu đi. Cái đầm thấp thì thấp nhưng mà em nói mấy chị là 60 mấy ký đó là vừa, cái đầm đó 60 mấy ký là vừa, em chỉ có 1,58 thôi. Rồi ai lấy cái đầm nâu xòe comment giùm em đầm nâu nha. Ở dưới đây là phối một lớp như thế này nè. Nè, nó phối một lớp von như thế này ha. Trời ơi, ở trong nó mang hai lớp luôn, len mà nó mang hai lớp luôn nha mấy chị. Ở trong lớp len mỏng nè, đằng nó phối nha ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là nâu đi. Nâu này ngắn, nâu không có ngắn đâu tại vì em đang đứng, em đang mặc cái đầm dài thành ra chị nhìn thấy, mấy chị nhìn thấy nó ngắn á. Nâu 89k. Đầm nâu này đẹp trời. Đầm đen á. Đầm đen 60k Nguyễn Thúy Linh. Rồi ok, chốt cái đầm đen 60k cho chị Nguyễn Thúy Linh nè. Rồi chị Long Phùng này xả ra để cho chị Nguyễn Thúy Linh đi chị. Không, đầm đen đó của chị đó tới 89 á, đầm đen có cái tay. À đầm đen ngắn tay á không? Đây nè chị, đầm đen ngắn tay này ngọc. Còn cái chị Quế Phạm này không có thông tin nè. Chị Quế Phạm có thông tin không chị? Cho em liền thông tin địa chỉ với số điện thoại nha. Đầm áo sơ mi nữa. Chị Linh có đôi chưa? Chưa em. Đầm áo sơ mi là đầm này đúng không chị? Áo sơ mi xanh hay đen? Hồi nãy em có sơ mi. Ủa hồi nãy sao em có cái sơ mi này nữa? Ngọc nhớ không? Em nói có người lấy á. Có rồi, lấy rồi. Nè đầm sơ mi này đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Đây ha. Đúng thì ok giùm em nha chị Thúy Linh. Đây là cái đầm sơ mi nữa nè. Tiếp tục một cái đầm sơ mi phông to nữa nè. Phông này 60kg ô vô tư ha. Của chị Thúy Linh nè. Hai cái nha, một cái đen 60.000 với một cái xanh này. Cái đầm nâu này cũng vậy nè. Mấy chị nào to cái đầm chị không chốt á là bữa sau mấy chị chốt không có đâu. Bữa sau mấy chị chốt không có tại mấy cái đầm màu. Ok. Rồi ăn xem chấm một chấm đi mấy chị ơi. Hết thấy nữa rồi. Kỳ cục quá. Ôi có cái đầm len có nón nè. Trời ơi. Chị Thúy Linh xanh ok, đen ok luôn. Rồi cho rồi. Địa chỉ đi. Cho em địa chỉ với số điện thoại đi chị Thúy Linh ơi. Trời ơi cái đầm này có cái nón dễ thương quá nè. Đầm xòe có nón nha, đầm xòe có nón. Ai lấy cái này comment giùm em là đầm xòe đi, ở ngoài nó màu sống xanh á. Đầm xòe có nón 89k đầm giá. Xòe có nón nha mấy chị, để em bận cái đầm này cho mấy chị. Nguyễn Nghĩa My hả? Nghĩa My cho liền, còn Nghĩa My có thông tin có cái đầm trắng em đang bận là chưa có thông tin. Nghĩa My ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Em còn cái đầm trắng này một cái mấy chị hốt luôn nha. Đầm trắng này mặc với áo dạ phát ngoài sẽ đẹp nha. Áo đen tay ngắn là 60k. Cái áo đen, cái áo có nón này đẹp quá. Cái đầm nó không đâm cái đâu mà xuất hiện và đầm có nón. Cái này không ai lấy được, tôi chừa để còn tôi đi Đà Lạt nữa. Còn hết luôn nha. Về tắt la về.
Nghỉ đây. Tấm thằng con Ngọc chứ. Nè Nguyễn Thúy Linh, cái này là 89k. Ờ hết. Cái đầm có cái nút này dễ thương lắm. Đây, nó Nguyễn Thúy Linh cho chị địa chỉ coi. Thúy Linh ơi, cho liền địa chỉ với số điện thoại đi chị. Chợ cái đầm này có cái cổ nữa nè. Rất là lạ nha mấy chị. Đầm này lạ lắm luôn nha. Phát ôi thấy rồi. Cà Mau hả? Rồi em thấy địa chỉ của chị Quế Phạm luôn nha. Rồi, cái đầm này mấy chị ơi, có cái dây, có cái cổ nha. Ai lấy thì comment giùm em là đầm xè đi. Nó là dán xè nha. Dán xè. Mấy chị mua cái gì? Mua cái gì đến ở đây nè. Mua cái ngọc trai hay cái gì đến vô đây nó sẽ đẹp hơn nha. Chị Kim Liên còn đó không? Chị Kim Liên để em bận cái đầm nào luôn đi. Cái gì sẽ nhím lấy cái xè. Rồi, xương nhím lấy cái xà. Chị mặc tầm trắng là đẹp nha chị Hòa Huỳnh. Ủa, gắt. Chị nhìn gắt thế bà làm cái gì? Xương nhím có thông tin cho chị Ngọc. Có rồi, sao? Xương nhím có thông tin chưa? Xương nhím có thông tin chưa gái? Đó, em liền qua cho chị rồi đó. Nghĩa My nói gì em? Nghĩa My nãy giờ có cái nào không nè? Có một cái trắng giống tao mới chở. Nghĩa My có một cái màu bằng Nghĩa My ơi. Đầm đen tay ngắn Quế Phạm, chị đầm đen tay ngắn 60k. Chị Quế Phạm đầm đen tay ngắn 60k có đúng không chị? Đúng rồi, thấy đúng thông tin của chị rồi. Chị Quế Phạm ơi, thấy rồi nha. Mà mua giùm em hai đơn đi, hai cái trên 100.000 mới đi nha chị. Đầm xè này còn có một cái nè, đầm xè có nón rất là đẹp luôn, có lạ lắm. Mấy chị thích lấy đầm xè này thì comment lên đầm xè nha. Xè 89k. Xu nhím có rồi. Nghĩa Minh. Rồi, ai lấy cái đầm chị Hòa Quỳnh, lấy thì chốt giùm em trên like luôn. Mấy chị hỏi em bận được không thì em cũng không biết bận được không luôn. Thật sự thì cái đầm trắng này bận giống sang, tại vì bận chung với cái áo khoác, áo dài gì đó sẽ sang lắm luôn nè. Đẹp, đầm trắng này đẹp. Còn bạn này cho địa chỉ chị coi, nãy giờ hỏi. Nghĩa My ơi, Nghĩa My cho liền địa chỉ với số điện thoại đi, không có giữ đơn nghe. Em tiếp tục một cái đầm phân to. Cái gì trời ơi, có màu đen nữa mà là cái gì? Nghĩa My, cái nào có màu đen Nghĩa My? Màu đen nào ta? Màu đen nào Nghĩa My ơi? Mấy đen chị... like mà sao mà cho tao lại đi. Đang like em đâu có. Đây là một cái đầm màu vàng nha. Ở ngoài nó là màu vàng kem nha. Màu vàng bơ, màu vàng kem gì đó. Cái này là dành cho mấy chị nào mà thích phong xung 60kg, 62kg là bận đẹp nha. Màu hồng, hồi nãy có màu hồng rồi. Bây giờ là màu vàng nè. Cái này là màu vàng nha. Mấy giờ chị Ngọc? Nó có 8:20. Em dạ. Cho Nghĩa My, em nói là Nghĩa My có một cái màu. Nghĩa My ơi, có một cái màu trắng à. Nghĩa My có cái màu trắng hồi nãy chị mặc à ha. Màu đen không thấy, màu đen nào? Màu đen nào comment sau là người ta comment trước rồi. Mày nó hết bao giờ gì đó. 89k đồng giá nha Hiền Trang. Màu đen nào nó em nói đi chị lấy lại cho. 89k đồng giá nha mấy chế. Rồi nha. Mấy chị cục view quá trời. Em mệt sớm quá. Cục view quá trời. Hãy chia sẻ lên. Em mới bán được. Cục view quá chắc ợp sớm bữa nay đó Ngọc. Thấy nha Quỳnh Như. Cục view sao bán rồi. Cái đầm nào Nghĩa My? Đầm đá hả? À, cái đầm đá hồi nãy. Không, đầm đá của Rumiho hồng. Cho chị coi đi, Nguyễn Thúy Linh hả? Nè chị ơi, màu hồng nè chị. Đây, màu hồng này phơm, mấy cái phơm này 60kg, 65kg bận vô tư, rất là đẹp luôn. Ốm ốm như em mặc cũng đẹp luôn. Tại vì nó là phơm suông mà. Mình mặc chút xíu á, thì mình thành phơm body, còn ốm ốm thì mặc thành phơm suông. Tiếng Phạm lai áo hả?
tí nữa em lai áo đồng giá 55.000, mấy chị chia sẻ lên lên view lên 50 view đi, em lai áo 55.000 tí. Có còn kiểu hồi lên 50 view đi, em tiếp tục em lai áo 55k. Mấy chị muốn xem áo cho xem áo liền. Đây. Rồi, thật sự cái này rất là đẹp nha. Cái này là nó màu xanh nha. Màu xanh phơm, phơm này á ai ai mà to to thì thành form body, ai ốm thì thành form suông nha. Nó là màu xanh, ai lấy thì comment giùm em là xanh suông nha. Xanh suông. Cái dẹp đẹp, để rồi. Để cái đây. Nữa. Đẹp lắm em mấy chị, cái dạc rất là đẹp nha. Đẹp quá. Đầm mà màu đen 2 tà 60k. Rồi Nghĩa My, đầm 2 tà 60k ok, chốt cho Nghĩa My nè. Còn có một cái nữa, lon phùng xả ra đi. Ủa lon phùng không phải. Rồi cái đầm màu đen 60k. Rồi chị Thúy Linh lấy hồng cho chị. Ủa cái đầm này con không phải luôn. Chị như nãy có này chị Thúy Linh á, Nguyễn Thúy Linh có đơn cho chị. Chị Thúy Linh ok nha, em lấy hồng cho chị Thúy Linh rồi nha. Mấy chị chia sẻ lên 50 view đi. Ủa cái tay ngắn em hết rồi. Hết cái tay ngắn rồi. Hết cái tay ngắn rồi. Hết tay ngắn rồi. Xanh suông cho mèo Salem nè. Mèo Salem chốt một cái xanh suông nè. Có 89k đồng giá nha mấy chị. Cái này có bé mèo mèo Salem hình như là còn đơn á. Này chị của mèo Salem nè chị, mèo Salem có đơn cũ rồi. Xanh suông vừa nha chị Thúy Linh. Xanh suông này nếu mà mập mập á, thành bận thành body mà ốm ốm thì bận thành suông nha, xanh suông đẹp lắm. Cái xanh suông này cực kỳ đẹp luôn rồi. Mà không biết còn không nữa đây nè. Lon phùng xem lại cái màu đen tay dài hả? Màu đen tay dài là từ cái này đúng không chị Ngọc? Đúng rồi. Đây nè chị, cái màu đen tay dài nè. Nếu chị sợ mập á thì thôi, nếu chị bận thành body, mập thì cái này bận thành body nha ha. Cái màu đen này ai mập thì bận thành body. Thật sự cái len mấy chị nhìn nó co giãn như thế này nè, nó rất là co giãn nha. Kim Liên Nguyễn hả? Nè mấy chị nhìn cái len như thế này nè, trời ơi nó giãn tới mức độ nào. Em chỉ sợ nó giãn cáo thôi ha. 60kg em không vừa đúng không? Đầm đen nó 60kg bận rất là ôm. Rồi ai lấy cái đầm đen này comment giùm em đen tay dài nha, đen tay dài. Cái trắng luôn đi. Rồi xả ra cái trắng luôn cho chị ơi. Nghĩa My ơi, cái đầm đen 60kg này không vừa đâu nha ha. Chị lấy xanh xuông tay ngắn hết rồi. Đó là xả luôn. Nguyễn Thúy Linh lấy xanh xuông nè, để em coi cái xanh xuông này có phải kiểu giống hồi nãy không nha. Cái xanh xuông này rất quá trời đẹp rồi. Đây xanh xuông đây. Xanh xuông chốt cho chị Nguyễn Thúy Linh nè. 89.000. Rồi xanh xuông này em coi còn không nha. Còn cho Trâm Yến một cái thôi. Trâm Yến. Rồi em còn cái xanh xuông nè. Chốt cho chị Trâm Yến cái xanh xuông này. Mấy chị quá là đẹp rồi. Áo khoác phía sau đúng rồi Thúy Kiều ơi. Nguyên cái giặt sau lưng em là áo khoác á. Lon phùng chị lấy đen tay dài. Dạ chị Lon phùng lấy đen tay dài thì cho em số điện thoại với địa chỉ nha ha. Chị Trâm Yến nãy có đơn rồi đúng không chị Ngọc? Có, em không có. Rồi đây Trâm Yến 89.000. Nè chị Trâm Yến đây ha. Rồi chị Long Phùng. Cái đầm, trời ơi cái đầm len đen phối dưới bót đó hả? Đây nè chị bận cái đen này chị phối dưới bót đi. Tại vì nó có xẻ đùi nha. Nó có xẻ đùi, cái đen có xẻ đùi. Váy chị mặc còn, còn một cái duy nhất cái mèo Salem. Dạ chút xíu em lấy màu trắng cho chị xem. Hả? À, con biết mà. Thấy địa chỉ rồi, Nghĩa My thấy địa chỉ chưa? Thấy địa chỉ rồi Nghĩa My ơi. Áo khoác là 120k đồng giá, còn bên đây là 99k. Áo dù là 99, còn áo bông này là 120k nha chị, mấy cái bông 120k. Áo khoác bông á thì áo khoác bông này có khoảng 60kg trở xuống mặc đẹp hết nha. Cái gì mà cho địa chỉ vậy? Nghĩa My xả ra rồi, Nghĩa My là cái màu trắng xả ra rồi, Nghĩa My ơi. Áo thùng, đợi chút xíu lên áo. Áo con canh mặc phía sau. Phía sau này có khoảng 52kg là vừa. 52kg nha Lan Xì Trum. Cái đó mình còn, cái đó cho còn. Cho Dĩnh. Em còn. Chị còn Dĩnh hả? Khác hả?
Bùi Hà không hả? không con Tâm. Tâm đưa chưa? Nè chị Tâm nè, lấy này cho nó đi. Tâm màu đen nha. Nè chị. Nè nè. Rồi nó hết nè. Mấy chị mặc cái bót ấy nè. Ủa cái len tay dài hồi nãy chị Long Phùng lấy rồi nè. Chị Long Phùng cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha. Cái này mặc chưa? Đây là cái len đen nè, len đen này không to nè. Mấy chị mặc len tay dài này nè, mấy chị mặc chung. Mấy chị mà to to thì bận thành body nha. Thật sự nó rất là giãn, mấy chị có lo đây nè. Có giãn cực kỳ. 60kg lấy cái đen tay dài đi. Đây đây nó còn co giãn nữa nè mấy chị. Cái này có khoảng 54kg, 54-55kg là bận đẹp. Tại vì nó sẽ ôm phần eo hơn nha. Ngoài sau nó có cái nón nè. Em còn có một cái đây thôi ha. Rồi cái đen này thì bận chung với cái bó. Tại vì nó có sẻ nó đẹp hơn nè. Đầm len đồng giá 89k hết nha. Rồi xong để em like tiếp nữa. Còn mẫu mới nữa để em lấy ra. Còn em xem chấm 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 mấy chị ơi. Chưa không thấy địa chỉ của chị Loan Phùng nha. Sao chị? Không thấy địa chỉ chị. Em chưa thấy địa chỉ của chị Loan Phùng. Cho em địa chỉ đi chị Loan Phùng ơi. Với giả lại có một cái em không có ship được. Mấy chị cố gắng mua em hai cái đi. Chơi 100 ngàn đi cho nó. Có quần không? Không có quần nha Quỳnh Như ơi. Áo thôi. Quần không khác like. Quần chỉ có quần lesbian 60kg, 70kg có luôn nha. Quần lesbian. Nhưng mà hôm nay không có like quần nổi. Mấy chị chia sẻ cho lên 50 view. Em bắt đầu bán áo 55 ngàn. Áo 55 ngàn em còn rất là nhiều. Chị em thùng nói chỉ cho địa chỉ. Em sell 55 ngàn thôi. Nhưng mà thật chất nó không có giá 55 ngàn. Hôm bữa bán 79, 80 ngàn không đó. Hôm nay bán 55 ngàn trời ơi. Ngọc. Cái này giống như cái nãy. Đẹp không? Giống cái màu đen. Cái này hàng nút ngoài sau nha ha. Văn ga vô lại giùm đi Tâm ơi. Không biết mạng nó bị tủn gì nữa. Rồi. Mấy chị nào to to 50. Cái này 50 mấy ký ta. Cái này có khoảng 54kg đi. 54-55kg bạn 54kg trở xuống bằng đẹp cái này nha. Tay của nó phối lưới nha mấy chị. Phối lưới nha. Lưới bao mịn cho mấy chị luôn. Áo khoác dù 70kg. Em không có áo dù 70kg chị Thúy Kiều ơi. Ai lấy cái xanh nút comment giùm em xanh nút ở phía sau nó có một hàng nút giãn nha. Thi Linh 4 cái đúng không? Thi Linh vậy nè. Đúng không? Phải Thi Linh không? Em không biết mấy cái nữa. Sao em thấy có 3 cái à? Em thấy có 3 cái chị Thi Linh là đợi em chút xíu chị. Rồi ai lấy cái xanh nút comment giùm em là xanh nút nha. Xanh nút phối lưới quá trời đẹp. Thôi có cái này đẹp dữ luôn. 4 cái đúng rồi em. Rồi Thi Linh 4 cái đúng rồi chị ơi. Chị Thi Linh 4 cái đúng rồi nha, cái xanh nút này quá đẹp. Cả của bà này đúng không? Áo canh mặt 89k Lan Sự Trâm ơi. Trời ơi em có 1m58 mà mấy chị, em đâu có cao dữ thành. Xanh nút nha, ai lấy xanh nút comment giùm em là xanh nút nha. 89 ngàn cái của canh mặt còn có. Áo canh mặt còn có 1 cái à mấy chị lụm luôn đi ha. Áo canh mặt. Áo canh mặt còn có 1 cái à mấy chị lụm luôn đi. Đây tới đầm đá. Thúy Vân xanh cút. Xanh nút chốt cho chị Thúy Vân. Thúy Vân ơi có thông tin cho chị. Thúy Vân đơn mới hả chị. Ôm lô hàng. Kim Liên Nguyễn á, ôm lô hàng. Ôm lô nào chạy len nó rất là nhiều lô. Thúy Vân xanh cúc. Chị Thúy Vân cho em liền số điện thoại với địa chỉ đi chị ơi. Len em có rất là nhiều nha chị. Len áo, len quần, len mỏng, len dày. Tất cả có rất là nhiều. Nên mấy chị á, ôm lô á, mấy chị cứ việc inbox cho em đi ha. Em băng lô sẵn rồi ha. Loan Phùng ơi chị 60kg là xanh nút chị bằng không vừa đâu chị Loan Phùng ơi. Đính đá body nha, rất là đẹp luôn. Em sẽ bận cái con này cho mấy chị xem. Chị Long Phùng mà không vừa cái xanh nút không? Lan Sì Trâm á, nhìn lấy áo canh mấy nha bạn nhìn. Canh bạc hả? Mày áo canh còn có một cái một luôn á. Lan Sì Trâm. Ủa chị, hồi nãy chị Vĩnh Khác lấy có một cái luôn. Chị nói hai cái không hiểu hai cái nào. Rồi, em kéo cái like lên, em đọc cái
lan xì trâm á. Lấy áo canh mặt. Lấy áo canh mặt nha. Ok rồi, chị lan xì trâm hết luôn. Cái áo canh mặt là hết luôn á. Chị khờ chị ghi giùm em. Rồi ai lấy comment giùm em là cô gái đây nó là đá nè. Mấy chị nhìn sáng rực rỡ luôn nha ha. Kim Ly Nguyễn 55kg hả? Còn nha Nghĩa My ơi, 65. Áo đa body rất là đẹp. Áo đa body rất là đẹp, có hai cái thôi. Ai lấy áo đá body comment giùm em. Áo đá cô gái, áo đá gì cũng được nha. Vân Vịt lấy một cái nè. Vân Vịt mặt thì vừa rồi, khỏi bàn cản. 89k đồng giá. Nè chị, cái này của Vân Vịt 85kg không vừa chị Long Phùng ơi. Kim Liên Nguyễn 55kg hả? 55kg bận cái cúc hồi nãy cũng đẹp. Thì dần như Long Phùng chị có thông tin nè mấy chị, cái áo này mấy chị bận chung với mấy cái đầm này cũng được nè. Thúy Dân với Long Phùng hả? Chị Thúy Dân ơi cho em liền thông tin đi chị ơi. Cái áo này 55.000 nè. Đó, mấy chị bận gì cũng đẹp vậy. Thấy chưa? Khó như gì cũng đẹp nè, 55.000 thôi. Cái áo có 55.000 khó như thôi, khó chảy dai gì cũng được. Thích thì bận chảy dai gì ha. Cũng đẹp. Đó. 55.000. Áo hồng 55.000. Rồi em còn một cái áo đá hết. Hồi nãy Gumi Ho hỏi đầm xè sau lưng 48kg. 48kg bao đẹp luôn nha Quế Phạm. Ủa mà đầm xè em hết rồi. Đầm xè của xì chum nữa là hết rồi đúng không chị? Ừ, chưa thấy chị xì chum cho. Xì chum có đơn rồi mà. Chị Trâm ơi cho em liền thông tin, còn không em để cái đầm này cho chị Quế Phạm nha. Năm Lan chị Trâm đây có bao nhiêu nào ta? Chị Trâm cái đầm trắng này đẹp đến chết, không có ai lấy. Có hồi kiếm cái đầm body không ra. Chị Trâm này Lan, chị Trâm đúng là chị Trâm kia nha. Khác nhau hả? Chị Trâm cho em liền lấy cái đầm xè canh mặt thì cho em liền nha. Thúy Vân hả? Cao 1m61 vừa không? Thúy Vân trời ơi vừa chị. Vừa chị Thúy Vân ơi. Trời ơi, một tiếp tục một cái body nữa nè. Một cái body nữa. Ai lấy body rồi? Có một cái một. Nè, nữ bây giờ không có một cái một luôn. Rồi, ủa Lan xì chum khác mà. Ừ, bởi vậy chị mới xin, nói xin thông tin đi. À, vậy đó hả, Lan xì chum là còn có cái kia không? Là xì chum không hả? Lan xì chum là cái váy canh mặt đúng không chị? Đúng. Em còn một cái áo đá này rất là đẹp luôn. Trời đất ơi, không lấy tiếc hồi hồi luôn. Mình muốn kiếm không ra cái áo đá này nha mấy chị nha. Body đá nha. Đầm trắng còn chị ơi. Kim Liên ơi. Vậy là thấy ôm lô 55k giá bao nhiêu? Trời ơi sao em nói trên like được chị Kim Liên. Chị Kim Liên ơi, 55k đó chị vui lòng ôm lô cho em ít nhất 50 cái nha. Ôm lô ít nhất 50 cái thì giá khác, 100 cái giá khác. Chị xem bao đẹp luôn. Rồi cái đầm đá này ai lấy thì lấy. Đầm đá này ở dưới đây nó có gân nè. Len đang gân nha ha. Chị Kim Liên tí inbox cho em nha, lô 55k rất còn rất là nhiều. Cái len có cổ á, chị Mỹ Thu thích lắm. Ai rớt mạng? Rớt mạng hả? Chết cha, cho chế nó vui chị nó quay. Đừng rớt mạng, rớt mạng, tôi làm ăn buôn bán. Trời trời, em bận vô không thành. Thấy chưa mấy chị, nó xẻ nè nhưng mà không có ấy đâu, không có hở gì hết trơn trội á, nhìn vậy chứ không có hở gì hết trơn á. Đây nè, 54-55kg bao đẹp nha. Địa chỉ của bạn Lan xì chum ok nha. Mua giùm em trên 100.000 mấy chị ơi, mua giùm em trên 100.000. Hai cái mới đi đơn được nha ha. Rồi ai lấy cái đầm này comment giùm em đầm nút nha. 54-55kg thoải mái. Trời ơi, ai thích bon chen 58kg bận thành body luôn. 58kg. Có đầm trắng không bạn kìa? Đầm trắng còn. Cho chị Huyền Nguyễn thôi. Chị Huyền Nguyễn hả? Nãy có thích cái đầm trắng body, thích đầm trắng body hay đầm trắng suông em lấy cho chị. Rồi chia sẻ like lại cho em đi mấy chị ơi. Mấy giờ chị Ngọc? 34, 35.
Rồi nha, tiếp tục cái đầm, cái này là một cái dạng áo giấu quần nha ha, theo cho mấy chị 55k luôn. Ai lấy thì comment giùm em là nâu 55 nha, nâu 55 trước kính nút nè. Nó là dạng form áo giấu quần chứ không phải đầm đâu nha. Thích ngắn, thích sexy thì bạn thành đầm luôn. Dạ chị Loan Phùng ơi, cỡ của chị thêm cái nữa hả, tí em like tới. Chị Loan Phùng lấy cái sọc cũng đẹp á, cái sọc đó bạn vô nó lọn gọn người hơn. Rồi nha, ai lấy cái này comment giùm em 55k. Bán vừa cho mấy chị luôn ha. Nâu 55 cho bạn xu nhím nè chị. Em ghi giá cho. Xu nhím có đơn rồi đúng không? Có. 55.000 mấy chị mua bao lời rồi. Tại vì ở đâu mà bán cái mấy cái này 55.000 thánh thần. Trần luôn mà mấy chị không thấy được cái vẻ đẹp của cái sọc này. Thôi Nguyễn cho mình xem cái trắng này đi Tâm. Cái trắng nào chị? Cái trắng này Tâm bận. Chị nào? Cái trắng này đẹp nè, nhưng mà cỡ khoảng 54-55kg trở xuống à ha. 54-55kg trở xuống bạn, bạn đẹp cái trắng này bạn chung với cái nịt đi. Cái trắng này bạn chung với cái nịt phật chai đi. Nó là trắng dài loa gói, nó khẽ một bên như thế này nè. Chỗ khác bán cái này 120.000 mấy chị tin không? Em vừa coi like luôn, em thấy mấy chỗ khác nó bán cái chất len này 120.000 nè. Em bán có 89.000 luôn, số Củ Chi, Hồ Chí Minh như Quỳnh Như. 89.000 cái đầm trắng này em bao đẹp với mấy chị luôn. Đi tới đâu mà mua được cái đầm mặc đi tiệc như thế này ha. Đầm chị mặc còn nha Thanh An, 89k đồng giá nha cưng. Còn nha mấy chế. Rồi để em lên mấy cái đầm màu á, em lên mấy cái đầm màu cho mấy chị. Ủa cái đen bao đì hồi nãy nó giục ra mất tiêu. Để bên đây đi tí xếp nha. Đầm chị mặc lấy cho em luôn nha Trâm Yến. Ok lấy cho Trâm Yến một cái đầm chị mặc. Quá đẹp. Trâm Yến 89.000, quá đẹp. Đầm chị mặc á, thoải mái lắm, đầm em mặc rất là thoải mái mấy chị ơi. Phi Vân một cái trắng nè, chốt cho chị Phi Vân nè. Cái mấy cái này đẹp muốn gần chết luôn mấy chị. Này chị ơi, cho chị Phi Vân. Nghĩa My cho coi đầm hay áo 60kg 1m6. Rất là nhiều Nghĩa My, hồi nãy giờ không chọn. Em còn một cái trắng nè, ai lụm trắng thì lụm luôn nha. Trắng nó đi chung với thịt bọc chai này sẽ đẹp hơn là thịt bọc chai ha. 65kg. Đây, nó khẽ ngoài trước là do nó giống như nút giả cũng được cho mấy chị. Đây, mặt rất là lịch sự nha. Mặt rất là lịch sự, lịch sự, lịch tùng. Trời ơi, nó khẽ nhẹ bên đây nữa nè. Đó. Còn có mấy cái thôi. Mấy chị nhâm tay thì còn nha. Để em lên mấy cái đầm to to cho mấy chị lớn lớn. Ở cái đầm đen này không body, lát em lên ha, đầm đen này không body. Nghĩa My ơi, thấy nè, bây giờ mới thấy nè Nghĩa My ơi, Nghĩa My giờ em đâu có cái áo nào đâu, em xả hết trơn rồi. Trời ơi, xuất sắc luôn nha mấy chị, đẹp quá. Ai lấy cái này comment giùm em là cái này không to luôn này, co giãn luôn nè, 60. Cái này 65kg mấy chị bằng vô tư nha, 65kg trở xuống bằng đẹp luôn. 65kg trở xuống bằng đẹp luôn. 89k chất len dày dặn cực kỳ. Kẻ bên hông chất len cực kỳ dày dặn cái đầm này luôn ha. Quá đẹp. 65kg cái này quá đẹp. Ai lấy cái này comment giùm em. Cái đó bằng ôm á Ngọc. Có một cái mà luôn. Bằng ôm nha, cái đó là bằng ôm. Thì em như cái cục bằng ôm giống như cái của chị. Rồi nha, ai lấy cái này comment giùm em là nâu đi. Ở ngoài nó là màu nâu á, màu nâu nhạt nha. Trời ơi, này đẹp, kỳ đẹp luôn. 65kg trở xuống mặt bao đẹp luôn. Nó xẻ cái tà quá đẹp rồi nè. Cái đầm này nó giống như cái đầm xanh hồi nãy. Cái chất đầm xanh hồi nãy là cái chất đầm này. 89.000 quá, rẻ phúi. Trời ơi, sao biết cái nào phù hợp với chị Loan Phùng mà tím. Em chị Loan Phùng ơi, chị coi like đi chị, em đâu biết cái nào hợp đâu, nhưng mà mấy cái này á, cái nào mà em nói phú ký á, mấy chị tranh thôi phú ký em nói ha.
Rồi, em có cái giống như vậy á, nhưng mà cái này là màu xám nha ha. Rồi Hiền Trang cái đầm trắng nè. Chị Loan Phùng cái đầm nâu nó quá đẹp rồi chị Loan Phùng. Hiền Trang có số điện thoại Ngọc ơi. Thấy chị Hiền Trang ơi, mua giùm em là hai cái đi nha mấy chị. Mấy chị mới vô sao mua giùm em hai cái tí, em like áo 55.000 cho chị dễ mua. Đúng rồi, giống vải xanh lúc nãy nha Mèo Salem, nó là giống cái chất vải giống nha, nhưng mà cái chất vải là giống. Chị Loan Phùng nè. Loan Phùng được hai cái nè. Rồi chị kêu chị nói địa chỉ đi. Cho em địa chỉ đi chị Loan Phùng ơi. Có điện thoại nữa nãy giờ chưa. Địa chỉ với số điện thoại đi chị. Dài gần đầu gối không hả? Đợi chút xíu chị like tới nha. Cái này là giống cái chất vải xanh hồi nãy, nhưng mà màu xanh mình nhìn thấy nó mịn hơn. Cái màu này mình nhìn thấy nó không mịn bằng, nhưng mà chất vải đó đó Mèo Salem. Cái đầm trắng nó sắc nách. Đúng rồi, cái đầm trắng nó là sắc nách chị Hiền Trang ơi. Cho chị xả cái đầm canh nha, đổi lại cái chị mới sale đó trăm ý. Cái em mới sale là cái gì ta? Cái em mới like ha chị, cái nào chị trăm ý ơi? Cái em mới like là cái nào ta? Hay là cái em đang mặc? Cái em đang mặc thì còn nha, còn mấy cái nào? Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là xám đi, ở ngoài nó là màu xám đậm nha. Nó là gần tới gói, mặt form như thế này. Form to nha, cái này form to dành cho mấy chị 60-65kg rồi đó. Ai thích body 65kg bận thành body luôn. Ai 65kg, 66kg bận thành body luôn. Còn không dưới đó thì mình bận thành form su. Cái tay nó bao cho mấy chị đẹp luôn, mấy chị thấy không? Có cái đời nào người ta thường người ta may nói nha, chứ người ta không có giật liền như thế này đâu, cái này nó giật liền luôn. Xẻ một bên luôn nha, mấy cái đầm form này là xẻ một bên dành cho mấy chị. Cái này dành cho mấy chị to con nên nó xẻ một bên á. Mấy chị lấy cho địa chỉ đi. Chị Loan Phùng cho em địa chỉ đi, chị Loan Phùng ơi, chị đủ đơn rồi đó. Cho miếng xả cái nha. Cho miếng xả cái nào chị? Thấy cái chị 65kg 1m56 nha. Dạ, tí nữa em lai áo 55k liền nha. Rồi màu xám cho bạn thằng Diêm nè. Đổi lấy cái chị mới sale đó. Em mới sale là cái nào chị? Ý Nguyễn Thí Linh xám trước rồi. Nguyễn Thí Linh ơi, Nguyễn Thí Linh xám trước thì cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha. Thí Linh có đơn à? Nguyễn Thí Linh hai khác nhau không chị? Giống em. Coi gì giùm em cái avatar nha. Em Nguyễn Thí Linh nè. Xám của Nguyễn Thí Linh nha, thằng Dino hết rồi. Em nặng 48kg nha mấy chị. Em 48kg. Tâm Yến không phải, trước cái xám đó hai chị. Trước cái xám hết rồi, trước cái xám là cái màu kem hết rồi chị Tâm Yến ơi. Giống ha. Rồi Nguyễn Thí Linh chốt đơn nha. Là năm cái rồi đó. Nguyễn Thí Linh xả cái đầm sơ mi. Trời ơi, xả cái đầm sơ mi. Đầm sơ mi là cái nào ta? Màu xanh nha. Rồi em xả cái đầm sơ mi nha ha. Phí xếp. Dạ dĩ nhiên phải có phí ship rồi đó chị. 57kg bao vừa chị Hằng đi thôi. Nhưng mà hết rồi, để tí em like tiếp nha. Phí ship dĩ nhiên phải tính rồi đó, bưu điện tính phí ship cho mấy chị. Đây là cái đầm sơ mi em xả ra nha ha. Đầm sơ mi mặc bao bao đẹp luôn. Cái vải của cái đầm sơ mi này là nó mỏng nha, nên mặc mát lắm. Mấy chị nhìn cái tay nó dễ thương nè ha. Cũng là tất cả đều là đang nó nói luôn chứ không có nó đang liền luôn chứ nó không có may nói vô như mấy cái chỗ khác đâu. 89.000 phí ship chị ở đâu thì bưu điện nó tính tới đó nha chị, em không có tính phí ship được nha chị Loan Phùng ha. Dạ chị chọn cái khác giùm em nha ha. Cái đầm em mặc đâu đâu coi, cái đầm em mặc hết rồi chị, đầm em mặc khách lấy hết rồi. Đây nè, đầm em đang mặc đầm này. Còn đầm trắng hồi nãy là hết rồi mấy chị ơi. Lẹ ta thì còn ha. Cái đầm sơ mi thì dễ thương gì chết luôn. Chút xíu nè em lên tiếp mấy cái đầm body em rất là nhiều. Dạ xả cái đầm canh mặt là cái này đúng không? Trăm miếng nè. Trăm miếng xả cái đầm canh mặt hả? Để cái này cho em. Ủa chị Trăm miếng ơi, chị xả cái đầm canh mặt hả? Có Shopee nha Hiền Trang, có Shopee nha. Em có Shopee. Ai đang xem cho xin chấm đi mấy chị. Đâu chị xả cái đầm canh mặt ra đây em xả ra cho. Chị Trâm Yến phải không? Này hỏi ừ. Chị Trâm Yến ơi, chị xả cái đầm canh mặt đúng không? Hối hận nha chị. Nâu hết chị ơi, Thí Linh nâu hết chị ơi.
Dạ. Ủa cái đầm canh mặt cái sale là hết rồi, chị cho miếng nãy lấy rồi hả chị? Chị cho miếng bây giờ có mấy cái hả chị? Hai cái. Rồi chị cho miếng có hai cái nha, chị cho miếng xả cái này ra là chị cho miếng còn hai cái nha. Ai lấy cái đầm này comment giùm em là canh mặt đi. Còn canh mặt màu xanh nhưng mà hết rồi, em còn có cái màu kem này thôi nha. Ý lộn, màu đen thôi nha. Ai lấy thì comment giùm em là canh mặt đen nha. Cái đầm canh mặt đen thì cái này nó không ôm thôi, cỡ khoảng 50kg trở xuống giúp em nha. 50kg, 48kg gì đó, 50kg trở xuống giúp em cái đầm này ha. Tại vì cái nó có cái bụng của nó nói lại thành ra nó nhỏ, em sợ mấy chị mặc không vừa thôi. Chứ nếu mà ai có cái dòng ấy á, dạ, ai có cái dòng bụng mà nhỏ nhỏ đó vô vừa mấy cái đầm canh mặt lại rất là đẹp, tại vì khúc dưới của nó kè. Nó nói như thế này luôn. Nhìn nó đẹp lắm. Em lai tiếp cái đầm to to cho mấy chị đây, mấy cái không xuông. Ô cái này có thắt cái nơ nữa nè mấy chị. Ê, nó giặt xéo kìa kìa. Ô, giặt xéo nữa hả? Ô, cái này bận lên nó thối từ cái cơm. Cái này có thắt cái nơ gì luôn nha. Mấy chị buộc thành cái nơ giúp cho em đi ha. Giặt xéo như thế này luôn, bật trời ơi, bật cái sang cực kỳ nè. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment giùm em là sọc xanh nha, sọc xanh nha. Sọc xanh quá đẹp à. Cái sọc xanh này em có phơm với bao nhiêu ký? Trời ơi, bao vô tư với mấy chị luôn ha, 58kg. 58kg, trà chanh một cái đen nè. Trà chanh một cái đen là cái na đen nè. Rồi trà chanh nè chị. Trà chanh ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ, trà chanh là đơn mới. Trà chanh cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha. Mua giùm em hai cái, tí nữa em la áo 55.000 cho mấy chị chọn, đặng mấy chị dễ mua. Rồi sọc xanh. Sọc xanh, sọc xanh, sọc xanh cho bé Tâm. Sọc xanh này quá trời là nó lạ. Nè chị, bé Tâm. Sọc đó chị mặc không vừa chị Long Phùng ơi. Sọc xanh này chị mặc không vừa đâu chị, 65kg đâu, chị mặc không vừa đâu. Huyền Nguyễn, cái sọc xanh này chốt cho Huyền Nguyễn nè. Huyền Nguyễn ơi, cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha chị. Sọc xanh này bao với mấy chị là lạ luôn. Nghĩa My ơi, sọc xanh này 60kg bằng Huyền Nguyễn, cho em thấy Huyền Nguyễn trước em chốt cho chị Huyền Nguyễn nè. Huyền Nguyễn không vừa thì em chốt cho những người ý không? Huyền Nguyễn không cho thông tin thì em chốt những người sau nha ha. Đầm sơ mi 57kg bằng vừa nha chị Hằng Đen. Đầm sơ mi 57kg bằng vừa nha. Đầm sơ mi đó màu xanh đẹp lắm. Trà chanh chưa thông tin. Trà chanh chưa thông tin Huyền Nguyễn mới luôn á. Huyền Nguyễn cho em luôn thông tin nha chị. Cái đầm sơ mi nó đẹp lắm. Em có sơ mi đen là sơ mi đen có hàng nút em đang mặc nè. 57kg mấy chị vô tư. Rồi cái này chỉ có một cái duy nhất thôi nha. Đầm này là phơm dày. Ở miền ngoài thì bận nha. Ai chưa có thông tin chủ động cho em thông tin liền đi mấy chị. Mua hàng 89k là quá rẻ rồi. Cái này là phơm to nha. Phơm to cái này là 60kg, 62kg bận đẹp nha. Có một cái duy nhất thôi nhưng mà nó là dày dặn. Mặc chung cái này đi chung với mấy cái robot nha. Ai lấy cái này comment giùm em là xanh nha. Xanh xanh. Xanh đi chung với mấy robot nó sẽ đẹp hơn. Mặc cái này đi Đà Lạt sẽ không bảo lấy 47kg vừa không? Huyền Nguyễn sọc xanh. Trời ơi, 47kg là bằng em này. Hồi nãy em thử lên thì chị thấy rồi đó. Trà chanh ở Tân Châu An Giang là có quen không nha? Trà chanh có quen không? Trà chanh hình như cái nút của... Trà chanh là bà Kim Liên, phải không bà Kim Liên? Nhớ mẹ mại bà Kim Liên. Thằng Bim cho em xem cái... À, ok thằng Bim nha. Trà chanh. Trà chanh. Trà chanh này. Đây. Cái đầm sơ mi nha mấy chị. Trời ơi nè. Đây nè, 57kg bao vừa cho mấy chị luôn. Phải len tay nè. Cổ nè. Đẹp lắm. Thì có Nguyễn chưa có thông tin nè. Chị Loan Phùng lấy hai cái mà chưa có cho thông tin. Mấy chị ơi, cho em thông tin đi mấy chị ơi.
công lai ngà ngồi cả buổi trời, thi một lứa mà được thấy cà phê còn chưa được uống nữa. Nè uống đi, cầm sơ mi nghe rất là đẹp nha mấy bà. Uống đi, ai hết rồi. Ôi trời, cái này còn nữa nè. Nào này, hồi nãy tao lấy một đống luôn. Trời đất ơi, đây nè, cho mấy chị vô sao coi cái đầm này. Tự nhiên nó nằm ở đây một chồng ấy. Tự nhiên nó nằm ở đây một chồng, không thấy. Đây, cái này bao dừa. Đâu, chị gì sáu mấy ký đâu. Hiền Nguyễn thấy không thấy điện thoại. Hiền Nguyễn có số điện thoại, Hiền Trang nhắn tin địa chỉ rồi hả? Chị đang like, hình ra chị đâu có coi được địa chỉ đâu các bạn. Trời ơi, nó ngã cái bị đồ xét nè. Bữa sau lại xét nè. Bữa sau em lại xét cho mấy chị. Rồi ai lấy cái đầm sọc này comment giùm em là sọc nha. Phơm này phơm to nè, 60 mấy ký vô tư lự, 60 mấy ký chợ. Mấy chị nhìn nè, nó giả như thế này 60 mấy ký mấy chị lo gì. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là sọc nha. Có hình con ngựa, 45 ký bằng rộng nha. Trà Chanh, Trà Chanh lấy cái đầm sọc đúng không chị? 45 ký bằng rộng bà ơi. Trà Chanh không, Trà Chanh lấy cái đầm canh mận 45 ký bằng em. Cái đầm canh mặt 45 ký là bao đẹp luôn. Chốt cho em nhé, em không xẻ tà, em lấy thằng điên ha. Áo này đâu có xẻ tà đâu cưng. Để chị coi có xẻ tà không thì chốt nha ha. Rồi không có xẻ tà nha ha, cái đầm sơ mi không xẻ tà. Đây, chị kiếm cho thằng điên mình không. Thằng điên mới hả? Thằng điên chưa có đơn. Chưa có đơn hả? Chưa có đơn, vui lòng mua giùm hai cái đi. Nãy giờ ở đây là một cái là có chị Loan Phùng là hai cái mà chị không có cho thông tin. Thằng điên ơi. Trời ơi, em ghi gì mà giúp mực tùm lum. Thằng điên cho em hạnh chứ hạnh điên. Rồi nha, ai lấy cái sọc này, sọc này 60 ký trở lên mặt sẽ bao đẹp hơn. Sọc đẹp nha, sọc cực kỳ đẹp. Cái sọc này mà mấy chị nào mà to to vẫn đẹp. Nó ơi. Mua hai cái đi mấy chị ơi. Rồi ai còn đang xem thì cho xin một chấm luôn đi, hết thấy rồi. Cái sọc này hồi nãy người ta hỏi một đống luôn có. Giờ lôi ra một đống sọc. Cái đầm suông cho chị nữa đi. Thí Linh là đầm suông là đầm nào chị? Đầm suông là đầm nào chị? Chắc cái đầm ta mới vô. Đúng rồi đó cưng. Lát chọn tiếp nha. Cảm ơn nha mèo xin lấy em. Đầm xuân là đầm nào chị? Cái đầm sọc có đẹp lắm á. Màu nào chị? Chị Hoàng Quỳnh. Màu nào chị Hoàng Quỳnh ơi. Lấy đầm xuân cho chị nữa là không lấy cái đầm đó. Cái đầm đó mới bỏ xuống đúng không? Đầm mới bỏ xuống rất là đẹp. Cái đầm sọc hồi trước không? Có hình con ngựa. Cái đầm sọc hồi trước có hình con ngựa. Cái đầm nó giải là đẹp nhất. Đẹp nhất trong đây luôn. Trời Phật ơi, đây là một cái áo. Cái áo này nha. Trời ơi, sao áo này đẹp dữ vậy? Cái chị cầm cái giải len nó rất là đẹp luôn. Sao nó mịn vậy? Em được hai cái. Nghĩa My ơi, em không được cái nào cho Nghĩa My ơi. Nghĩa My đâu có được cái nào đâu Nghĩa My ơi. Thi Linh còn nửa hôm hả? Còn Thi Linh nãy chọn gì vậy ta? Cái đầm suông. Em dơ cái đầm, em dơ cái đầm. Ừ, em hỏi chị cái đó. Vậy ai mấy chế ơi, cái đầm này ai lấy cái này comment giùm em là sọc đi. Thật sự cái sọc này em bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái sọc này giải len của nó là đẹp nhất trong cái đám len hồi nãy tới giờ. Cái đầm sọc này nè, đẹp nhất luôn á. Ai lấy comment giùm em là sọc đi. Cái đầm sọc hồi trước có con ngựa. Rồi nghe, còn rất là nhiều kiểu, em từ từ em dơ lên. Đúng rồi, Nghĩa My không có thấy cái nào của em hết trơn. Ôi cái này là cái áo dây cho nội. Dễ thương. Cái áo dây nha, ai thích áo dây. Áo dây này phơm nhỏ nha. Ai thích áo dây thì comment giùm em là áo này sale cho mấy chị luôn nha. Áo này dây bụt nơ, sale cho mấy chị luôn 55.000 nha. Mèo sao đem lấy sọc nè. Nghĩa My ơi, sao không lấy cái sọc này Nghĩa My. Nghĩa My lấy cái sọc này đẹp đừng chết luôn. Mèo sao lem nãy có một cái. Mèo sao lem là có cũ rồi, có khách của mình.
Dạ còn đầm xuông nha chị. Chị Thúy Linh còn đầm xuông nha. Để đưa chị cái đó, cái đầm xuông đó hả? Em ốm quá em mặc không, em mặc rộng để tí em mặc liền. Đây nè, cái này tiếp tục một cái đầm xuông sọc nè, đầm xuông sọc nữa nè. Cái này cũng đầm xuông luôn á, không có xẻ luôn nha chị. Rồi ai lấy áo đen 55k thì comment giùm em là áo đen 55 nha. Áo đen này là cổ tim nè. Nó hở tay nha, không phải hở tay mà là mặc lên nó như vậy nè ha. Áo đen 55k, lấy thì comment giùm em là đen 55. Để em bận thử cái đầm con ngựa em thử thôi. Như chị đợi em một xíu nha. Em cũng muốn bận thử coi được không. Mấy chị trời ơi sao dưới đây nãy giờ chưa có thông tin nhiều gì hết. Ừ. Trời đất ơi. Bạn Hằng Vinh này với chị Loan này. Có kỳ vậy. Còn mấy người này có không có. Mấy chị ơi cho em thông tin đi. Mấy chị ơi không có thông tin sao ấy. Sao xếp hàng. Ôi vừa đẹp luôn. Chị Quế Phạm lấy một cái nữa. Đầm sọc 65 rất là đẹp. Cái đầm 60kg hai tà của em đâu. Hết rồi, không có em comment sao. Đây nè mấy chị, tại vì em ốm quá nên mấy chị to to, mấy chị bận thì nó sẽ vừa hơn nha. 65kg bận đẹp. 65kg bận đẹp. 65kg Chị Quế Phạm bận đẹp. Chảy quá đẹp. Chị Quế Phạm chị hỏi đầm sọc 65kg. Trời ơi 65kg bao vừa luôn. Xu nhiếm hả? Nhắn tin bên mét rồi hả? Rồi chị nào nhắn tin bên mét. Nhưng mà cái sọc này là xẻ tà nha mấy chị. Cái sọc này là xẻ tà nha. Xẻ tà. Không có lại xả nha Nghĩa My ơi. Không có lại xả tại vì đâu có thấy không cho địa chỉ đâu. Hồi nãy em ao ra hỏi em hỏi hoài không có thấy. Chứ chọn, em đâu có chọn, em chỉ hỏi cái đó vừa không à. Nên chị đâu có lấy được đâu. Nghĩa My nãy giờ đâu có cáo nào đúng không. Hỏi sọc xanh vừa không. Đầm sọc rồi, vải rất là đẹp. Riêng cái vải, cái vải này rất là đẹp luôn mấy chị. Cái vải á, em nói mấy chị là cái vải này. Mấy chị nào mà phông to to, trọng trọng người là mặc cực kỳ đẹp luôn. Cái len của nó quá mịn luôn. Trong mất nhạc. Cái áo len của người ta đâu rồi. Cái len này 55 ngàn. Cái áo len 55 ngàn không ai lấy luôn. Ủa cái đầm này còn nữa mà ta. Đầm nút này còn nữa mà ta mất tiền quá. Để chung với nó để mai mốt kiếm lòi chơi. Long Phùng ơi đúng rồi chị Long Phùng mặc vừa cái này. Mét bốn mấy bận vừa chị ơi. Rộng lắm. Tại vì nó là phong to nha. Giờ cái đầm khối tay sơ mi nha mấy chị. Cái đầm len này khối tay sơ mi nha. Đầm len khối tay sơ mi. Ai lấy thì comment giùm em là len đi. Len cái gì trắng đi. Trắng nâu đi khối sơ mi. Cái đầm khối sơ mi này thì 55kg đi. 55kg sẽ bằng đẹp cái này ha. Ok chị Phan Ngọc đi. Phan Ngọc cái đầm sọc rất là đẹp luôn á. Ừ chút xíu chị like nha Mèo Sao Lem. Tí chị like liền. Chị like áo 55 ngàn cho mấy khách kia dễ chọn. Chị Phan Ngọc đây. Em like liền áo 55 ngàn cho mấy chị dễ chọn ha. Áo vàng bò. Không phải áo đâu Hằng Điên ơi. Hằng Điên ơi cái này là cái đầm chứ không phải cái áo đâu. Cái này là cái đầm đó. Cái đầm phối tay sơ mi săn lên như vậy sẽ rất là đẹp nha. Cái đầm con bò này, con ngựa này ai lấy thì comment giùm em là sọc con ngựa nha ha. Sọc con ngựa. Nghĩa My chọn lại mấy cái mẫu này đi ha. Mấy cái mẫu này cũng đẹp mà. Phơm mấy cái mẫu này là phơm to dành cho mấy chị 60kg, 70kg nè. Ba đẹp. Ê chị ơi, lựa cái nào em bận nữa đi. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là nâu đi ha. Sơ mi bằng vừa. Sơ mi thì đẹp quá mà làm biến xăng tay. Chị sọc đen trắng vậy. Chị Long Phùng á, nãy giờ chị chưa có cho điện thoại thông tin gì cho. Chị Long Phùng hả? Sao em bị đứng rồi. Chị Long Phùng cái đầm này mấy chị ơi cho em thông tin chứ mấy chị chốt như vậy rồi tí nữa em biết tìm mấy chị đâu ra. Chị Thúy Vân gì kìa lấy đầm xuông đi em.
chị Long Phùng nè, chị Long Phùng chốt cho chị Long Phùng nè. Chị Long Phùng okay. Chưa có thông tin gì nữa nha. Nghĩa My thấy địa chỉ của Nghĩa My rồi, nhưng mà Nghĩa My mua cái gì mới chốt được nha. Đầm công sở cỡ trung niên. Đầm công sở trung niên 50kg. Hôm bữa thứ tư em like rất là nhiều rồi chị ơi. Hôm nay em không có like cái đó nữa. Sọc con ngựa ok, chốt cho chị Long Phùng một cái rồi nè ha. Em cao 1m58 thôi mấy chị ơi. Em chỉ có 1m58 thôi, em 48kg, 1m58. Để em bận cái đầm này cho mấy chị xem. Chị Thiên Linh nó lấy cái đầm xương đi em. Đợi tí em like đầm thơm nhỏ cho mấy chị. Chút xíu đi em like mấy cái đầm cả 50kg cho. Cái đầm xương đi. Đây là cái đầm phối sơ mi nè, mấy chị sang tay lên nha. Cái tay nó là tay sơ mi chứ phải là tay re len nha ha. Săn đẹp đẹp đi, đừng có săn nha em săn mấy chị. Đây, cái này thì gà phơm ơn. Cái này có khoảng 55kg bạn sẽ đẹp, 55kg bạn sẽ vừa người hơn em. Em bạn ốm quá. Còn nhiều lắm mấy chị em. Trời ơi, cái sọc con ngựa này á. Rồi, còn một cái cuối cùng á, ai 55kg á, lộn, ai trên 60 hốt cái sọc con ngựa này đi, em bao vừa cho mấy chị cái sọc con ngựa này luôn. Chị Long Phụng ơi, chị cho em liền số điện thoại với địa chỉ đi, chị bấm em liền một dòng số điện thoại đi. Số điện thoại với địa chỉ đi mấy chị. Mấy chị lựa trên đây một tí nữa mấy chị không xả ra nữa, em like em đúng lắm. Thật sự là like rất là đuối mấy chị ơi. Xuân nhiếm đầm đang mặc. Đầm đang mặc chốt cho xuân nhiếm nè. Nè chị xuân nhiếm. Cái đầm đang mặc đẹp lắm, ở ngoài nó màu, nó phối màu đẹp lắm nha ha. Cái nào em bỏ ngoài sao? Đây nè, cái đầm sọc bỏ ngoài sao nè. Cái đầm này hả, 60kg mấy chị bận vừa hết mấy chị ơi. Tại vì nó phơm là phơm. Nó là phơm to mà. Đầm sọc này em còn có một cái một luôn á. Mấy chế nào mới vô á, cho em xin lại một chấm đi. Sao bây giờ em mất văn mất tiêu hết trơn rồi. Đây em like tiếp cái đầm này không nhỏ cho mấy chị nè. Ha, rồi em bận tiếp cái đầm không nhỏ cho mấy chị nha. Còn một cái đầm sọc này thì lấy thì hốt giùm em luôn nha. Đầm sọc này bận chung với quần. Bận chung với quần quần tất cũng được nha. Sọc theo em mới mặc hả? Sọc thêu hả? Sọc thêu đó rộng lắm nha chị Hòa Hình. Sọc thêu đó là dành cho mấy chị nào 60kg nha chị Hòa Hình ơi. Phan Ngọc, em mặc thử cái nào ta? Từ từ em mặc thử tới đồ tới nha. Rồi ai lấy cái này chốt giùm em là nâu nha ha. Chị gì? Chị Phan Ngọc nói em mặc thử cái gì ta? Em mặc thử đầm suông sọc có màu đỏ chị xem. Em mặc rồi, hồi nãy mặc rồi. Thôi để tí em mặc lại. Tí nữa em mặc lại cái đó không? Hồi nãy mặc rồi. Nhỏ em chị hả? À Hòa Quỳnh, nhỏ em chị bạc thì vừa nha ha. Ai cái đầm nó dành cho mấy chị bự con nha. Rồi cái đầm này ai cỡ khoảng 58kg, 58, 60kg bận vừa luôn nha mấy chị. Tại vì nó như thế này bình thường nó coi giãn, nó coi giãn nó còn dữ hơn nữa ha. Rồi em sẽ mặc cái đầm này lại ha. Rồi mấy chị nào, trời ơi tóc tay gì như bà điên. Chị gì, chị Lan Phùng cho chị cái đó nhé. Cái gì? Chị Lan Phùng lấy cái nào? Chị Lan Phùng lấy cái gì nữa cho em số điện thoại em mới chốt được chị ơi. Rồi ai lấy cái đầm em đang mặc thì comment giùm em là đen trắng đi. Đen trắng nha ha. Nói rõ giùm em là đen trắng nha. Đây đen trắng ha. Rồi đen trắng. Rồi tiếp tục em bận cái, em không có bận cái sọc mà em dên cho mấy chị xem cái sọc nè ha. Đó sọc nè, em bao đẹp cho mấy chị cái sọc này luôn. Nhưng mà cái sọc này là thì cái sọc này 60kg 65kg nha. 60kg 65kg cái sọc này nha. Ai lấy thì comment giùm em là sọc đỏ đi ha. Rồi ai lấy này comment giùm em là sọc đỏ nha. Còn cái này là đen trắng nha. Đen trắng. Đen trắng này ở ngoài bận nó sẽ rộng hơn như thế này nè. Tẻ giặt hai giặt nha, đẹp lắm nha mấy chị. Trời ơi, vô lại cho chị Hòa Huỳnh xem cái này. Rồi còn cái này thôi nha chị Hòa Huỳnh.
cái này là không phải theo đâu, nó đính nó đang trực tiếp con bò vô luôn á. Cái này là phom to nha, sọc này là phom to 60kg trở lên mặt nó sẽ đẹp hơn nha. Nghĩa My ơi, đầm đen trắng cho em chốt cho ha. Lon phùng rồi, chốt cho chị Lon phùng một cái sọc cổ đỏ nè. Chị Lon phùng ơi, cho em số điện thoại đi chị. 4 cái. Chị Lon phùng tổng cộng 4 cái rồi đó nha. Nghĩa My mới có địa chỉ không à? Nghĩa My ơi, Nghĩa My có địa chỉ không à? Rồi cái này cho chị hòa hình công ty. Cái len này em nói trước là phom này là phom to nha mấy chị, dành cho mấy chị nào mà trên 60kg nha. Chứ đừng có nhận về và nói giùm em là cái này sao rộng quá. Không phải là rộng mà là nó là phom to tròn cho mấy chị tròn tròn người nha. Sọc đỏ chốt rồi nha, đen trắng chốt cho Nghĩa My nha. Nghĩa My hồi nãy có số điện thoại chưa chị? Chưa, em chỉ có địa chỉ. Nghĩa My ơi, Nghĩa My cho liền số điện thoại nha. Địa chỉ có rồi nhưng mà số điện thoại chưa có. À mẹ sao lem xả cái sọc đó hả? Nè chị Nghĩa My nè chị ơi, mẹ sao lem dục cái sọc của mẹ sao lem với em đi. Hên á, hên mình phân lên gì nè, em mới biết đường xả liền chứ không mà liền như kia em cũng biết đường đâu mà xả luôn. Rồi nha, cái này thật sự cái này á, mấy chị nào trên 60kg bận sẽ đẹp hơn nha. Tém tém chút xíu là 58kg bận cũng đẹp nha ha. Dưới 58 thì bận nó rộng lắm. Chị đầm sọc 54kg. Chị 54kg cao bao nhiêu chị Phan Ngọc? Chị Phan Ngọc lấy cái đầm con bò đúng không chị? Chị Phan Ngọc đây. Rồi Ngọc cũng cái không? Cũng cái em mới chào con bò. 54kg chị thích con rộng là chị bận được nha chị ha. Em hồi nãy em bận thử cho mấy chị, em chỉ có 47-48kg thôi. Thì mấy chị cam theo á, cam theo cái hình con bò hồi nãy con em mặc á. Em là 47-48kg đó. Nghĩa My là mới có địa chỉ thôi, không có ấy. Nghĩa My ơi, tại sao cho chị luôn cái cho chị luôn cái ấy đi em, cái điện thoại đi. Rồi em thấy địa chỉ của chị Long Phùng nè. Trời ơi, Tân Thới Hiệp hả? Tân Thới Hiệp tới quận 12 hả chị? Tân Thới Hiệp quận 12 hả chị Long Phùng? Trời ơi, cái này body rất là đẹp nha. Body này rất là đẹp nha. Cổ đính nút nha. Trời ơi, body này rất là đẹp luôn. Cổ đóng đinh, thành ra mấy chị đừng có sợ nó bị lạc mất nha ha. Cao 1m6, 54kg. 54kg cao 1m6 là bận. Bận đẹp. Cái gì chị? 1m6 là cũng có em rồi. 1m6 là cao hơn em chút xíu nha. 54kg cũng chậm hơn em nữa. Lấy đi chị, cái đó đẹp á. Rồi, tiếp tục nha. Ai lấy cái này thì comment giùm em là cái gì đây. Comment giùm em là body nút đi ha. Body nút nó đính nút có kiểu tuyến á. Body nút nha, để em thử cái body này cho mấy chị xem. Rồi em còn một cái này, ai lấy thì comment giùm em nha. Cái này trọng trọng 50. Cái này có khoảng 56kg, 57kg bằng đẹp. Được nha, sao mình lục được. Thôi là mình để gì mình cũng lục được. Thì ai lấy cái đen trắng kìa. Nghĩa My. Giờ mới thấy cái điện thoại của ta. Lấy hai cái luôn đi Nghĩa My ơi. Chị Phan Ngọc ok em, chị lấy thêm cái gì kìa. Chị Phan Ngọc là không phải, chị Phan Ngọc lấy cái con bò, cái con bò nó đẹp như chết luôn. Rồi nha, body nha, body này có khoảng 54kg, 54kg trở xuống mặt đẹp nha. 89k đồng giá, 54kg trở xuống mặt đẹp nè. Ai lấy cái này comment giùm em là đen, body đen đi, body đen đi. Body đen, cái này nhỏ nhỏ trọng trọng nè. Rồi, chị Long Phùng ở quận 12 hả? Ok nha chị, cái bên đây mèo sao lem xả cái này ra. Ai lấy cái này thì comment giùm cho em là sọc bò đây ha. Bận hết em. Tầm cỡ 17 tuổi hả Nghĩa My? Ủa Nghĩa My này là khác Nghĩa My kia nữa hả? Trời đất ơi, Nghĩa My một lát chóng mặt luôn. Nghĩa My này cái cỡ 17 tuổi có đầm công chúa nha. Đầm công chúa không sao chị like. Đầm công chúa bao đẹp, 17 tuổi bao đẹp, bao rẻ nhất hiện nay luôn. Body đen này cỡ chị Hoàng Quỳnh bằng đẹp ha. Trời ơi, giải cũng đẹp cũng chết luôn. Bà bận. Ê cái đó đem thật lát. Ui là nịch đâu rồi. Đầm 17 tuổi là đầm công chúa đẹp lắm. Em bữa sau chị like cho. Đó, nhức nách.
đi đám là nhất khách không chạy ha. Trời ơi chị qua quên lấy. Phom ôm nha chị, phom ôm nha. Body này là cực kỳ ôm nha chị Hoàng Huỳnh. Không có cái nịt nha. Dạ không có cái nịt nha. Ai thích cái nịt thì mua cái nịt riêng, cái nịt 50k riêng nha. Em ship bưu điện nha. Chị Hoàng Huỳnh ok chốt cho chị Hoàng Huỳnh, em ship bưu điện cho chị. Lấy cái của chị cho chị coi lại. Chị Thúy Linh lấy cái nào? Thúy Linh bao nhiêu cái hả chị? Chị Thúy Linh hồi nãy cái nào xả là em bỏ ra rồi, cái nào chị lấy là em để vô cái mới thì chị yên tâm đi, em có lộn đâu chị. Linh ơi, giờ em xả hết nổi. Giờ em xả hết nổi rồi, một kho luôn, mấy trăm cả trăm cái ở đây em xả không nổi nữa chị ơi. Nhưng mà nó chỉ có một đúng rồi, nhưng mà nó chỉ có một màu đó thôi ha. Chị Thúy Linh đợi xíu cuối like đem vô cho chị coi rồi tiếp tục nha. Ai lấy cái này comment như vậy là trắng đen nha. Cái này là không to cho mấy chị trọng trọng người bận nè. Để bỏ vô chị Phan Ngọc nếu mà hợp bận đi. Cái đó cũng được á. Body có màu không tâm hả? Body tôi không biết nữa bà Trà Chanh ơi, tôi dơ tới đâu á, tôi lụm tới đâu. Nhiều quá, hàng giờ không có phân được luôn. Lấy hết luôn hả? Đợi em chút xíu em lấy cho chị Thúy Linh ơi. À áo khoác. Trời đất ơi đây nè. Áo khoác nãy. Cái áo khoác này nhưng mà bây giờ em tìm được có một cái thôi, nó có mấy cái lận mà giờ tìm được có một cái thôi. Không biết cái kia nằm ở đâu rồi. Trời ơi cái áo khoác cực kỳ xịn luôn mấy chị ơi. Lấy cho Trâm Yến một cái. Trâm Yến lấy cái nào ta? Cái đang mặc luôn hả? Trâm Yến là được 3 cái hả? Rồi chị ghi dùm em cái Trâm Yến. Đây nè, cái khoác đã hơi ngọc. Rồi bà nữ. Mấy chị ơi đi Đà Lạt là hết phải con bà bảy luôn. Đây, khổ như thế này luôn nha ha. Thích thì đeo nịch, cũng thích thì xả nịch ra. Đó, cái áo khoác. Cái này là áo khoác len luôn. Trời ơi áo khoác len này không? Tấm áo cái nịch, tấm đeo này. Hàn Quốc. Đúng rồi. Phong cách Hàn Quốc là đeo cái nịch bản da. Ừ. Đây này, lấy cái đen đi. Cái đen hợp không? Cái đen nè. Cái đen này không có bán. Ta đeo nhá lên trong phòng. Trời ơi cũng đẹp nha mấy chị. Rồi, ai lấy cái áo này em sale cho mấy chị. Trời đất ơi, cái áo này bán bao nhiêu đây? Theo cho mấy chị luôn 120.000 nha ha. 120.000 cái áo khoác len như thế này đây. Khoác len chất dày nha ha. Áo khoác 120k có 2 cái thôi nhưng mà giờ lụm. Đây. Vậy sao? Chết rồi, có một cái màu vàng. Ai lấy comment giùm em là khoác 120 nha mấy chị. Khoác 120 để em gắn lục coi. Hôm bữa em lấy 2 cái khoác nhưng mà giờ không biết nó nằm ở đâu. Dạ không miễn ship nha, em bán 89.000 là rẻ dữ lắm rồi mấy chị ơi, đừng có miễn ship em chết luôn. Không, cái comment nó lấy cái khác đi. Chết rồi, chị Hòa Huỳnh lấy trước rồi nè ha. Cái khoác này chốt của chị Hòa Huỳnh rồi nè ha. Bé Tâm ơi đợi chị khoác 120k nha ha. Khoác 120k chốt của chị Hòa Huỳnh đi. Tâm ơi để tí nữa chị kiếm được cái khoác chống y chang gì chị gửi nha, rồi em hết khoác. Tại vì khoác em có 2 cái thôi mấy chị. Khoác em có 2 cái à. Đợi bữa sau xanh nó. À em có cái khoác này nữa. Khổ quá. Em có cái khoác này nữa nha. Rồi nè, ai lấy cái khoác này thì bắt đầu chuẩn bị comment tiếp nha. Khoác này. Hôm bữa em đăng 2 cái mấy chị nhớ không? Đó. Cái này nó rất giới hay cái kia. Trời ơi cái tay nó đẹp nè má ơi. Để đi lại tặng khỏi bác. Rồi. Yên tâm lấy cái này đẹp hơn. 120.000 Tâm ơi. Rồi ha, ai lấy cái này comment giùm em là comment lại giùm em đi nha. Kiên Giang ship bao nhiêu hả? Tùy theo nha. Kiên Giang tùy cân nặng nha. 30, 35, 40. Thường thường 35 á. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là cái tấm đó rồi. Kem đi, kem 120 nha. Kem 120 nha. Khoác này thì nó có cái cổ vét. Bà có bạn không? Cái comment. Cái cổ vét như thế này ha, 120k. Cổ vét.
đẹp quá. Tâm nó lấy cái khoác đó luôn. Em lấy cái khoác này luôn hả? Rồi em lấy cái khoác này luôn, 120k. Cái kia để chị kiếm nha. Để chị kiếm có thì chị đưa nha Tâm. Rồi em còn một cái 120, ai lụm thì lụm nha. Khoác nha mấy chị, đi Đà Lạt nha. Bây giờ đi Đà Lạt mặc nha. 120k một cái khoác này thôi. Còn cái khoác sọc kia để em ráng tìm. Hôm bữa em nhớ có về nhưng mà giờ không biết nó nằm ở đâu nha ha. Thì Trang like đầm tiếp, từ từ like đầm tiếp. Ủa ta, thì em còn. Ủa hồi nãy nhím xù ơi, nhím xù. Trời ơi lan xì chùm xả. Cái đầm canh mặt á, xả ra đi chị ơi. Vậy chị bỏ này ha. Ừ. Rồi nghe, xả cái của Lan Xì Chum ra nha ha. Rồi em còn một cái khoác xù nhím, có lấy cái khoác này thì comment giùm em là khoác này khoác nâu nha. Xù nhím ơi, còn cái kia hết rồi, cái sọc hết rồi. Xù nhím 120k nè. Rồi em lai đầm tiếp cái đầm em mặc và chị Hòa Quỳnh lấy đúng không? Ừ. Áo khoác dù hả? Áo khoác dù 99k với 120k nha ha. Rồi chị ơi, đưa cái bọc của chị này em lai nhanh cho chị. Khổ quá nè. Có đầm rộng rất là nhiều. Rồi nè em dơ mấy cái đầm, mấy cái áo của chị Nguyễn Thúy Linh này nha. Chị Nguyễn Thúy Linh coi lẹ giùm em nha. Cái áo form màu xám nè, chị Nguyễn Thúy Linh ơi. Áo màu xám nha. Rồi cái này của nhím xù nè chị. Nhím xù cái hình avatar màu có hình vàng vàng á. Rồi nè ha, em dơ lại cho chị nhím xù. Mấy chị đợi em like chứ em dơ cái này xong em like tiếp nha. Cái này là Nguyễn Thúy Linh nè, màu xám một cái nè, áo không to màu hồng nè, màu này là màu hồng một cái nè, màu xám rồi, cái này là màu xanh nè, cái màu xanh với màu xám giống nhau nè, rồi với một cái màu đen này chỉ có 60k thôi, ha, màu đen, nên cái màu đen này 60k, đó của chị Nguyễn Thúy Linh ba cái nha. Ôi cái này làm cái form body nữa hả Ngọc? Đúng rồi. Giờ cái này cái form body nha mấy chị. Ai lấy cái này comment giùm em đỏ đi nha. Đỏ form body nha, form body. Nghĩa My bị đá ra hả? Trời ơi mấy chị đừng có đòi xem lại nữa. Mấy chị ơi like mệt gần chết luôn. Mấy chị xem lại lục đồ của mấy chị ra mệt quá. Tại nãy giờ là cả trăm cái rồi đó. Nãy giờ cả trăm cái rồi, chị Long Phùng mấy cái Ngọc 4 cái đúng không? Chị Long Phùng 4 cái nha, tí nữa em đọc của chị Long Phùng đợi em chút xíu đi. Rồi chị chốt cho chị Hòa Huỳnh một cái đỏ nè. Cái đỏ này là form body nha, bao đẹp cho chị Hòa Huỳnh luôn. Đỡ, để chặt em là bạn đẹp hết nha. Hòa công ty. Rồi đỏ cho chị Hòa nha. Sao chị? Mấy người một cái này là nhiều quá ha. Trời ơi, cái này là cái đầm xòe nha mấy chị. Bộ này của chị mấy cái Thúy Linh, đúng rồi chị Nguyễn Thúy Linh 4 cái mà. Nãy em dơ 4 cái mà. Của chị Thúy Linh à. Cái like của ba chậm hơn á. Chị Thúy Linh 4 cái. Rồi nè, đây là một cái xòe nha ha. Xòe này thì nhỏ thôi. Xòe này có khoảng 50kg, 52kg trở xuống thôi nha mấy chị. Mấy chị ơi, chị nào bị đá ra vô lại không thôi là bấm kết bạn với em nha. Bấm kết bạn với em nha, đá ra vô lại không có bạn với em. Để em mặc cái đầm này cho mấy chị xem nha. Chia sẻ like phụ em bây giờ đi để em mặc cái này. Cái đầm này của chị Hòa đúng không chị? Cái này không, chị Hòa đúng cái này. Chắc chai cái đầm này của ai? Đó là... Có bà bà. Ủa, cái đầm em đang mặc đó nữa. Có nữa. Đi chơi không nhớ nữa nhưng mà có là mình đang mặc là mình đang mặc là có cái đầm của chị Hòa nè. Ừ, đầm chị Hòa, đầm em đang mặc là có nữa. Chị lăn lên rồi nha mấy chế, tiếp tục một cái đầm xòe nha. Trời ơi cái đầm này đừng lo, đầm này ai có bụng mặc được hết luôn mấy chị ơi. Đầm này có khoảng 55 cái gần được hết nha. Cái đầm body này đợi em chút xíu nha mấy chị.
Đầm đang mặc Nhân Nguyễn hả? Nhân Nguyễn ơi, lấy đầm đang mặc thì cho. Nhân Nguyễn có đơn cho chị. Ai chưa có đơn cho em liền số điện thoại mới chốt nha mấy chị. Chưa có đơn cho liền số điện thoại với địa chỉ mới chốt nha. Sao tự nhiên mời vậy trời. Đây đầm đang mặc nha mấy chị ha. Đầm đang mặc. Rồi ai lấy đầm đang mặc comment giùm em là đầm đang mặc nha. 89k đồng giá. Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn là đơn mới nha. Rồi thấy chị Nhân Nguyễn nè. Trời ơi cái đầm này nó nặng tay luôn á. Nhân Nguyễn không giấu. Có số điện thoại luôn rồi. Chia sẻ giúp em đi mấy chị. Chia sẻ giúp cho em nha ha. Mua giùm em hai cái mới đi hàng nha mấy chế. Rồi ai lấy đầm em đang mặc thì comment giùm em là đầm mặc đi trắng đen. Đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chào anh em nha con. Trời ơi, mấy đầm này em cái eo này nó nằm ở trên thành ra mấy chị đừng có lo nó nằm ở trên ngực thành ra nó không có sợ cật rộng gì đâu. Em nghĩ 56kg nhưng chị bằng cũng được. 54-56kg luôn nha ha. Trà chanh lấy một cái nè. Ok chốt cho trà chanh nè. 89k đồng giá nha mấy chị. Trà chanh. Ôi cái này đẹp nè Vân Vịt ơi. Trà chanh nãy có đơn rồi. Dạ. Trà chanh bạn em. 65kg ôm nha chị Thúy Kiều ơi. Áo khoác đen sau lưng. Áo khoác 65kg bằng được. Nhưng mà ôm á nha chị. 65kg là ôm á. Rồi nha đầm nè. Ai lấy đầm em đang mặc thì comment giùm em là đầm mặc đi nha. Đẹp quá. Xè nha, nó là xè. Rồi đầm canh. Đầm canh em còn hai màu trắng đen nha ha. Ai bị văng ra thì vô lại giúp cho em đi chị. Đầm phơm rộng em còn nhiều lắm. Cái đầm body này đẹp hết sức luôn mà mấy chị không lấy. Tại vì nó, mấy chị thấy màu đen á. Chào Bảo Duy nha. Đợi em chia sẻ like vô nhóm mới phụ em đi cho nó lên view em bán cho nó nhanh. Rồi cái body đỏ rất là đẹp luôn, để em thử cái body đỏ cho mấy chị xem luôn. Còn Bảo Duy nó nói cái gì vậy? Đây nè, cái đầm hồng hồi nãy mấy chị hỏi nè, màu hồng màu vàng này thực chất á thì 60kg bận vô tư nha ha. Áo khoác bo tay dài ôm sát rồi không? Dạ không có chị Long Phùng ơi. Em không có áo khoác nhiều đâu, áo khoác em về có vài cái mà nãy giờ hết rồi. Đây nè, cái này là phơm to nè, 60kg nha. 60kg bận vừa mấy cái này, em có màu hồng với màu vàng nha, hồng với vàng đen hết rồi. Ai lấy thì comment giùm em là màu nha, hồng vàng. 60kg, 62kg bận đẹp mấy cái này nè. Đợt này về đầm bự đó mấy chị bận đi. Tại vì lâu lâu mới có mấy cái đợt đầm to như vậy thường mấy. Ủa? Cái. Dạ. Còn cái trắng giống của em kìa, phải ai hỏi lấy hết. Ừ, em thấy. Rồi nha, em còn nha, cái này em còn à. Cầm chắc tay luôn. Đẹp. Trọng giờ không có hay gì. Rộng còn nhiều mà mấy chị. Rộng còn nhiều mà. Nghĩa My cho em hồng nè. Nghĩa My đủ thông tin chưa? Đủ rồi. Rồi Nghĩa My chốt hồng nha. Hồng cho Nghĩa My nè. Hồng là nó lai lai tím tím nhạt nhạt. Nó đẹp lắm đó Nghĩa My. Rồi em like tiếp. Còn vài mẫu nữa em like tiếp nha mấy chị. Em còn một cái phơm rộng á. Dơ lại cho mấy chị xem nha. Màu nâu này là phơm rộng nữa nè. Tiếp tục một cái rộng nữa nè. Đây màu nâu cổ sơ mi nha. Màu nâu này là cổ sơ mi nha. Ở dưới đây nó phối chân dập von nha. Bảy von dập ly. Đây ai lấy thì comment cho em là nâu đi.
nâu, nó là phân xè như vậy nè, phân xè nha. Cái này là ngắn nha mấy chị, cái này ngắn nha, ở trong mặt cái quần váy giùm em nha, ai lấy thì comment giùm em nâu. Cái này phân to 50 mấy 60 kg bận đẹp, chị có rất là đẹp không. Cái sọc này còn mà chị mà nãy nói hết khổ ghê á, cái sọc con to này còn nè, chị Hoàng Quỳnh lấy cho em của chị đi ha. Trời ơi chị lon phùng cái bọc nào đâu chị Ngọc ơi. Rồi rồi, để em vô lại cho chị lon phùng liền nha ha. Rồi cái sọc này em còn cái sọc con to nè, chị Hoàng Quỳnh lấy cho con bé nào con to thì lấy nha. Sọc này con to 60 mấy kg bận đẹp nè, còn cái duy nhất thôi nha, nhanh tay thì tròn nha mấy chị. Mèo pha lem lấy nâu hả? Ok, chốt cho mèo pha lem một cái nâu nha. Cái nâu này đẹp hơn sức tưởng tượng. Mèo pha lem 89 ngàn. Mai chị muốn xem đại thì cuối giờ chốt. Ông anh ơi, từ từ em lai áo 55 ngàn nha. Đầm đỏ size to hả Nghĩa My ơi? Có màu hồng á, màu vàng, em lấy màu vàng đi nha. Em lấy màu vàng đi nha. Ông anh, ông ngon thùng nè. Rồi từ từ nha mấy chị. Thôi giờ em like một, em dơ lên cái cuối cùng của chị Long Phùng nè. Rồi chị Long Phùng xem nha ha. Chị Long Phùng một cái sọc to nè. Cái này là cái của con bò nè. Cái này là cái màu nâu, rất là nhiều người dành nè, mà chị lấy được là chị hên lắm nè. Dưới một cái đen nha. Màu đen này 60k đúng không Ngọc? Dưới một cái đen. Ủa đen này tay dài. Đen nó 85 nè. À đen này 89 ngàn. Ừ, 89 ngàn. Đen này tay dài nha, chứ phải tay ngắn nha. Rồi của chị Loan Phùng 4 cái đó. Nhắc con giùm em đi chị. Rồi để em thay nha. Rồi để em thay ra cho chị nha. Để em tí em thay cái cổ mới cho. Quanh nó bất xúc. Nói gì? Quanh nó mấy chị. Nhưng coi gì mà sao à? Coi lại hả? Nó bọc rồi, chị để nè một bụi nè. Rồi để nó bọc. Rồi em like tiếp một cái body này đi. Còn dư là mấy cái này giống mấy chị coi. Bà né ra đi, mai bà là xanh, bà nữ của hàng thứ ba. Rồi mấy chị chia sẻ giúp cho em đi nha. Được, em lên mấy cái nữa là hết cái này. Em chuyển qua lay áo 55 ngàn. Rồi mấy chị lụm cho nhanh. Áo 55 ngàn đồng giá. Rồi đã coi mua sỉ cũng có giá 55 ngàn. Hôm nay mua lẻ. Rồi cái này là phơm. Không phải phơm to đâu mà cái này body dành cho mấy chị trọng trọng nha. Cái này có khoảng 55-56 kg nè. Sẽ mặc đẹp nha. 55-56 kg sẽ mặc đẹp. Tại vì em ốm quá. Đính đá nha, đính đá lắp đánh luôn. Trời ơi. Ai lấy cái này comment giùm em đỏ đá đi. Thì sao chị Ngọc? Cái nghĩa mi cái đỏ đó nó là body đâu có bận người đâu rồi hỏi. 60 kg hả? Màu đỏ thể thao nãy chị đưa lên. Đỏ thể thao là cái áo vậy như cái áo này chứ chị. Còn màu đỏ. À. Hồ Quỳnh lấy. Rồi từ từ em lai áo mấy chị ơi. Trời ơi sao chị Long Phạm chị chúc em cái em thấy ghê quá. Chị đừng có chúc em bán cái hàng nha. Em sợ lắm. Bà này không có thông tin nè. Ai chị? Loan Duyên. Con cái một hả? Ừ. Rồi xả cái đó ra đi. Em xả cái hàng của mấy chị mua một cái ra nha. Tại vì gần cuối lai rồi ha ha. Cái này là chỗ cái mạc hàng Quảng Châu nha mấy chị. Cái đánh cá này là hàng Quảng Châu, rất là đẹp. Nó đẹp để bận. Đây cái áo phải không? Ừ. Đây cái áo 55 ngàn nha. Em xả của chị nào? Loan Dương. Chị Loan Dương không có thông tin số điện thoại nha. Rồi tiếp tục em xả cái này 55k. Ai lấy comment cho em là hồng 55 nha. Cái này là áo nha mấy chị. Rất là đẹp. Áo hồng 55. Xả ra luôn. Có 55 ngàn mà mua cái trộn cho thêm mấy chị ơi. Hồng 55 ngàn.
thấy thì comment đá đen hoặc đá đỏ nha. Rồi mèo sa lem ấu hồng 55.000 cho mèo sa lem. Đi giá đi. Phan Ngọc là chị nào ta? À đúng rồi, em đi giá rồi. À chị Phan Ngọc nãy có cái nên chị sợ mình cản. À mấy chị nào chọn phim thì chọn trong like này giùm cho em nha. Đá đen chốt cho Quang thành công nè. Đưa đây giùm Quang cái đá đen. Đây đá đen cho bé Quang thành công nha. Đúng rồi Tâm ơi, hôm nay là đồ đẹp đẹp không à. Cái đầm màu đỏ thể thao đó em mặc không có vừa nha. Còn nè, nếu mà em lấy thì chị chốt cho nha Nghĩa Mỹ một cái nè. Còn cái đầm đỏ thể thao đó, nhưng mà sợ mặc không vừa thôi. Mặc không vừa á. Em còn cái đỏ đá nè. À dạ ok nha chị Thanh Ngọc. Cái phút đầu em lay áo 55.000. Rồi em còn cái đỏ đá, ai lấy thì comment đỏ đá giùm cho em nha. Trời mệt. Rồi cái này dành cho mấy chị nào mà trung niên cũng được, hoặc không trung niên cũng được, mặc chung với áo khoác nha. Trang Nguyễn cho chị xem cái đầm, cái đầm xanh đang cầm là cái đầm xanh nào ta? Em không có cầm cái đầm xanh nào chị ơi. Cái đầm xanh này đúng không? Em chỉ có cái đầm xanh này đúng không chị? Đầm xanh này đúng thì ok giùm em nha. 89.000 quá rẻ rồi. Nè, phom dày 89.000 là quá rẻ rồi nha. Đầm con mặc hả Thanh em? Hồi nãy giờ con mặc á Thanh em mặc cái đầm len bò dễ thương. Cái đầm len bò dễ thương lắm đó Thanh em. Rồi hôm nay chiếc ở cái đống này thùng luôn. Rồi em thay cái đầm này nha. Thật sự cái đầm này mấy chị tổng trọng hơn em mặc sẽ đẹp hơn nha. 56-57 cái mặc có đẹp hơn. Ừ, mấy cái này chị quà bạn đẹp mà chị làm như nhìn thấy em mặc rộng cái không lấy á. Ok hả? Chị lấy cái đó thì chốt nha chị Trang Nguyễn. Cái đầm xanh đó là đầm xanh len dày bằng mặt Trang Nguyễn này. Ô cái này cũng to nữa nè, em mặc rộng lắm. Thôi chị Phan Ngọc á, chị có lấy không? Trời ơi đẹp, đá nó lên đẹp nè. Trời ơi cái đầm này, đầm này là to, em lên nó rộng nha ha. 60kg hả? 60kg cái đầm này bằng thành body nha. Body nó 60kg bằng được nha. Đây nè, cái đầm con bò nè Thanh em ơi. Cái này là cái đầm dạng như đi chơi bận nó bụi nha ha. Đi chơi bật nó bụi nha ha. Con bò bánh chưa bánh bèo. Rồi cái đầm con bò này đâu phải bánh bèo. Đầm con bò này là không phải bánh bèo con ơi. Rồi nha chị. Mấy chị ơi, ai trọng trọng thì lấy mấy cái này nha. Tại vì em ốm quá em bận không có lên form được. Nè, nó là form body nha. Cái đầm này cỡ 60kg sẽ bằng đẹp. Thôi 58kg thôi, 58kg trở xuống, 58-56kg trở xuống thôi. Rất là đẹp, đính đá nha ha. 89k thôi, ai lấy thì comment giùm em là đỏ đá đi. Thôi đỏ đá nó trùng với cái của em nữa. Comment giùm em ren đỏ đi, ren đỏ nha. Ren đỏ. Trang Nguyễn hay lấy cái xanh á. Trang Nguyễn lấy cái xanh hả? Chị thấy ok mà. Chị Trang Nguyễn lấy ok thì cho em thông tin địa chỉ với số điện thoại nha chị. Từ từ em like tới áo nha. Áo 55.000 còn có khoảng 30-40 cái gì đó. Lấy cái đỏ chị cầm nha ha. Rồi ok cho Tâm Tự nè. Cho chị cái bọc. Đẹp quá. Ok nha, ngày mai em thử. Chị mặc thử cũng được đó Tâm ơi. Tại vì nó rộng á, nó rộng hơn cái này chút xíu nữa. Thành ra ren đỏ em còn cái ren đỏ này nha. Ren đỏ chốt cho Nhân Nguyễn nè. Nhân Nguyễn cho em số điện thoại đi Nhân Nguyễn ơi. Ủa Nhân Nguyễn hồi nãy có đơn rồi đúng không? Có một cái mà có thông tin cho chị. Có số điện thoại. Cho địa chỉ luôn đi Nhân Nguyễn ơi. Nè chốt cho Nhân Nguyễn một cái ren đỏ nè. Cái áo đỏ em mặc hòa hình hả? Cái áo đỏ em mặc thấy dễ thương mà. Rồi em còn một cái ren, nhưng mà cái ren này là kiểu khác nha. Ai lấy thì comment giùm em nha. Ừ dạ để em gửi cho, ngày mai gửi cho anh em với cái áo em đang mặc cho chị Hoài nha. Thử đẹp thì lấy nha. Rồi em còn một cái ren này nó khác nha. Tâm có lấy cái đó không Tâm? Tâm có lấy cái đó không? Lấy thì tại vì nó rộng quá, nó rộng hơn thôi cái chị đang mặc chút xíu nữa nè. Thành ra chị không có thử thôi ha. Rồi em còn một cái ren đá này.
đen đó nè. Rồi ha, ai lấy thì comment giùm em là đen đen đỏ tiếp đi, đen đỏ đi, đen đỏ mã 3 đi, đen đỏ mã 3 nha ha, đen đỏ mã 3. Trời ơi, tính đá sáng lấp lánh như lồng lộn. Cái này nó rộng hơn phơm của chị á, cỡ khoảng 60kg á Tâm ơi, 60kg trở xuống. Ôm thì 60kg, còn tí tí thì 58kg bận vừa ngồi hơn đầm người Tâm. Chị Hòa nó lấy cái đỏ thì bận hiểu. Ừ, cái đỏ với cái này nè, ngày mai cho anh em với chị Hòa. Chị ghi vô tờ giấy giùm em đi chị ơi. Thấy địa chỉ của Nhân Nguyễn nha. Ok, lay áo liền. Chị Nhân Nguyễn mới có chị Nhân Nguyễn hai cái rồi đúng không? Đủ. Rồi, Nhân Nguyễn đủ đơn nha. Rồi, ai lấy cái ren đỏ này thì comment giùm em là ren đỏ, ren đỏ. Ren đỏ cổ nha. Cái áo này cho thanh em nè. Ơ cái áo cái đầm có nón này sao mấy chị không hốt cái đầm có nón này đi trời. Lấy luôn hả? Rồi lấy cho bé Tâm luôn đi chị. Ủa? Bé Tâm lấy cái lấy à, bé Tâm lấy cái kia hả? Có, nếu mà lấy cái đỏ em bận là có rồi, đúng không? Bé Tâm lấy cái áo ren cổ đỏ một cái. Lấy một cái đúng không Tâm? Giờ có rồi. Phơm dễ mặc lắm, mấy cái len này nó co giãn nên phơm dễ mặc lắm mấy chị. Như cái đầm. Đây nè, cái đầm này nó có nón nè. Cái đầm này có nón nha ha. Ai lấy cái có nón thì comment giùm em là nón ở ngoài nó màu xám nha. Xanh xám, xám nó hơi ngã xanh. Đầm xòe mà có nón nữa, nó rất là lạ mấy chị. Xòe mà có nón nữa. Chí chia sẻ giùm con Chí. Đừng chấm chấm, chia sẻ đi nha. Đúng rồi. Dạ đúng rồi chị Nhân Nguyễn ơi. Mấy cái đầm trước á, nó màu nhiều hơn. Chị vô sao nên chị bỏ. Chị bỏ đầm đẹp. Rồi nha. Rồi nha. Ủa cái đầm này là đầm gì? Đầm... Ơ đầm cô gái nè. Cô gái hồi nãy Dung Dịch lấy một cái không? Rồi nha, cái đầm cô gái này thì đẹp hơn. Đầm cô gái này có chị Hòa bận thì nó kêu quanh vừa người hơn ha. Đẹp quá. Quanh quanh mới có một đôi. Quanh nào chị? Quanh Thành Công. Quanh Thành Công hả? Ừ. Rồi nha, đầm cô gái, ai lấy cô gái thì comment giùm em cô gái đá nha. Cái này là có khoảng 54kg trở xuống sẽ mặc đẹp nè. Ai kêu Tâm lấy. Tâm không có bánh bèo đó hả? Ừ, Tâm nó không có bánh bèo. Chị lộn vô cái sơ mi này lại. Khoan mấy chị đợi tí là em like tới áo. Bây giờ chia sẻ dùm cho em đi. Em mới đã bắt đầu ra áo 55.000 nha. Áo 55.000 thời với mấy chị là bán lỗ luôn. Thời với mấy chị cái áo 55.000 là lỗ luôn. Đây Tâm. Dạ. Chia sẻ hết nhóm rồi hả? Chia sẻ lại nữa. Khóc ra chia sẻ lại nữa. Đây là một cái đầm sơ mi á, đầm sơ mi. Sơ mi này có cổ nha ha. Trang Nguyễn sâu màu đen không chạy. Vài cái đầm nữa đi em. Để em xem mấy cái đầm nữa mấy chị ơi. Tại vì giờ á, theo yêu cầu lai áo nhiều quá. Nãy em hứa là lai áo 55.000 á. Em còn đầm nhiều lắm mấy chị, từ từ em lai tới nha ha. Cảm ơn nha bà Bảo Duyên. Ủa, nãy ai lấy cái đầm xanh này? Trang gì đó hả? Màu trang thấy hả? Không thấy trang không cần gì trang. Mà họ đi mưa nó không xả. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Em lai dài cái áo 55k nha mấy chị. Tiếp tục nha ha. Áo cổ tim 55k, cái sợi dây. Bỏ gì mua trang gì, bỏ gì. Sợi dây này buộc cái nơ là bận thành, bận với cái chân váy sẽ đẹp hơn nha. Ai lấy cái này comment giùm em, đen 55 đi. Đen dây, đen dây. Đen dây 55 nha. Đen dây 55. Dạ chị Phan Ngọc ơi, bữa nào em lay đầm tiếp nữa mấy chị ơi. Em sẽ lay đầm tiếp nữa. Rồi tự nhiên chị đi văng ra. Chị văng ra hoài à. Em nó giờ mất. Cái này em còn cái đầm sơ mi này mấy chị, hết cái đầm sơ mi màu xanh này đi. Cái đầm sơ mi màu xanh này đẹp muốn chết luôn nè. Đầm sơ mi xanh rất là đẹp. Chứ cái này là cái đầm canh mặt nha. Cái đầm canh mặt còn màu, còn củ canh với màu đen nha. Hết luôn. Ây, rồi văng ra nữa rồi Tâm. Ai văng ra nữa rồi hả? Kỳ quá vậy trời. Còn một cái ren đỏ cổ, nghe lấy thì hốt cái ren đỏ cổ. Rồi cái áo ren đen đó là 55k, nó lấy thì lụm liền giùm cho em đi. Cái áo này là cái áo tặng cho những người chia sẻ nhiều like nè.
cái hồng nút này bạn khoác ở ngoài như nãy em bận đó nha, 55k nha ha, hồng nút 55k. Em like vài cái 55.000 như là yêu cầu đi rồi em ợp nha mấy chị. Ở gì bác kêu la sáng lên thì bác coi. Rồi tím 55k nha, áo tím 55k ha. Trời ơi thấy nó nhỏ chứ nó coi dạng cái áo tím này cỡ khoảng 48kg, cỡ xuống mặt đẹp nè. 48kg nha, áo tím. Rồi cảm ơn. Này là gì đây? Chị Phan Ngọc cái kêu la đàn. Để cho chọn. Áo nút 55k luôn nha ha. Chị Hằng Tràng Củ Chi Hồ Chí Minh nha chị. Rồi nha, áo nút 55k luôn nha. Lem. Nó đáo lem hả không? Có đập không mỗi gì. Tiếp tục 55k luôn, xanh nha. Ai lấy comment giùm em mã xanh đi, mã xanh đi. Thơm đi, thơm đi, thơm đi. Mã xanh đi. Thơm đi chứ. Rồi nha, tím nha ha, tím nha. 55k co giãn cực kỳ. Tím. Trời ơi 55k mà. Hồi nãy xanh rồi, nãy xanh vuông rồi xanh biển nè. 55k lụm luôn đi mấy chị ơi. Thơm đi, thơm đi, thơm. Đây là một cái đầm, trời ơi, 55.000 cho mấy chị luôn nha, một cái đầm len nha, đầm len xả luôn nha, xả luôn. Xẻ nha, mặc chung với quần đi, cái này mặc chung với quần. Áo này dạng như áo phọc dài đi, ai lấy thì comment giùm em là vàng nha. Vàng đàn, vàng 55k vàng dây. Có ai bán mấy cái này 55.000 không trời ơi. Cho chị Ngọc lấy xanh biển xanh dương. Chị Ngọc một cái xanh biển xanh dương một cặp luôn nha. 55k vàng nè. Tím nè. Trời ơi, cái màu rêu này mấy chị là 60kg bận được hết rồi. Thôi cái màu rêu này nha, 55.000 để bèo luôn. Ha màu rêu nha, 55.000 ha. Em thương áo vàng chứ có lại kìa. Áo vàng là áo nào, áo vàng đó chị bằng không có hợp với chị à. Áo vàng rách á, không có hợp đâu. Chị bằng không hợp nha chị Hoàng Huỳnh, phong cách của chị không hợp cái đó. Chị Hằng Trần này có đơn của mình chưa? Chị Hằng Trần có biết đâu. Chị thấy Hằng Trần cũng nhiều lắm mà không biết sai sắc của mình. Cái thằng, cái này là cái đầm mà sọc. Hôm bữa ai mua mà xả ra nè. Ai mua mà để dành mà. Có biết đâu. Đây cái đầm sọc nè, cái đầm sọc xè nhẹ cho mấy chị nè. Đầm sọc này hồi nãy bán 8-9 ngàn thôi. Giờ lỡ nằm trong chồng ngày sale cho mấy chị luôn 70k nha. Ai lấy đầm 70k comment giùm em là sọc 70 nha. Sọc lê lê. Ai hỏi ta sọc ở sau lưng là gì vậy em? Sọc đó là áo có, đầm có. Không có đầm đâu chị ơi, áo không à chị. Đây 70k, ai lấy cái đầm sọc 70k comment giùm em là đầm 70, sọc 70. Tự nhiên rớt cái đầm này vô đây bán lỗ luôn. Bán lại bán 8-9 ngàn bằng mấy cái kia. Sọc 70 nha. 52kg Nhân Nguyễn hả? Vừa 52kg vừa chị ơi. Cỡ chị Ngọc á. 52kg vừa nha ha. Mình đi cao nữa thì ok. Ok. Ok ok. Trời ơi. Cái áo này có tin được không? Áo này 55.000 mấy chị. Ai lấy cái này comment giùm em là ren đi nha. Sọc ren đi 55.000. Cái áo này phông to nha. Cái áo này phông to 56kg, 58kg bận đẹp nha ha. Rồi lấy số 70. Sọc đi giá 70k giùm em chị. Có một cái là 70k. Lỗ luôn rồi. Bán lỗ luôn mấy chị ơi. Ok, ok đem vô lại cái màu vàng đó nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em sọc. Sọc 55 đi, sọc ren nha. Nó là tai pha ren nè. Cái 55.000 đẹp chết. Đây là một cái, đây là cái 55.000 nè ha. Cái này mặc chung với quần nha mấy chị. Tại vì nó xẻ ở đây nha, nó là áo phông dài nha ha. Đầm sơ mi hả? Đầm sơ mi hôm qua, hôm qua để hôm nào em like nữa nha mấy chị. Đầm sơ mi hôm qua em còn nhiều lắm nha.
Nhưng mà để hôm nào em like nữa, hôm nay em cũng có like đầm đầm đó, đầm chất vải, đầm đó là chất vải thun, cho con thun. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là vàng 55, có là thun dài. Thế giờ chị Ngọc, em like hết cái chồng ở đây là em nghỉ nha mấy chị. 45, 55 ngàn đó lỗ rồi mới rồi. 9 giờ 45. Rồi ai lấy cái đen, đen này là thun to nè, giải thun cực kỳ mịn luôn. Đen, ai lấy cái đen 55k này comment giùm em là mã số 5 đi, mã số 5 đi, mã số 5 tại giờ nó sợ nhiều quá nó lộn ha. Mã số 5, còn đang xem cho xin chấm đi mấy chị ơi. Cái view nó bị đứng view rồi, không thấy được lên xuống gì trơn á. Rồi chốt cho chị Hòa Hình một cái vàng nè. Hòa Hình ơi, cái này là em của chị mới mặc được nha, chứ phong cách của chị mặn là không hợp đâu. Còn đang xem cho xin một chấm đi mấy chị ơi. Vàng 55 ngàn. Xin một chấm đi mấy chị ơi. Giờ không có thấy ai đang xem hết trơn trội á. Đen ai lấy comment cho em mã số 5 nha. Mã số 5 đen mặc không bao giờ quên. Mã số 5 này cho khoảng 55-56kg nha. Mặc đẹp nha, 55-56kg mặc đẹp. Đen là để vô đây cho đừng dính bụi. Cái sọc có đẹp cũng chết luôn mấy chị. Cái nào, cái sọc, cái đen sọc mà nó có đen đen ở đây á, trở nên mịn lắm. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen tim đi, nó là củ tim 55k luôn nha. Cái đó phải chi li nữa. Rồi cái đen tim này là cỡ khoảng 48kg, 50kg mặt đẹp nè, 50kg mặt đẹp nha ha. Rồi nè, ai lấy cái này comment giờ đen tim nha, 50kg mặt đẹp nha. Em lai lẹ lẹ cái chồng này, hết cái chồng này em nghỉ không chị. Chào chị Vĩnh Khác nha. Chị Vĩnh Khác nãy chị có một cái đầm mà đúng không? Cho chị dài cái đầm nữa đi em, chị Nhân Nguyễn hả? 52kg chị dễ chọn đầm muốn chết luôn. 52kg lấy cái đầm của em mặc luôn. Em mặc em có 48kg nó rộng nè. Rồi nha, cái áo len, ai lấy cái áo trắng này comment giùm em là trời ơi nó xẻ như vậy luôn, 55 ngàn nha. Áo này là bị xả, bị bơm nè. Áo này là cái áo bị bơm nè. Nút nha, cắn nút nha, cắn nút 55 ngàn nha. Áo này không nhỏ thôi, áo này có khoảng 48kg thôi nha. Áo này có khoảng 48kg mặc sẽ đẹp nha. Để cái này sao bận thì thấy không luôn. Thì bận với quần ừ. Cái đẹp. Cái này bận với cái quần đẹp. Để riêng cái bận. Bận đi. Nhìn yên tâm với cái mắt con mấy cái tư. Cái dành đi. Trời đất ơi, tiếp tục cái quần này nè, cái quần này cứ bị xả hoài luôn á. Cái có 30k mà cũng bị xả nó lại luôn. Rồi ai lấy quần này comment giùm em quần sọc nha, cái có 30k thôi ha. Mấy cái quần này là form nhỏ nha mấy chị, có khoảng 52kg trở xuống mình thôi nha. 52kg trở xuống thôi nha. 30k quần sọc, ai lấy quần thì comment giùm em quần 30 sọc nha. Cái này là sọc nè. Em bán một cặp 60k luôn. Cái này là bo dưới chân nè. Em bao nhiêu em lấy giùm bận. Ha, một cái sọc, một cái bo chân nha. Hai cái mẫu này cứ bị bơm. Rồi em bán cái này một cặp 60k, ai lấy thì comment giùm em là quần 60 nha. Thích thì bán một cái luôn cũng được luôn. Bữa bán chị không bán chị comment sao chị. Sọc cho chị Hằng Trần. Chị Hằng Trần này có đơn chưa? Chưa có đơn hả? Hay là gửi đi rồi cũng nhớ. Chị Hằng Trần chị có đơn bên em chưa? Có đơn bên em chưa chị? Có đơn bên em chưa ba? Rồi đây là một cái áo nha, 55k nè. Áo len nha, áo len dây rách nha, màu hồng nha. Ai lấy cái này comment giùm em là hồng đi. Hồng 55k nha. Hồng 55k nè. Chưa hả? Chị chưa có đơn á. Chị chưa có đơn, chị chọn cái nào cho em liền số điện thoại. Chọn cái nào cho em 100 ngàn đi mới đi đơn được chị ơi. Hồng nè, vàng nè, 55k nha. Hồng, vàng. Dạ mới theo dõi hả chị? Mới theo dõi thì chị theo dõi lâu dài đi. Em bán đồ để rời. Em bán em mua về xong rồi cái em để đó rồi em bán lỗ. Hiền Trang hồng. Chị Hiền Trang một cái hồng nè, hồng vàng nè, đỏ nè, mua combo của nó luôn mấy chị ơi. 55 ngàn nha ha. Rồi anh có hai cái vàng, một cái hồng, một cái đỏ hết. Hiền Trang qua cái Hiền Trang với chị. Hiền Trang có đơn chưa? Rồi chị Hiền Trang có đơn rồi phải không? Hồng 55k chốt nha.
Rồi chị Hằng Trần ơi, mua áo nào được thì chị mua luôn chị ơi. Em bán đồ rẻ lắm luôn á. Rồi 55k nha ha. Cái này cái rút phom này phom nhỏ thôi nha, phom nhỏ thôi. Cỡ khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp nha. Màu hồng. Em có màu hồng nè, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, màu đen gì đó. Một đống màu. Rồi, hết thấy mấy chị luôn rồi, cái xin chấm mấy chị em hết thấy rồi. Không còn thấy ai nữa trên trời. Quần quải có không em? Quần quải hả? Quần quải cho quần quải em có, quần lá chim rất là nhiều luôn chị, quần không ấn rộng gì có hết nha. Có hết nhưng mà giờ không biết nằm ở đâu thôi. Quần em rất là nhiều. Quần rất là nhiều. 55k. Ai lấy cái này comment giùm em là tím nha. Tím nha. Tím nó cổ tim. Tím cổ tim luôn. Ai lấy thì comment giùm em là tím nha, 55k. Rồi còn có mấy cái à. Em like nhanh đi, 10 giờ em tọp. Bữa nay em like tọp. Được mấy cái này con lại nó nhớ không? Còn tọp. Giãn lắm. Hả? Giãn. Nghĩ cho mấy lại bạn bè. Không? Ừ. Tôi giãn lắm. Cái này để bữa sau tặng. Đầm đen sau lưng bao nhiêu vậy em? 89k nha chị Tú Anh Nguyễn ơi. 89k nha. Tím kìa chị Hậu, cái tím kìa. Chị Hậu lấy cái tím hả? Cái tím em cầm luôn. Rồi nè chị ghi giùm em 55.000. Tím cho chị Hậu nha. Tím mình dễ thương mà con cái nó ôm. Rồi một cái nhũ 55.000 luôn nha. Nhũ, nhũ vàng. Ai lấy nhũ thì comment giùm em nhũ nha. Nó có nhũ kim tuyến nha mấy chị. Màu vàng. Còn mấy cái thôi bán 55.000, bán lỗ sập keo. Đầm ở ngoài sau 89.000 đồng giá. Nãy giờ bán rất là nhiều đầm rồi. Không thằng ơi. Đen quá à, nhìn không thấy đường, khui bọc luôn. Cái đó bằng đi. Có màu khác không? Bao nhiêu ký mặc vừa? Tú Anh Nguyễn hết màu rồi chị ơi. Em có một mặt màu xanh. À có màu, màu này là màu xanh đó chị ơi. Màu xanh đó chị Tú Anh Nguyễn ơi. Cỡ khoảng 52kg trở xuống mặt vừa. Rồi nha. Hoa hồng 55k. Ai lấy thì comment giùm em hoa hồng. Cái này cổ vuông nha, cô giãn. Cái này cô giãn tốt rồi. Cái này cỡ khoảng 54-55kg mặc được hết nha mấy chị. Màu hồng, màu đen. Đen hoa hồng. Ai lấy thì comment hoa hồng 55k. Đẹp. Đẹp cuối là cần. Đen nhiều quá. Sọc 55k luôn nè. Sọc Nhân Nguyễn chị lấy cái đầm xanh đang treo. Nhân Nguyễn chị lấy cái đầm xanh đang treo. Đầm xanh này không chị? Rồi ghi ghi giùm em tờ giấy luôn, đầm canh mặt đi. Hình như còn có một cái màu đen. Rồi đầm này em còn một cái màu đen nữa là hết. Hết rồi. Còn cái em nói liền với em. Vậy ai nãy ai xả? Ừ ai xả ra. Rồi chị Thị Hậu. Chị Hậu lấy hoa hồng nè. Có 55.000. Chị Hậu công ty 55.000 bằng một tô. Hai tô. Rồi hồng, áo hồng nha. Ai lấy áo hồng 55k comment giùm em là hồng nha. Hồng, hồng caro 55k. Hồng caro 55k. Áo này 54-55kg bằng vô tư. Hồng. Màu hồng caro. Áo này lẹ cho đi mấy cái hàng này luôn. Chị nào hồi nãy mua một cái quần á, mua giùm em cái nữa đi. Tài ơn. Mới cái áo này hình như có con áo hoa hồng. Đúng rồi, áo này có người lấy, có khách dặn em. Còn đang xem không có trễ ơi. Giờ luôn, cái này bán 55.000 lỗ luôn. Ha, nó có cái choker nha. Có cái choker phía trước đây nha. 55k, ai lấy thì comment giùm em đen châu đi. Nó có hình trái châu nha ha.
Nếu còn cái đầm đen thì cho chị lấy đi, khỏi lấy đầm xanh. Dạ, nếu mà em coi á, đi chưa có đi nha Quanh ơi, chưa có đi, chưa có đi, đợi bữa nào bạn có Tâm đi ngang lấy đơn của Quanh đi rồi hả gửi nha. Chưa có đi. Chị muốn cái quần nào tờ ơi? Chị muốn cái quần nào chị Hòa Hình? Không bo hả? Cái quần không bo hả? Quần không bo nãy có chị nào chốt rồi á. Hàng chưa có đi nha Quanh ơi. Rồi nha, ai lấy cái này comment giùm em là đen châu đi. Nó có trái châu rất là đẹp chị. Form này là có khoảng to giãn lắm, 54kg bằng vô tư. Chị Hằng thì lấy cái sọc, chị Hòa Quỳnh cũng dành lấy cái sọc. Thôi để bận. Mấy chị ơi, có 30.000 bắn lỗ rồi mấy chị. Coi, mấy chị coi lá em điên cuồng. Đợi em chút xíu, đợi em chút xíu nha. Mấy chị mua ở đâu mình được cái quần 30.000 đó thiệt luôn. Đây màu tím nha, màu tím là form to nha. Form này cỡ khoảng, ui, màu tím bụi lắm luôn. Có hai cái đường rách hai bên nha mấy chị. Trên vai cũng rách luôn nha, màu tím này là form to nha ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là tím nha. Tím này form to, cỡ khoảng 56kg thôi. Tím này bụi lắm. Chút xíu em cho chị xem nha chị Hằng Trần. Cái đơn của Quanh chừng nào cũng Nguyên á, Nguyên đi ngang á Quanh, rồi Nguyên ghé lấy bạn của tôi á. Bạn của tôi ghé lấy á, rồi cho tôi gửi tiếp đi cho nha ha. Ổn. Rồi ai lấy cái sọc 55k comment giùm em là sọc 55 luôn nha. Sọc 55. Sọc 55 bán 55.000 lỗ luôn á. Mà còn 25 người xem. Ờ. Tụt view quá, tụt view quá thì em ợp luôn nha mấy chị. Tụt view quá em ợp luôn nha. Nè em còn cái quần sọc đỏ nữa nè. Bán 30.000 luôn. Cho ăn quần sọc đỏ luôn nha ha. Nguyên là ai? Có thấy tin nhắn của Nguyên đâu. Nhân Nguyễn. Dạ chị Nhân Nguyễn ơi, còn cái đầm đen thì lấy cho chị, còn khỏi lấy đầm xanh. Còn nếu mà không có đầm đen thì em lấy đầm xanh nha chị. Ok trả nha. Rồi ai lấy cái sọc đỏ này comment giùm em, sọc đỏ 30.000. Trời ơi thôi còn nguyên bộ này, ai lấy thì lấy nguyên bộ luôn, sọc đỏ sọc trắng. Với cái bo đi, trời ơi có 3 cái quần này mấy chị ơi. Sọc đỏ sọc trắng cái bo còn có 3 cái thôi. Form này form nhỏ 52kg trở xuống thôi nha. Rồi bây giờ em ợp ở đây. Ợp ở đây hẹn mấy chị bữa sau nha. Rồi chị Nhân Nguyễn ok, chị ghi chú giùm em nha. Làm sao? Là có đầm đen thì đổi đúng không? Đầm đen á, đầm canh mặt á, có đen thì lấy đen, còn không còn đen thì lấy xanh. Hằng Trần lấy cho chị sọc đỏ là chị mới có 2 cái em cũng chưa đi đơn được chị Hằng Trần ơi. Chị Hằng này đâu phải công ty mình đâu đúng không? Chị Hằng công ty mình là cái hình kia. Chị Hằng Trần có phải công ty em không? Không, cái hình chị Hằng kia là... Lỡ đổi avatar sao? Hằng kia có dấu không? Chị Hằng phải hàng công ty không? Phải hàng công ty thì ok, còn khách ngoài thì... Khách ngoài á thì mua giùm em 2-3 cái gì nữa đi, đừng cho đủ 100.000 em đi đơn đó mấy chị. Không đủ 100.000 em có đi đơn được đâu. Em còn áo khoác len nhiều quá, nãy em quên dơ lên. Trời ơi, còn cặp áo khoác len luôn nè. Chị hỏi mấy cái mới được. Trên 100.000 chị ơi, trên 100.000 mới đi đơn được nha. À không hả, trên 100.000 mới đi đơn được nha. Chị mua thêm cái áo là chị đi đơn được rồi. Đồ rẻ quá nè. Rồi mấy chị còn đang xem á, Hiền Trang sọc trắng nào. Cái này Hiền Nguyễn. Cái này đúng không chị? Cái sọc trắng đúng không chị? Em bán đồng giá 55.000 nha ha. Sọc nâu nhỏ ở dưới là gì vậy? Sọc nâu nào ta? Trời ơi, chị Từ Thảo mắc của chị. Đây nè, cái sọc nâu là cái này là chị Từ Thảo ơi. Chị Phượng. Chị Phượng đang xem. Trời ơi, nãy giờ cái chồng đầm này nhiêu cái bắn nói chuyện khô nước miếng. Nè chị Từ Thảo ơi. Ôi sao cái đó đẹp dữ thần luôn. Đây là chị Từ Thảo 55.000 đây là sọc nâu nha. Lấy thì comment giùm em sọc nâu 55k nha. Sọc nâu 55k. Đây là chị Hằng Trần lấy cái quần sọc trắng đen nha. Chị Hằng Trần lấy sọc trắng đen với sọc đỏ là mới có 2 cái à.
rồi nha. Không phải cái đó, dưới dưới màu cam hả? Là cái này hả? Dưới cái màu cam là cái nhũ á. Cái sọc nhỏ này đúng không chị? Sọc nhỏ này là nhũ á. Nhũ nó giống như cái vàng hồi nãy vậy đó. Chị Phượng hello. Chào chị Phượng. Trời ơi, chị Phượng xuất cảnh, chị Phượng xài tiếng Mỹ không hello. Đây. Bây giờ là mấy giờ ở bển rồi chị? Bây giờ là ở bên đó mấy giờ chị Phượng còn có like được trời. Đừng nói giờ này hai ba mấy giờ sáng ở bển hay là mấy giờ chiều. Đây là chị Từ Thảo, nó là cái nhũ nè chị, nó là phom nhỏ chị ơi. Phom này có khoảng 50kg, 52kg trở lại thôi. Chị ơi gỡ mớ tiền về an tâm đi, từ thiện hết, nghỉ bán. Bán hết. Mới ngủ dậy. Trời ơi, vậy là giờ này ở bển 6 giờ sáng hả? Biết ở đâu, tôi có đi Mỹ đó mà biết tôi đang. Chị Hương Tâm nói lấy đi là lấy cái nào? 8 giờ sáng hả? Trời ơi, mà ngủ trễ gì vậy Bình Hương? Rồi nha mấy chị, em mệt nha, em có like. Có nhớ món ốc không chị? À, đúng rồi, đi qua bển này nhớ ốc, ốc gò dắp không? Bánh gì nữa ta? Bánh gì chữa? Bánh lăng. Không phải, cái bánh gì trong lá. À, rồi nha, bữa sau em like tiếp nha mấy chị. Bữa sau em like tiếp đồ 55k. Hẹn với mấy chị một đêm bùng nổ. Nhớ theo dõi Facebook bánh của em. Bánh giò. À bánh giò, đúng rồi bánh giò ngon lắm. Nhớ theo dõi Facebook của em rồi nha, ai trọng trọng thì lấy cái đầm này. Ai trọng trọng thì lấy cái đầm này, tại vì em ốm quá nên không lên phơm thôi ha. Tâm có lấy cái đầm xanh không? Đầm xanh nào? Có, em... đầm xanh canh là anh Tâm có lấy một cái rồi. Có chị ơi. Nhớ muốn chết luôn hả? Nhớ bánh giò muốn chết luôn. Nãy giờ anh Tâm nó có mấy cái đầm chị lên sớm coi chị. Đúng rồi. Em... đầm đó bạn sang hết sức. Đầm đẹp quá à. Rồi nha mấy chị. Ôi em còn một cái đầm này nè, khoai lụm thì lụm lẹ giùm em luôn đi. Còn cái đầm này nè, để treo lại mất công treo, tắt mắt rất là đẹp nè ha. Rồi em còn một cái đầm này nè, đầm đá nè, đầm đá. Rồi nha, còn có một cái một thôi, nãy giờ hết trơn rồi. Bao nhiêu đá hết trơn, còn có một cái đá này thôi ha. 89k luôn. Chị khi hỏi mấy giờ like? Mấy giờ em like hả? Thường thường em like 6:45 á. 246, thứ 246 là 6:45. Còn chủ nhật thì em like 2 giờ trưa. Chủ nhật em like hàng xã nha chị. Chủ nhật em like hàng xã 2 giờ trưa là tất tần tật 30-40 ngàn gì xã hết nha. Chị cũng nói tiếng Mỹ thì Mì chú. Đây là men tu tu là hai đứa. Rồi nha, em hợp ở đây nha, hẹn mấy chị bữa khác gặp lại nha. Rồi nghe, chào chị Phượng nha. Chị Phượng dậy ăn sáng đi nha. Dạ đúng rồi Len, chị Phượng ơi. Chị Phượng dậy ăn sáng đi nha, 8 giờ sáng rồi đó. Dạ bye bye chị Hòa nha. Rồi em ở đây nha mấy chị. Hẹn với chị ngày gần nhất, like tiếp đồ 55.000 nữa. Trời ơi, chưa được cái này mà tắt la. Bye bye nha mấy chị. Dạ em bye nha chị Phượng. Chị Phượng còn đang hỏi gì thì em chưa có tắt được. Len hả Tâm? Dạ đúng rồi Len chị ơi. Chị Phượng bye bye rồi, tắt đi. Rồi bye bye. Em mệt vậy mấy chị.